Chương 651, không được coi trọng. Lúc này ở hải quan biên giới, đội viên đầu tiên của tiểu đội tinh anh đã chính thức nhập cảnh. Không ai khác chính là nữ hacker có mật danh Nacha. Khi những người khác đang tìm mọi cách để lên chuyến bay sớm nhất thì chỉ có cô ta đã hack luôn trang chủ của một hãng hàng không để lấy vé chuyến bay sớm nhất. Ngân nga một giai điệu, cô gái ôm máy tính bảng bước ra khỏi sân bay, sau đó hít thở sâu một hơi, mới mỉm cười quan sát xung quanh đã nhiều năm không trở về nước khiến cô cảm thấy tất cả đều rất mới mẻ. Lúc này, bên tai cô vang lên một giọng nói, Na Cha, cô nhập cảnh chưa? Vừa ra khỏi sân bay, sao thế? Đừng nghĩ bảo tôi cướp vé cho các anh, một việc rất vớ vẩn đấy biết không, cô gái hacker nói. Đừng nhiều lời, ông chủ đang cần hỗ trợ, cô thâm nhập từ xa trước đi, chúng tôi sẽ tới ngay, giọng nói trong tai nghe vang lên. Đã biết, liên quan đến chuyện của Hắc Khải, cô gái hacker cũng không nói nhảm nhiều nữa mà ngồi luôn bên lề đường, mở máy tính sách ra. Nhiều người qua lại đều tò mò nhìn cô gái xinh đẹp này, không biết sao cô ta lại ngồi ở đó, không thấy bẩn sao. Cô gái hacker vừa mở máy tính vừa nói, kết nối với điện thoại di động của ông chủ. Bên trong tai nghe vang lên tiếng, đinh, nhẹ, chương trình thông minh do cô ta tự thiết kế và tối ưu hóa tìm thấy số điện thoại của Hóc Khải và gọi đi. Sau hai hồi chuông vang lên, điện thoại được kết nối giọng nói của hoác khải vang lên alo ai đấy ông chủ là tôi anh muốn làm gì vậy anh mau nói đi ngay cả anh muốn chiếu phim trên vệ tinh thì tôi cũng sẽ làm được cô gái hacker nói hoác khải đã quen với phong cách ăn nói văn chương của cô ta nói đợi một chút tôi gửi cho cô một danh sách nghe lén và kiểm soát tất cả phương tiện liên lạc của mọi cái tên có trong đó nhớ kỹ tôi cần vị trí chi tiết của tất cả bọn chúng bao gồm người nhà bạn bè người thân, thậm chí cả con riêng. Ồ, còn gì nữa? Hết. Chỉ đơn giản vậy thôi sao, nữ hacker có vẻ không vui. Thật ra, yêu cầu của Hoác Khải đưa ra, ngay cả khi tìm một đội chuyên nghe lén thì cũng rất khó hoàn thành. Bởi vì nghe lén thì chỉ có thể biết được tin tức trong tương lai chứ không thể biết mọi chuyện đã từng xảy ra. Nhưng cô gái hacker không như vậy. Cô ta có thể hack vào hầu hết các hệ thống nội bộ trên toàn thế giới mà thần không biết. Quỷ không hay lấy hết mọi bí mật. Trên phương diện này, kỹ thuật của cô ta và cao thủ vô danh không phân cao thấp. Nhưng trong hai người thì một người thích cảm giác lén lút chạy đến nhà người ta để lấy đồ, người kia lại thì lại vì mục tiêu cao cả. Đơn giản vậy thôi, nhanh chóng báo cáo kết quả, Hoắc Khải nói. Nhận lệnh, cô gái hacker không hài lòng với nhiệm vụ đơn giản như thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn bắt đầu làm việc. Ngón tay lướt trên bàn phím laptop chỉ nghe thấy tiếng lách tách chỉ những bàn phím tạo thành từ hợp kim titan mới có thể chịu được tốc độ gõ phím khốc liệt như thế từ ngày này qua ngày khác, nếu đổi lại là chiếc máy tính thông thường khác có lẽ đã sớm bị cô ta gõ hỏng rồi. Từng dòng cốt lần lượt xuất hiện, sau đó được ngụy trang thành các chương trình khác nhau, đột nhập vào hệ thống thông tin liên lạc trong nước. Điện thoại, hộp thư, diễn đàn, chỉ cần là nơi có thông tin của các công ty lớn đều bị cô ta tấn công chỉ trong một thời gian ngắn. Lúc này, danh sách của hoác khải mới gửi đến điện thoại của cô ta liếc nhìn những cái tên công ty chức vụ trên danh sách cô gái hacker bắt đầu khởi động chương trình crawler đặc biệt của mình cái gọi là chương trình crawler là một chương trình hoặc một tập lệnh tự động lấy thông tin trên Wide web theo các quy tắc nhất định phổ biến nhất là ứng dụng trên các công cụ tìm kiếm lớn bạn nhập một từ khóa chương trình crawler sẽ sử dụng từ khóa này làm mục tiêu tìm kiếm và thu thập tất cả các trang web có thông tin liên quan trên internet. Đồng thời, lại có dữ liệu lớn để phán đoán thông tin mà bạn đang tìm kiếm, sau đó ưu tiên hiển thị những thông tin đó cho bạn. Loại chương trình crawler này rất đơn giản, chỉ cần lập trình là được, nhưng nếu không được phép thì có thể bị coi là vi phạm pháp luật. Mà chương trình crawler của cô gái hacker không giống vậy. Chương trình phổ thông là tìm kiếm tài liệu trên mạng, mà crawler của cô ta thì lại chạy loạn ở trong kho vàng nhà người ta. Dù thông tin của ông có đặt ở chỗ bí mật nào, xây dựng bao nhiêu lớp bảo vệ thì cũng không có tác dụng. Crawler này với hệ thống thông minh, có thể viết các chương trình bẻ khóa với mỗi lớp bảo vệ phải đối mặt khác nhau. Nói một cách đơn giản, nó chính là robot hacker mạng thông minh. Mặc dù chương trình crawler như vậy đã cực kỳ cao cấp nhưng muốn tìm ra thứ mình cần tìm trong vô số thông tin thì vẫn cần thời gian nhất định. Nhìn vào đồng hồ tiến trình hiển thị trên màn hình, cô gái hacker bĩu môi không vui, lẩm bẩm nói, sớm biết thế này thì tìm thằng nhãi kia lấy quyền truy cập bộ não thông minh. Nếu có sự trợ giúp của bộ não thông minh thì chắc chắn chương trình sẽ càng tối ưu. Cùng là những đại ca của thế giới mạng, tuy cô gái hacker và cao thủ vô danh không chung chí hướng nhưng xét về trình độ thì có thể nói là như nhau. Nhưng đồng thời, họ cũng coi thường lẫn nhau. Cao thủ vô danh cho rằng, một người con gái có năng lực tốt nhưng lãng phí vào những chuyện vớ vẩn như vậy. Nào có giống như anh ta? dựa vào đôi bàn tay để sáng tạo thế giới mới, vĩ đại biết bao. Mà cô gái hacker cảm thấy, suy nghĩ của cao thủ vô danh quá tẻ nhạt. Thế giới ảo dù có thật đến đâu thì cũng chỉ là đồ giả, không thú vị bằng chinh phục thế giới thực. Mà anh ngồi trang phòng cả ngày để viết cốt, không biết cả TF Boy là ai thì cũng quá lạc hậu rồi. Một động tác chậm rãi, theo đôi tay tôi, tay phải tay trái lại làm một động tác chậm rãi. Bài hát này để cho anh vui vẻ, anh yêu tôi chưa? Ô oh, ô, oh. một cô gái trẻ ngồi trên lề đường, mặc một chiếc áo crop top, ngâm nga một điệu hát như thế, như đang xem thường đại ca mạng nào đó. Nửa tiếng sau, những thành viên khác của tiểu đội tinh anh cũng lần lượt nhập cảnh. Họ không tập trung lại mà tách rời ra hành động theo phương thức và sở thích của riêng mình hướng đến khu vực tập trung nơi Hoắc Khải đang ở. Trong thời gian này, đội ngũ tinh anh đã được mở rộng, nhưng đội viên mới vẫn chưa được đưa qua đây vì đội trưởng đã biết lý do trở lại trong nước lần này anh ta không muốn để xảy ra rất kỳ điều bất chắc nào những đội viên mới trong mắt anh ta vẫn cần tiếp tục rèn luyện khó có thể đảm bảo nhiệm vụ có độ khó cao như vậy nếu để xảy ra sai sót nào trong quá trình giải cứu thì anh ta cũng không có cách nào giải thích được nhưng các đội viên mới đã được cử đến để bảo vệ nhóm công nghệ VR và công nghệ tái sinh trong tất cả các dự án lớn thì chỉ có kế hoạch tạo thần là không được coi trọng lắm Chính xác mà nói, là không được bên ngoài coi trọng. Rất nhiều người đều biết, hy vọng mới có kế hoạch tạo thần, nhưng trước mắt, mọi người không hiểu quá nhiều về thế giới ảo và hầu hết trong số họ cũng như cô gái hacker đều cho rằng đó chỉ là thế giới ảo mà thôi. Chỉ cần hy vọng mới đóng cửa các máy chủ thì thế giới này cũng mất tăm mất tích. Nếu đã như thế thì còn nghiên cứu trí lực làm gì, không phải là vô nghĩa sao? Hiện thực chính là hiện thực. Sao có thể vì anh có thể bay trong thế giới ảo thì trong hiện thực cũng có thể bay? Nếu thật sự làm được thì trong nước có nhiều người thích luyện khí như vậy đã bay lên trời từ lâu rồi. Đã bao nhiêu năm rồi không có người phá vỡ các định luật vật lý, chứng tỏ quy tắc của thế giới ảo không thể ứng dụng trong thực tế. Mà điều này cũng chứng tỏ quy tắc của thế giới ảo đang tồn tại một lỗ hổng lớn, chứ không phải là đồng nhất quy tắc với hiện thực như hy vọng mới đã quảng cáo. Cách nghĩ đó của họ cũng không khó giải thích. Vì những người này chưa từng tiếp xúc với cao thủ vô danh, cũng chưa từng tiếp xúc với thứ nhà xưởng xương mù che giấu. Nhóm kế hoạch tạo thần hiểu rõ, quy tắc của thế giới ảo là đồng nhất với thế giới thực. Lý do tại sao anh có thể bay trong thế giới đó là do anh không dựa vào thân thể mình mà dựa vào sức mạnh tinh thần. Thân thể của con người có chất lượng rất tuyệt vời, ngay cả đứa trẻ mới ra đời thì cũng phải nặng mấy cân. Mà với cân nặng như vậy thì đương nhiên sẽ không bay được trong không khí vô cùng nhẹ nhưng trí lực thì không như vậy, sức mạnh tinh thần chính là thứ không nhìn thấy được cũng không sở thấy được. Anh nói nó không tồn tại nhưng thực sự có bằng chứng chứng minh sự tồn tại của nó. Anh nói nó tồn tại thì lại không biết cân đong, đo đếm nó thế nào. Ở một khía cạnh nào đó, trọng lượng chính là chất lượng, thứ không có chất lượng thì có lẽ không nên xuất hiện trên thế giới này. chương 652, Khuyên Giải Thế nên, đội ngũ kế hoạch tạo thần cho rằng sức mạnh tinh thần có tồn tại, chắc chắn tới 100%, nhưng trong thế giới thực, sức mạnh tinh thần bị trói buộc hoàn toàn bởi thể xác, không thể nào phát huy được tác dụng nên có. Mà trong thế giới ảo không có sự trói buộc từ thể xác, sức mạnh tinh thần đương nhiên có thể làm bất kỳ thứ gì nó muốn. Ngược lại, nếu trong thế giới thực, sức mạnh tinh thần có thể đè nén được thể xác, phải chăng cũng có thể đạt đến hiệu quả như trong thế giới ảo. Sách vở cổ xưa trong nước từng ghi chép một số điển tích cơ thể người hóa thành thánh, phi thăng ngay giữa ban ngày, thoát khỏi lớp vỏ xấu xí, niết bàn thành Phật. Ý tứ hoàn xúc của những từ ngữ này vô cùng trùng khớp với suy đoán của đội ngũ tạo thần về sức mạnh tinh thần. Có lẽ trong xã hội cổ đại thực sự tồn tại những người như thế, thậm chí có khả năng tồn tại một loại phương pháp thần thông để rèn luyện sức mạnh tinh thần. Chẳng qua sau này phương pháp rèn luyện sức mạnh tinh thần thất truyền, con người mới mất đi khả năng tiến hóa tới mức độ cao hơn. Bây giờ điều họ cần làm là tìm ra phương pháp này. Mức độ hiểu biết của người ở thế giới bên ngoài đối với kế hoạch tạo thần và thế giới ảo chỉ ở mức nửa biết nửa không, thế nên mới không tin. Nhưng như thế cũng tốt, trong mắt Hoắc Khải, tầm quan trọng của kế hoạch tạo thần không kém gì bất kỳ dự án nào, có lẽ còn quan trọng hơn. Thế giới ảo cho người ta khả năng tìm kiếm thế giới mới, công nghệ tái sinh cho người ta cơ hội trường sinh bất tử, còn kế hoạch tạo thần cho con người cây cầu để tiến hóa triệt để trong cuộc đời mình. Thế nên, anh làm theo xu thế. Nếu mọi người đều không tin, vậy thì tôi cũng phải tỏ ra là mình không tin như mọi người. Bất kỳ đội ngũ VA hay công nghệ tái sinh đều được một đống người bảo vệ ba vòng trong ba vòng ngoài, chỉ có đội ngũ của kế hoạch tạo thần được đặt phòng thí nghiệm tại khu trung tâm đông đúc, đồng thời không có quá nhiều lớp phòng vệ. Biểu tượng này khiến thế giới bên ngoài càng thêm chắc chắn rằng kế hoạch tạo thần không được nội bộ hy vọng mới coi trọng, đương nhiên cũng không hứng thú gì với nó. Tóm lại, chỉ một câu thôi. Tất cả đều là hiện tượng giả mà Hoắc Khải cố tình tạo ra. Lần này tiểu đội tinh anh về nước không kinh động quá nhiều người, chỉ có những người như Cổ Ngôn Tài mới biết được tung tích của họ. Sau khi thông tin tiểu đội tinh anh truyền tới tai Hoắc Khải, lòng anh hoàn toàn yên tâm hẳn. Có được đội ngũ này thì việc giải cứu Đường Đường chắc hẳn không khó, rắc rối duy nhất nằm ở chỗ làm thế nào cứu được cô nhóc ra với tiền đề là không làm tổn thương tới Đường Đường. Bản lĩnh của năm cao thủ ngoại quốc này rất khá. Chỉ trong thời gian mười mấy tiếng đồng hồ, Hoắc Khải đã thông qua phân tích của bộ não thông minh và xác nhận của tiểu đội tinh anh, tìm được tư liệu về chúng. Là năm sát thủ hàng đầu thường xuyên đi lại giữa sự sống và cái chết, chỉ cần cho chúng tiền, bắt chúng làm gì cũng được. Năm sát thủ này khác với dạng lính đánh thuê được người ta tuyển dụng, chúng không có nguyên tắc và giới hạn cuối cùng, nếu ép chúng quá đà, chúng sẽ trốn chạy mà không từ thủ đoạn. Thế nên, mục tiêu chủ yếu của Hoắc Khải là cho chúng một con đường sống để chúng có cơ hội đào thoát. Chỉ có như thế, chúng mới không lôi đường đường ra làm sự uy hiếp. So sánh ra, nếu kẻ bắt cóc đường đường thực sự là nam lính đánh thuê, vậy thì có lẽ sẽ càng thêm phiền phức. Bất kỳ dạng chiến sĩ nào cũng ấp ủ trong lòng một cảm giác quang vinh, có thể chết nhưng không thể nhượng bộ. Cho dù phải chết, cũng chết một cách đường đường chính chính, giữa việc hèn nhát cả đời và anh hùng trong một phút, họ tha rằng mình không phải anh hùng, nhưng tuyệt đối không chọn con đường đầu tiên. Thế nên, đây cũng được coi là điều may mắn trong bất hạnh rồi. Sau khi gửi tư liệu của năm cao thủ ngoại quốc này cho đội trưởng, Hoắc Khải nhìn về phía màn hình holographic display sau lưng mình. Trong 15 tiếng đồng hồ, chiếc xe chở đường đường đã chạy quá 500 km, đồng nghĩa với việc lượn hai vòng trong phạm vi mà Hoắc Khải vạch ra. Đương nhiên, trên thực tế, chúng không thể nào men theo lộ tuyến cố định mà lượn cả một vòng tròn to, mà chạy tứ lung tung như con ruồi mất đầu vậy. Thế nhưng, qua phân tích của bộ não thông minh, hàng nghìn lộ tuyến trong 10 tiếng đồng hồ đầu tiên giảm xuống còn 1.000 con đường, 2 tiếng sau giảm xuống còn 500 con đường. Bây giờ chỉ còn lại chưa đến 100 con đường. Theo tính toán của bộ não thông minh, cùng lắm là 10 tiếng đồng hồ nữa sẽ có thể đoán định được lộ tuyến của đối phương. Sau khi biết được tình hình này, đội trưởng đưa ra một đề nghị cho Hóc Khải. Nếu trong 15 tiếng đồng hồ này mà chiếc xe không hề ngừng lại, vậy thì điểm phục kích tốt nhất chắc hẳn là một xăng nào đó. Tinh lực của đám sát thủ hàng đầu kia có lẽ rất dư thừa, nhưng chiếc xe cũng chỉ là máy móc thôi, hết xăng thì phải đi bơm xăng. Khi chúng xuống xe ở trạm xăng chính là lúc chúng yếu ớt nhất. Thế nên đội trưởng đề nghị để bộ não thông minh giữ trọng điểm phân tích các tuyến đường gần trạm xăng, sau đó họ sẽ đi phục kích đối phương. Đề nghị này rất khá nhưng Hoắc Khải vẫn phủ quyết. Khá thì khá, nhưng chưa chắc đã là phương pháp thỏa đáng nhất. Bây giờ vẫn còn hàng trăm con đường chưa phân tích ra, cho dù lộ tuyến cố định sau cùng gần chạm xăng thì đã sau, lộ tuyến như thế chỉ ít cũng phải tìm ra mười mấy con đường. Cho dù chỉ có vài con đường thôi cũng phải tách người ra, nếu không có lẽ sẽ đón hụt một chuyến. Vì thế, suy nghĩ của Hoắc Khải rất đơn giản, hoặc là bất động, còn nếu đã động, phải xử gọn đối thủ trong một chiêu, tiểu đội tinh anh nhất định phải xuất phát với đầy đủ thành viên, dùng lực sát thương mạnh nhất cho đối phương đòn đánh phủ đầu đau đớn nhất. Trong tay kẻ địch vẫn còn nắm giữ điểm yếu của mình, tuyệt đối không thể phân tách lực lượng, cho chúng cơ hội. Thế nên, nhất định phải đợi bộ não thông minh phân tích rõ ràng suy nghĩ của đối phương rồi xác định rõ lộ tuyến mới phục kích. Thời gian 10 tiếng đồng hồ, Hoác Khải vẫn đợi được. Bây giờ thỏa thuận chuyển nhượng đã được đem đi xin phê duyệt, theo lời của vị lãnh đạo kia thì thời gian phê duyệt chắc sẽ rất dài nếu đã như thế họ không cần lo lắng về vấn đề thời gian điều duy nhất khiến hoác khải thấy đau đầu là ninh quốc năng và đặng tuấn mai đã biết chuyện này rồi hai người họ biết thì đương nhiên là do ninh thần nói hoác khải đã từng nhắc nhở ninh thần không được để lộ phong thanh ra ngoài cố gắng hết sức để chuyện này biến mất trong vô hình nhưng trùng hợp đúng lúc đặng tuấn mai nhớ cháu gái nói là mua đồ ăn ngon tới thăm đường đường ninh thần tính tình mềm yếu trong lúc nóng ruột không kìm nén mà muốn khóc bị đặng tuấn mai nghe ra được điểm bất ổn hỏi cùng xét tận mới biết được cháu gái mình bị bắt cóc điều này khiến bà sợ khiếp vía không nói nhiều lời lập tức kéo theo ninh quốc năng bế cả cháu trai mình chạy tới đây vừa vào nhà đặng tuấn mai đã nổi khùng hai đứa làm ăn cái kiểu gì thế hả đang yên đang lành sao lại để đường đường bị người ta bắt cóc không phải đã thuê vệ sĩ rồi sao? Vệ sĩ đâu? Ăn lương làm gì thế? Đặng Tuấn Mai mắng chửi um sùm khiến đội viên tiểu đội tinh anh đang nằm trên sofa tính dưỡng rất lúng túng, vội vàng đứng dậy định nhận mình thất trách. Thế nhưng Hoác Khải lại vỗ vai ra hiệu cho anh ta không cần làm vậy, sau đó quay đầu nói với Đặng Tuấn Mai, Mẹ ơi, chuyện này không liên quan gì tới vệ sĩ, họ đã làm hết sức rồi. Con đã sắp xếp, sẽ cứu được đường đường về đây đặng tuấn mai cũng nhìn thấy đội viên kia bị thương tích đầy mình, tuy rằng chưa từng gặp người này nhưng cũng biết anh ta không phải lái xe của đường đường. nhưng vô duyên vô cớ có một người bị thương ở trong nhà họ vào lúc này chỉ có thể là vệ sĩ khác mà hoắc khải đã phái đi bị thương đến mức độ này chứng minh anh ta cũng dồn hết sức lực rồi khiến đặng tuấn mai không thể mắng được nữa. đồng thời ninh thần cũng tới khuyên bảo mẹ mẹ đừng suốt ruột anh phong đang cứu con bé rồi sẽ không sao đâu làm sao mà mẹ không sốt ruột được đấy là cháu gái của mẹ đấy hai đứa này đúng là không để người ta bớt lo được mẹ nói chứ hai đứa bán quách cái công ty này đi sống cả đời yên ổn khoái hoạt không tốt hả bây giờ thì hay rồi làm ăn lớn kiếm nhiều tiền nhưng người ghen đỏ mắt cũng nhiều lắm đặng tuấn mai vẫn không chịu thôi đến cả ninh quốc năng cũng không nghe nổi nữa bà bớt nói vài câu đi đường đường là cháu gái bà nhưng cũng là con gái cưng của hai đứa nó bà nóng ruột, chúng nó không sốt ruột hả, còn đòi bán công ty đi, bà có biết công ty hy vọng mới này có ý nghĩa thế nào với quốc gia không? Đến cả những người xung quanh chúng ta, nhắc tới nó, ai mà không tự hào, nói rằng đây là doanh nghiệp lương thiện làm mát mặt quốc gia dân tộc. Bà đòi bán là bán, bà mất thể diện được chứ tôi không mất thể diện nổi. Và lại, bà đến đây làm gì, cố tình cho chúng nó thấy buồn bực hơn phải không? Vốn đã sốt ruột lắm rồi, bà còn đứng đấy mà lại nhảy không ngừng không bớt đi vài câu được à. Ngày thường Ninh Quốc Năng rất ít khi nổi nóng, chuyện to chuyện nhỏ trong nhà đều do Đặng Tuấn Mai quyết định, thỉnh thoảng ông muốn nói gì cũng bị Đặng Tuấn Mai trừng mắt giáo huấn. Trong mắt người khác, ông là dạng người sợ vợ điển hình, nhưng trong thời khắc quan trọng, lời nói của Ninh Quốc Năng vẫn có tác dụng. chí ít thì ông nói năng đúng trọng điểm, không giống như Đặng Tuấn Mai, cứ nổ đùng đoàn như bắn pháo, thế rồi không có tác dụng gì. chương 653, Tư liệu Thấy Đặng Tuấn Mai không nói gì, Ninh Quốc Năng mới nhìn sang Hoắc Khải, Phong à, bố biết con có năng lực, nhưng người ta dám bắt cóc đường đường thì chắc chắn cũng là kẻ có máu mặt. Người thường nào dám đụng vào gia đình con? Vì thế, khi hành động phải cẩn thận hết mức, con biết chưa?" "Con đã biết, thưa bố." Hoắc Khải gật đầu. Ninh Quốc Năng là người thường, nhưng lại làm việc thận trọng trầm tính, không giống Đặng Tuấn Mai, thường ngày trong khá khôn khéo nhưng trong đầu toàn kiểu khôn vật của dân chợ búa chỉ tính toán mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Vì thế Ninh Quốc Năng nói chuyện khá phù hợp với tình hình hiện tại. Tuy ý kiến của ông khá là dư thừa đối với Hoắc Khải, chuyện mà ông có thể nghĩ ra thì người sáng lập ra hy vọng mới không nghĩ ra sao. Nhưng dù bắt nguồn từ thân phận hay thái độ đồng tình, Hoắc Khải đều tôn trọng ông. Dù nói thế nào thì hai người trước mặt đều là bậc cha chú. Sau khi ngồi xuống, Ninh Quốc Năng nhìn đội viên tinh anh kia rồi hỏi, vết thương thế nào? Đã đi bệnh viện chưa? Đội viên Tinh anh khá hiểu biết về quan hệ gia đình của Hoắc Khải, biết đây là bố vợ của anh thì vội vàng đáp, ông chủ đã sơ cứu giúp tôi, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Cũng khiến cậu phải mệt nhọc rồi, cũng chẳng biết đám bắt cóc ác ôn từ đâu mà ra tay nặng thế không biết, Ninh Quốc năng tức giận mắng, sau đó lại nhìn Ninh Thần hỏi, nhưng nói nữa thì con cũng không nên gạt bố và mẹ chuyện này. Nếu mẹ con không biết thì có phải con định không nói với hai vợ chồng già này luôn không? Bố, con. Ninh thần vừa định giải thích gì đó nhưng lại bị Ninh quốc năng giơ tay ngất lời. Bố biết hai đứa hiếu thảo, không muốn làm bố mẹ lo lắng. Và lại, dù biết thì bố mẹ cũng không giúp được gì, chỉ có thể lo lắng xuông. Nhưng con nên thông cảm cho tấm lòng mấy ông bà già này chứ. Đường đường là cháu của bố mẹ, con bé xảy ra chuyện, dù bố mẹ không giúp được gì nhưng cũng rất mong biết được tình hình cụ thể. Nếu thật sự rơi vào hoàn cảnh tệ hại nhất rồi bố mẹ mới biết, con cảm thấy với độ tuổi này của bố mẹ, bố và mẹ con chịu nổi không?" Ngữ khí Ninh Quốc Năng không quá nặng nề nhưng mỗi một câu càng khiến hốc mắt Ninh Thần càng đỏ. Đương nhiên cô biết là bố mẹ mình rất quan tâm Đường Đường, cũng biết mình không nên giấu bố mẹ. Nói trắng ra là mọi người đều chỉ có ý tốt, nhưng góc độ suy nghĩ khác nhau mà thôi. Tất cả chỉ giống nhau một điểm là ai cũng mong Đường Đường có thể trở về an toàn. Lúc này, Hoắc Khải bước tới ôm vai Ninh Thần, để cô tựa vào anh. Ninh Thần quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt, không muốn để bố mẹ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Còn Hoắc Khải lại nói, "Bố, đây là lỗi của con, con không muốn để áp lực đè nặng lên vai mọi người nên mới không cho Ninh Thần nói với bố mẹ." Hai đứa này, các con quá suy nghĩ cho mọi người, chúng ta đều là người một nhà, có gì không thể nói. Lúc này, giọng nói như tiếng sấm của Ninh Ngọc Lâm vang lên ngoài cửa, "Chị, anh rể, mở cửa cho em với." Di giúp việc đi tới mở cửa, Ninh Ngọc Lâm tiến vào như cơn gió, thấy Ninh Quốc Năng và Đặng Tuyết Mai đều có mặt thì cũng chẳng màng chào hỏi, hỏi thẳng Hoắc Khải anh rể, đường đường sao rồi? Đã tìm về được chưa? Ninh Quốc Năng và Đặng Tuyết Mai biết chuyện đường đường bị bắt cóc từ miệng Ninh Thần rồi thì cũng báo cho Ninh Ngọc Lâm một tiếng, bảo cậu ta nhanh chóng quay về xem có giúp gì được không? Ninh Ngọc Lâm đang làm ở bộ phận gia dụng thông minh, mỗi ngày đều chạy khắp nơi để tìm khách hàng, tìm được rất nhiều công ty cung ứng hàng hóa. Hôm nay cậu ta cũng là ông chủ lớn với tài sản tiền tỷ, có được như hôm nay đều là nhờ hoác khải dìu dắt. Dù là nguyên nhân làm ăn hay tình cảm gia đình, hay xuất phát từ tình cảm dành cho cháu gái mình, Ninh Ngọc Lâm lập tức buông bỏ hết mọi chuyện, trở về với tốc độ nhanh nhất. Đừng la lối om sòm như thế, còn ra thể thống gì nữa. Anh rể con có nhiều biện pháp lắm, chút việc nhỏ đó không làm khó được đâu, Ninh Quốc năng quát lớn ninh ngọc lâm há miệng nhưng thấy đôi mắt sưng to của ninh thần thì cậu ta có chút lưỡng lự rồi không nói gì nữa vì cậu ta biết mình cũng chẳng thể giúp được gì nhiều tài sản tiền tỷ thì sao anh rể cậu ta có mấy chục ngàn tỷ cơ mà nhiều hơn cậu ta không biết bao nhiêu nếu anh hết cách thì mình cũng không còn cách nào chị liếu phiền chị lấy rau củ trong tủ lạnh ra rửa sạch để tôi nấu vài món trưa nay mọi người đều ăn ở đây hoác khải nói hiện tại Tâm trạng mọi người đều rất căng thẳng, điều cần làm là khiến họ thả lỏng một chút, một bữa ăn gia đình hiển nhiên là một cách hay để xoa dịu không khí. Ninh Quốc năng chủ động giúp đỡ, trong lúc đó còn an ủi Hoắc Khải vài câu. Hoắc Khải còn chưa cảm thấy gì thì ông đã đỏ mắt. Nếu Đường Đường thật sự xảy ra chuyện thì nửa đời còn lại của bố sống sao đây, Ninh Quốc năng lau khóe mắt. "Bố, bố yên tâm đi, không sao đâu ạ, à, con nhất định sẽ cứu Đường Đường về." Hoắc Khải an ủi bố biết nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Con nói đi, thời buổi này làm người sao khó khăn đến vậy vậy. Tiền ít thì bị nói là bất tài, tiền nhiều chút thì bị người ta xăm soi. Hay, nhớ lại lúc bố mẹ còn trẻ, tuy đều rất nghèo, rảnh rỗi còn thích đánh nhau nhưng chưa từng gặp phải chuyện thế này, Ninh Quốc Năng than thở. Hoác Khải không biết nên nói gì mới đúng, trong thời đại của Ninh Quốc Năng, chuyện này còn nhiều hơn so với hiện tại. Sở dĩ ông không cảm thấy có nhiều là vì khi ấy, Ông chỉ tiếp xúc với tầng lớp nghèo khó. Nếu đã nghèo như nhau, ai bắt cóc còn ông làm gì? Tốn cả buổi mà không đòi nổi tiền ăn cơm, thế thì còn không bằng nhặt phe chai. Anh không hề tranh cãi với Ninh Quốc Năng về chuyện thời đại nào tốt, dù sao thì cũng chỉ cần ông vui vẻ, muốn nói gì cũng được, không cần phải tranh cãi. Bữa cơm này diễn ra trong im lặng. Hoác Khải cố gắng suy xét cho cảm xúc của mọi người nên kể vài chuyện để xoa dịu không khí. Tới vài giờ sau, Đội trưởng đội tinh anh gọi điện tới, báo cáo họ đã vào thành phố. Hoắc Khải đáp một tiếng rồi nói, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, khi nào cần hành động, tôi sẽ báo. Đúng lúc này, một đống tài liệu được gửi tới hệ thống truyền phát thông tin, toàn do cô gái hacker tìm được. Trên đó ghi chép tỉ mỉ quan hệ gia đình, chỗ ở của các thành viên thế lực ngầm thậm chí là số điện thoại của từng người cùng với tất cả sản phẩm điện tử mà hệ thống vệ tinh có thể tìm được vị trí, đã hoàn thành cài đặt định vị cập nhật theo thời gian thực. Chỉ cần Hoác Khải muốn, anh có thể bắt động hành nhầm vào từng người trên tư liệu này. Nhưng Hoác Khải không hề hành động thiếu suy nghĩ, dù anh bắt được bất cứ hành viên thế lực ngầm nào hay người thân của họ, điều này cũng không hề có tác dụng quá lớn trong chuyện này. Muốn đánh thì đánh chết toàn bộ kẻ địch trong một lần, không cho chúng cơ hội phản kháng. Thời gian từ từ trôi qua, dưới sự khuyên nhủ của Hoắc Khải, Ninh Thần đã thức chọn một ngày một đêm cũng đồng ý đi nghỉ một chút. Nhưng dù nói gì, cô vẫn không chịu về phòng ngủ mà nằm trên sofa chợp mắt để có thể kịp phản ứng khi có sự kiện bất ngờ. Bên phía công ty, Giản Tư Tư cũng gọi tới hỏi có phải là trong nhà xảy ra chuyện gì không, sao Ninh Thần không tới công ty làm việc. Hơn nữa, khi gọi điện, cô ấy cũng nghe thấy giọng Ninh Thần không ổn lắm, giản tư tư là một cô gái cực kỳ tinh tế và cô ấy cũng hiểu biết tính cách của ninh thần khi mang thai đứa bé thứ hai tới lúc sắp sinh ninh thần mới đi bệnh viện hơn nữa cô còn không hề rảnh tay mà vẫn xử lý chuyện công ty dù đang nằm viện ngày thứ ba sau khi sinh cô đã về công ty đi làm thái độ làm việc quá ư là tích cực hiện giờ dù công ty đã đi vào quỹ đạo nhưng tốc độ phát triển quá nhanh cũng khiến nhiều vấn đề nảy sinh mọi người chỉ muốn được phân thân làm việc không ngừng suốt 24 tiếng, Ninh Thần cũng như thế. Vì vậy, việc Ninh Thần vắng mặt ở công ty là điều khiến người ta khó hiểu. Hoắc Khải giải thích, cô ấy không khỏe nên tôi bảo ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Sự vụ của công ty trong mấy ngày này phải làm phiền cô giải quyết rồi, cô có toàn quyền phụ trách, nếu không thể quyết định thì cứ gọi cho tôi. Giản tư tư là phó tổng giám đốc, cũng là phụ tá đắc lực của Ninh Thần năng lực và lòng trung thành của cô ấy dành cho công ty tất nhiên đáng được tin tưởng. chương 654, thời cơ đã đến. Vậy thì để Tổng Giám Đốc Ninh nghỉ ngơi cho khỏe, đợt này quả thực chị ấy rất mệt mỏi, công việc của công ty cứ để tôi gánh vác, sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu ạ, à, giản tư tư nói. Thế nhưng sau khi nói xong câu này, cô ấy không cúp máy ngay. Vẻ trầm lặng ở đầu dây bên kia khiến Hoác Khải ý thức được điều gì đó, bèn hỏi có phải còn chuyện gì khác nữa không? dường như giản tư tư rất do so dự, qua vài giây sau mới trần trừ hỏi, Tổng Giám Đốc Ninh. Có nói với anh về Ninh Hạo Bân không? Cô đang nhắc đến chuyện đề bạt Ninh Hạo Bân làm chủ quản bộ phận phải không? Cô ấy nói rồi, chuyện này không thành vấn đề, lát nữa cô tới phòng hành chính và nhân sự sắp xếp một chút rồi thăng chức luôn là được, nhưng phải chú ý an ủi mọi người. Dù nói thế nào thì Ninh Hạo Bân trước kia từng làm chuyện bất lợi cho công ty, cất nhắc anh ta cũng khá mạo hiểm nếu xử lý không tốt sẽ khiến người khác cảm thấy chúng ta quá khoan dung với kẻ phản bội, hoặc khải nhắc nhở. Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý tới điều này, giản tư tư thoáng thở phào. Cất nhắc Ninh Hạo Bân là đề nghị của cô, không hoàn toàn là ý của Ninh Thần. Đối với người từng hẹn hò cùng mình, giản tư tư đã không còn tình yêu nam nữ gì nữa, chỉ đơn thuần là thấy tiếc cho một tài năng. Cô biết Ninh Hạo Bân là một người rất có năng lực, thời gian này anh ta cũng chứng minh được khả năng của bản thân. Nhân tài như vậy mà bỏ bẵng đi không dùng thì đúng là quá đáng tiếc. Bây giờ công ty đang gặp thời điểm tốt để phát triển, cần một lượng lớn người tài tới hỗ trợ. Thế nên, Giản Tư Tư mới mạo hiểm đề nghị với Ninh Thần, cất nhắc Ninh Hạo Bân một phen. Bây giờ có được sự đồng ý của Hách Khải, đương nhiên Giản Tư Tư thấy rất vui. Không nói đến chuyện khác, chỉ ít thì trong công việc thường ngày sẽ thêm được một người có thể giúp đỡ cô. Đừng tưởng rằng trước kia cô vẫn luôn dẫn theo Ninh Hạo Bân, dù sau khi ấy Ninh Hạo Bân vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ ở cấp thấp nhất, không thể để anh ta tham gia vào quá nhiều công việc cấp cao, ít nhiều gì cũng thấy không thỏa đáng. Bây giờ để bạn anh ta làm chủ quản của một bộ phận, cấp bậc miễn cưỡng chạm tới ngưỡng này. Bên phía quốc tế Đường Thị phái một giám đốc khu vực tới, họ định thành lập một diễn đàn livestream, đồng thời hy vọng có thể giành được quyền livestream độc quyền trong thế giới ảo của chúng ta. Anh cảm thấy có được không?" Giản Tư Tư hỏi. "Chuyện này cô tự quyết là được." Hoắc Khải trả lời. Sau đó, anh cúp máy. Giản Tư Tư cầm điện thoại đứng yên tại chỗ trong chốc lát, hít sâu một hơi rồi nói với trợ lý ở bên cạnh, thông báo cho giám đốc khu vực của Quốc tế Đường Thị mở một cuộc họp đơn giản đã. "Cô định đồng ý với yêu cầu của họ à?" Trợ lý hỏi. "Đương nhiên là không." Giản Tư Tư lắc đầu, tương lai phát triển của thế giới ảo cực kỳ rộng mở không thể để bất kỳ công ty nào độc chiếm được, cạnh tranh công bằng mới là chiến lược phát triển tốt nhất. Nhưng cô đường của quốc tế đường thì có quan hệ tốt với ông chủ, chuyện này cũng phải nể mặt đôi phần, thế nên bàn bạc trước rồi tính tiếp. Giản tư tư là một cô gái rất có chủ kiến, nếu không, Hoác Khải cũng không dễ dàng giao quyền quyết định cho cô ấy. Ở bên khác, Hoác Khải đang cầm tài liệu mà cô gái hacker gửi tới, kiểm tra cẩn thận, phát thảo kế hoạch sau này trong đầu, Ninh Ngọc Lâm bước tới, Khẽ hỏi, anh rể, có cần em tìm giúp anh vài người để hỏi chuyện không? Trùng hợp là thời gian trước em mới làm quen với mấy người khá bản lĩnh trong phương diện này. Bây giờ Ninh Ngọc Lâm cũng có khối tài sản không nhỏ, cộng thêm quan hệ với Ninh Thần, cậu ta cũng là người tài khá nổi tiếng tại địa phương rồi. Biết mình không giúp được gì nhiều, nhưng không thể kéo dài thế này mãi được, lòng cậu ta cứ thấy không thoải mái. Đối với đám khốn nạn dám bắt cóc cháu gái mình, Ninh Ngọc Lâm căm hận đến ngứa răng chỉ muốn túm đầu đám người kia mà xẻ thịt lóc xương. Không cần đâu, anh tự biết chừng mực, khoác khải lắc đầu từ chối. Nghe chị em nói, hai người đã biết ai bắt cóc đường đường rồi. Nhưng tại sao hai người không báo cảnh sát, Ninh Ngọc Lâm hỏi lại với vẻ khó hiểu. Trong mắt những người bình thường, gặp phải chuyện này, lựa chọn đầu tiên chắc hẳn là báo cảnh sát. Chỉ có cảnh sát mới có khả năng bắt phạm nhân chịu tội theo pháp luật. Thế nên, đến bây giờ hoác khải vẫn chưa báo cảnh sát khiến ninh ngọc lâm rất buồn bực hoác khải chẳng buồn ngẩng đầu lên bởi vì báo cảnh sát không có tác dụng anh còn chưa từng thử làm sao đã biết không có tác dụng ninh ngọc lâm chất vấn hoác khải ngẩng đầu nhìn cậu ta và đáp cậu cảm thấy nhà vật lý học giỏi nhất có thể tạo ra hố đen được không ninh ngọc lâm nghe câu hỏi này mà sững sờ không biết nên trả lời thế nào càng không biết tại sao hoác khải lại hỏi một câu không liên quan như vậy Đáp án là không thể, bởi vì khoa học vật lý tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn giới hạn, không phá vỡ được giới hạn này thì không thể chế tạo ra lỗ đen vũ trụ chỉ tồn tại trong suy đoán về lý thuyết. Hoắc Khải nói, báo cảnh sát cũng giống vậy đấy, sức mạnh của cảnh sát chỉ có thể đối phó với những tên tội phạm bình thường. Mà lần này họ gặp phải một số nhân vật hàng đầu đến từ bên ngoài thế giới. Nếu để những người thi hành luật pháp bình thường tham gia vào chỉ tạo ra thêm nhiều thương vong, họ không đối phó nổi với mấy kẻ này đâu. Ninh Ngọc Lâm không phản bác nữa, cậu ta thừa nhận, Hoác Khải nói có lý. Tuy rằng đến giờ bản thân mình vẫn chưa tiếp xúc với nhân vật nào ghê gớm lắm, nhưng cậu ta cũng hiểu rằng, trên thế giới này tồn tại một số nhân vật giỏi giang với thân thủ đáng kinh ngạc. Giống như cao thủ võ lâm trong truyền thuyết vậy, dễ dàng vượt nóc băng tường, ngắt lá tung hoa là có thể đả thương người khác. Những cao thủ mà trước kia đường thế minh gọi từ gia tộc của anh ta tới có thể làm được điều này. Đội bảo vệ của Hoác Trạch Minh không bắt được họ, nhưng có thể ghi hình được thân thủ của những người này thông qua máy quay giám sát. Sau này, đoạn video từ máy quay giám sát bị lan truyền ra ngoài vì một số nguyên nhân. Rất nhiều người kinh ngạc thẳng thốt khi nhìn những kẻ bịt mặt trong video, tỏ ra hết sức chấn động vì thân thủ của họ. Thế anh có cách nào đối phó với đám người này chưa? Ninh Ngọc Lâm hỏi. Có rồi, họ đã đến rồi, Hoác Khải trả lời. Hoắc Khải sẽ không nói quá nhiều với Ninh Ngọc Lâm về sự tồn tại của tiểu đội tinh anh, nhưng vẫn bột miệng nói vài câu, cho đối phương một chút lòng tin. Thế anh còn không mau nhờ họ cứu đường đường ra, nếu không đêm dài lắm mộng đấy. Nghe chị em nói, điều kiện mà đối phương đưa ra là chia sẻ công nghệ, còn bắt hai người bán công ty với giá rẻ, Ninh Ngọc Lâm sốt ruột nói. Đúng là có điều kiện này, và lại đã giao cho phòng ban cấp trên tiến hành phê duyệt rồi. Nhưng thời cơ cứu đường đường vẫn chưa đến, vẫn phải đợi thêm, hoắc khải đáp. Sao cơ, hai người đã đem đi phê duyệt rồi. Điên hay sao, Ninh Ngọc Lâm cuốn quyết đến mức dậm chân, lỡ như được thông qua thì phải làm sao? Không được, anh nhanh chóng nhờ người cứu đường đường ra, không thể trần chờ thêm được nữa. Đừng nóng vội, nóng vội sẽ làm hỏng chuyện. Tin tôi đi, tôi sẽ cứu con bé về một cách an toàn. Hoắc Khải nói vậy rồi liếc mắt nhìn màn hình holographic display. Dường như phát giác ra điều gì đó, Ninh Ngọc Lâm cũng liếc mắt nhìn sang. Trên màn hình hiển thị, phân tích của bộ não thông minh đối với chiếc xe kia đã đạt đến cao độ, chặng đường còn lại đã giảm tới mức 20 con đường. Với tốc độ này, cùng lắm chỉ mất thêm vài tiếng đồng hồ nữa sẽ phân tích ra được lộ tuyến sau cùng. Đến lúc đó sẽ là thời gian biểu diễn của tiểu đội Tinh Anh. Nhưng trước khi tiểu đội Tinh Anh hành động, Hoác Khải cần làm một số việc khác. Người ta thường nói có qua mà không có lại là thiếu lễ độ, nếu đối phương đã bắt cóc đường đường để uy hiếp vậy thì hoác khải cũng phải dạy cho đối phương vài bài học để đáp trả mới được sau khi xem xong tư liệu trên tay hoác khải rơi vào trầm tư nửa tiếng đồng hồ sau anh bắt đầu gọi điện thoại từng cuộc điện thoại được kết nối việc mà hoác khải dặn dò khiến ninh ngọc lâm đứng nghe ở bên cạnh phải há hốc miệng phải dùng tới một tiếng đồng hồ hoác khải mới sắp xếp xong tất cả mọi việc lúc này ninh ngọc lâm ở bên cạnh hoàn toàn chấn động bởi vì những chuyện mà hoác khải nói thực sự vượt quá khả năng tưởng tượng của cậu ta trước kia cậu ta chỉ biết anh rể mình rất giỏi nhưng đến hôm nay tận mắt chứng kiến tác phong của hoác khải cậu ta mới biết thế nào là giỏi giang thực sự nghĩ tới những việc mà hoác khải vừa dặn dò ninh ngọc lâm đột nhiên thấy không hề sốt ruột cũng không còn lo lắng cho đường đường nữa ngược lại còn đồng cảm với kẻ địch đối đầu với anh rể của cậu ta chắc hẳn là chuyện khiến đám người này hối hận nhất trong cuộc đời hai tiếng sau, Hoắc Khải đứng dậy, bước tới trước màn hình holographic display. Trên khu vực holographic rõ nét hiển thị ra một lộ tuyến màu đỏ chói mắt, một chiếc sedan đã hoàn toàn bị nhắm tới đang lái theo hành trình này. Hoắc Khải cầm điện thoại lên, gọi cho tiểu đội tinh anh. Sau khi điện thoại được kết nối, anh nói tôi sẽ gửi vị trí cụ thể cho các anh, nhớ lấy, không được để chúng ra khỏi trạm xăng. Trường 655, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rõ tôi hiểu rồi đội trưởng tiểu đội tinh anh ở đầu dây bên kia trầm giọng đáp với tư cách là thủ lĩnh của đội ngũ tinh nhuệ nhất trên thế giới đội trưởng từng tạo ra uy danh lẫy lừng ở ngoài biên cảnh này cực kỳ tự tin cho dù phải đối diện với năm tên sát thủ hàng đầu thế giới nhưng đối với anh ta mà nói điều này không được tính là nhiệm vụ hết sức nguy hiểm điều duy nhất cần chú ý là không thể tạo cơ hội cho năm tên sát thủ này tổn thương tới con gái của ông chủ sau khi cúp điện thoại Hoắc Khải nhìn về phía màn hình holographic thêm lần nữa, bộ não thông minh đã hoàn toàn phân tích được lộ trình của đối phương, đồng thời ghi chú rõ các trạm xăng mà chúng có khả năng dừng đỗ cao. Hoắc Khải gửi vị trí của trạm xăng cho tiểu đội, Ninh Ngọc Lâm đứng bên cạnh không kiềm chế được mà hỏi, anh rể, anh tìm ai giúp đỡ thế? Có đáng tin không? Họ là đội ngũ mà tôi tin tưởng nhất, nếu họ không làm được thì có lẽ trên thế giới này không còn đội ngũ nào làm được, Hoắc Khải đáp vẻ tự tin của anh khiến Ninh Ngọc Lâm không còn lời nào để nói. Tất cả các thành viên của tiểu đội tinh anh nhận được tin nhắn từ đội trưởng, lệnh cho họ tập trung tại trạm xăng. Đám đông đến điểm đích chỉ trong 10 phút, sau đó bắt đầu tự mình tìm vị trí phục kích phù hợp. Có người giả làm hành khách, có người giả làm người đi đường, cũng có người nấp trong lùm cây. Trạm xăng lúc nào cũng đông người qua lại, nhưng không ai chú ý tới điều bất thường của nơi này. Cô gái hacker cũng ở gần đấy nhai kẹo cao su trong miệng, dùng giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát nói với tai nghe, "Trên xe chắc hẳn đã lắp đặt thiết bị che giấu tín hiệu, không thể lấy trộm được tín hiệu thông tin của chúng, nhưng tôi đã xác định xong vị trí của chúng rồi, có thể thông qua lập trình không trực tiếp để ép xe tắt máy." "Đợi chúng tiến vào sẽ ra tay." Đội trưởng tiểu đội tinh anh dặn dò. Sau vài phút, một chiếc sedan Volkswagen trông có vẻ bình thường lái tới trạm xăng. Cửa sổ đã được che bằng vải đen. Ngoài kính chắn gió ở phía trước ra, gần như không nhìn được những nơi khác. Lái xe là một người đàn ông có gương mặt của hậu duệ người châu Á, hắn ta đỗ xe gần vòi bơm xăng rồi xuống xe. Bởi vì đa số trạm xăng bây giờ đã chuyển sang hình thức tự phục vụ, cho nên hắn ta bắt buộc phải tiến vào trạm xăng để mua phiếu đổ xăng, sau đó mới ra quét mã trên phiếu rồi bơm xăng. Người này rất dè dặt, sau khi xuống xe lập tức đóng cửa xe lại, thậm chí còn khóa vào. Đảm bảo dù bất kỳ ai muốn mở cửa xe cũng không làm được. Đợi người này bước ra khỏi trạm xăng, đúng lúc nhìn thấy một chiếc sedan khác đang chầm chậm đâm về phía xe của hắn ta, mà bên cạnh chiếc xe này, một chàng trai trẻ tuổi luống cuống muốn mở cửa xe ra để đỗ xe. Nhưng anh ta quá hốt hoảng, tuy rằng mở được cửa xe rồi nhưng không sao chui vào được, càng không thể kéo được tay phanh. Sau cùng, hai chiếc xe đâm vào nhau. Bốn gã sát thủ trong xe phát giác ra động tĩnh nên đề cao cảnh giác hơn nhưng không hề lên tiếng. Mà người đàn ông đi mua phiếu xăng thì bước tới gần, chàng thanh niên gây ra tai nạn vội vàng chạy tới bên cạnh hắn ta và hỏi, đây là xe của anh hả? Thực sự xin lỗi, ban nãy quên kéo phanh tay làm xe trôi mất. Tôi đã gọi điện thoại báo cho cảnh sát giao thông rồi, chuyện này hoàn toàn do lỗi của tôi, anh yên tâm, tôi sẽ không chảy bữa đâu. Nghe nói đối phương đã báo cảnh sát, người đàn ông gốc châu Á lặng lẽ đẩy anh ta ra, cầm lấy vòi bơm xăng bắt đầu bơm, đồng thời nói không cần đâu va chạm không gây ra ảnh hưởng gì bỏ qua đi thế thì không được làm sai thì phải chịu trách nhiệm đợi lát nữa cảnh sát giao thông tới kiểm tra xong tôi sẽ đền bù đúng mức chàng trai trẻ tuổi nói tôi đã bảo là không cần người đàn ông gốc adap thế nhưng không cần biết hắn ta nói thế nào chàng thanh niên vẫn không đồng ý để hắn ta đi lý do rất đơn giản nếu đã xảy ra tai nạn dù thế nào cũng phải xác nhận trách nhiệm rồi hãng đi nếu không, sau này anh bảo tôi gây tai nạn rồi bỏ trốn thì phải làm sao? Bị chàng thanh niên kia quấn giết đến mức lửa giận đùng đùng, người đàn ông gốc á dần dần xa sầm mặt mũi, quát cậu thôi đi không hả, tôi đã bảo là không cần. Nếu cậu cứ khăng khăng đòi bồi thường thì bồi thường 200 tệ là được rồi. Con người anh này thật là, tôi chủ động bồi thường cho anh, sao anh còn nổi nóng chứ? 200 tệ đúng không, chàng thanh niên kia lục lọi túi quần túi áo, nhưng không lấy ra nổi các bạc nào, bèn nói, bây giờ tôi ra ngoài rất ít khi mang theo tiền mặt, thế này đi, anh đứng đây chờ tôi một lát, tôi tới cửa hàng đổi 200 tệ, sẽ ra ngay. Biết rồi, cậu mau đi đi, người đàn ông gốc á kia chỉ mong anh ta nhanh chóng lượn đi nên xua tay như phải ruồi. Cũng không biết có phải động tác của hắn ta quá mạnh hay vì hai người đứng cách nhau quá gần mà lòng bàn tay của hắn ta trùng hợp xẹt qua gò má của chàng thanh niên. Chàng thanh niên kia trợn trừng mắt, lập tức tỏ ra không vui, sao anh còn đánh người ta chứ? Nói xong anh ta đẩy hắn ta một cái. Người đàn ông gốc gá kia túm lấy cổ tay của anh ta theo bản năng, lạnh giọng nói, tôi không cố ý, tôi xin lỗi. Xin lỗi có tác dụng à? Đánh người ta xong định chạy chắc? Hôm nay nhất định phải đợi cảnh sát tuần tra tới đây quyết định công bằng, nếu không đừng ai đi được." Trành thanh niên kia túm lấy cánh tay hắn ta, không chịu buông ta. Người đàn ông kia thấy phiền phức không hề nể nang gì mà đẩy anh ta ra, nhưng ngay sau đó, hắn ta chợt thấy cổ mình lành lạnh. Ngay sau đó là sự yếu ớt và bóng tối vô tận ập đến. Trước khi bóng tối chính thức bao trùm ý thức, hắn ta kinh ngạc nhìn thấy ánh sáng bén nhọn lóe lên trên đầu ngón tay của chàng trai kia. Đó là con dao gập mini khảm trong cái cắt móng tay, khi hắn ta hoàn toàn không nhận thức được, nó đã rạch ngang cổ hắn ta rồi. Máu nghe lập tức phun ra, nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Trên người chàng thanh niên kia cũng dính tí máu, nhưng anh ta không hề hốt hoảng, ngược lại còn nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông gốc Á đang dần dần không còn hơi thở, đồng thời gõ vào cửa xe, hô lên, bên trong có ai không, mau ra xem anh ta thế nào đi. Này, anh không sao chứ, anh nói gì đi chứ. Anh ta diễn rất giống, như thể người đàn ông gốc Á đột nhiên phát bệnh nặng vậy. Bốn tên sát thủ ngồi trong xe nghe thấy tiếng hò hét của anh ta thì càng thêm cảnh giác. Nhưng một người trong số đó vẫn mở cửa xe, định nhìn xem tình hình bên ngoài thế nào. Ngay khoảnh khắc tên này mở cửa xe, một bàn tay thò vào trong, cắm thẳng vào cổ họng của hắn ta. Phản ứng của tên sát thủ này cũng cực kỳ nhanh nhẹn, kịp thời lùi về sau, tránh được chiêu tất sát này. Nhưng không đợi hắn ta có động tác tiếp theo, tất cả cửa kính xe đã nổ tung, vô số bóng người len vào qua cửa sổ xe. Cùng lúc đó, nửa thân mình len vào bằng cửa sổ trên nóc xe. Nhân lúc bốn tên sát thủ bị quấn chân, người này túm lấy đường đường, lôi cô bé lên trên. Chết tiệt, một tên sát thủ gầm lên, biết mình và những người khác đã mắc bẫy. Nhưng rõ ràng bây giờ có biết cũng đã muộn, tiểu đội tinh anh chờ đợi lâu như thế nên đã suy xét tới tất cả phản ứng của chúng rồi. Cho dù là cao thủ đỉnh cao lắm cũng khó lòng phát huy nhiều thực lực trong một không gian hạn hẹp như thế này, huống hồ chúng còn bị đánh úp, không hề phòng bị, phát huy được 6 7 phần thực lực đã là khá lắm rồi còn tiểu đội tinh anh ôm cây đợi thỏ, phát huy 200% thực lực. Một bên hạ xuống, một bên nâng lên, không đến mức bốn tên sát thủ không có khả năng chống cự, nhưng cũng khiến chúng nhanh chóng rơi vào thế yếu. Quan trọng nhất là sau khi cửa sổ xe được đập vỡ, có một lon khí chứa thuốc mê nồng độ cao được ném vào trong. Đường đường vừa được cướp đi, lon khí này lập tức nổ tung. Vô số mảnh kim loại rạch ngang cơ thể của đám đông, cũng khiến chúng vô tình ít thêm nhiều chất khí trong cơn hoảng loạn. Tiểu đội tinh anh đã chuẩn bị từ trước, họ ngậm thuốc giải độc trong miệng, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì. Còn bốn tên sát thủ này càng đánh đấm càng thấy cơ thể mềm nhũn, chỉ qua nửa phút đã lục tục thất bại. Sau đó, bốn tên sát thủ gốc Á đã hoàn toàn mất đi sức sống bị lôi ra khỏi xe, sau đó đám người này leo lên một chiếc xe đa dụng đố cách đó không xa, nhanh chóng hòa vào trong dòng xe cộ, biến mất không thấy tâm thích chỉ để lại một đám người qua đường trong trạm xăng nhìn cảnh tượng đẫm máu này mà run rẩy dù không thấy rét. Vài giây sau, Hoắc Khải nhận được cuộc gọi từ tiểu đội tinh anh, ông chủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bố ơi, giọng nói của đường đường vang lên qua điện thoại. Nghe thấy giọng nói của con gái, gương mặt Hoắc Khải cũng lộ ra một nụ cười, đường đường, con không sao chứ. Đừng sợ, họ là người mà bố phái đi cứu con. Con biết mà, con không thấy sợ tí nào đâu, đường đường đáp. Giọng nói của cô nhóc cũng khá thả lỏng và cực kỳ trấn tĩnh. Hoắc Khải mỉm cười thêm lần nữa, anh nói, vậy thì về đây nào, bố mẹ ở nhà đợi con. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Khải gọi cho một dãy số khác, trầm giọng nói, có thể bắt đầu rồi đấy. Ngay khi anh cúp máy, ở khu văn phòng cách nơi đó hàng trăm km, một người đàn ông trung niên nhìn những người xung quanh mình Gần giọng nói, các cậu đã hiểu ý của ông chủ chưa? Lùng sục tất cả vốn liếng của chúng cho tôi, không được nể nang gì. Ai dám phản kháng, đánh luôn không tha. Chương 656, một đòn như sấm dậy. Từng chiếc xe tỏa ra từ khắp nơi, lao thẳng tới nơi ở chủ chốt của lãnh đạo thế lực ngầm. Tất cả những nhân vật có liên quan với mấy tên lãnh đạo này đều bị điều tra vị trí rõ ràng, bên cạnh mỗi người luôn có ít nhất hai người chuyên nghiệp theo dõi sát sao. Bây giờ Hoắc Khải dặn dò họ bắt đầu hành động, những người này không cần nói nhiều, lập tức khống chế đám người kia. Từ góc độ pháp luật, đây là bắt giữ người trái phép, nhưng trên thực tế, họ không chỉ làm như vậy mà còn lôi hết tất cả tài liệu tiêu cực trên cơ thể họ, nơi ở, máy tính văn phòng và điện thoại ra. Sau đó, họ sẽ nộp chỗ tài liệu này lên trên. Đợi khi đó người của mình có lẽ sẽ bị khởi tố vì tội bắt giữ người trái phép và vào tù ngồi một thời gian, nhưng kết cục của những kẻ này còn thê thảm hơn họ nhiều với chứng cứ đang có được trong tay vớ tạm một người nào đó cũng phải đối diện với bản án ít nhất là mấy chục năm tù giam cao nhất có lẽ còn tử hình bởi vì trong quá trình phát triển bao nhiêu năm qua thế lực ngầm dính líu tới rất nhiều sự kiện ám sát và thao túng tiền tệ chúng như một đám chuột cống ẩn mình trong bóng tối làm việc rất độc ác đã đến lúc cho chúng gặp báo ứng của mình rồi đây là đòn đánh phủ đầu như sấm sét giáng xuống mà hoắc Khải răng ra, vốn dĩ anh không muốn làm to chuyện như vậy đâu. Dù sao thì nếu làm mọi thứ quá quyết tuyệt sẽ gây ra ảnh hưởng rất xấu. Tuy rằng hy vọng mới là doanh nghiệp lớn đến mức tạo ra ảnh hưởng với vận mệnh quốc gia, rất nhiều lúc cũng được ưu đãi, nhưng nếu làm việc quá đáng quá, có lẽ sẽ khiến một số người thấy khó chịu. Nếu thế lực ngầm biến mọi chuyện trở nên quyết tuyệt trước, phá vỡ giới hạn của hoắc Khải, vậy thì anh nhất định phải ăn miếng trả miếng nói trắng ra thế lực ngầm tự tìm đường chết với tính cách của hoác khải nếu họ không chọc tới anh có lẽ anh cũng chẳng buồn để tâm tới họ nhưng những kẻ này dám bắt cóc đường đường dùng tính mạng của con gái để uy hiếp hoác khải bất kể đứng từ góc độ tôn nghiêm của bản thân hay suy xét cho an toàn của người nhà hoác khải vẫn phải nhổ cỏ tận gốc cho dù tương lai phát triển của hy vọng mới có gặp tổn thương vì chuyện này anh cũng không thấy tiếc đối với anh mà nói con đường phát triển của công ty mãi mãi không thể quan trọng bằng sự an toàn của người nhà được. Đây là giới hạn cuối cùng của anh, chạm vào sẽ chết. Khi đường đường về đến nhà, Hoắc Khải, Ninh Thần, Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai đều đứng ở cửa chào đón. Nhìn thấy con gái từ trên xe bước xuống, Ninh Thần là người đầu tiên lao tới, ôm con gái vào lòng. Đường đường, đường đường, Ninh Thần vừa gọi tên con gái vừa rơi nước mắt. Trong mười mấy tiếng đồng hồ qua, mỗi phút mỗi giây cô đều cảm thấy cực kỳ dày vò. Mỗi lần nghĩ rằng đường đường có thể sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng, lòng cô như bị giao cứa. Bây giờ con gái đã trở về bình an, trái tim của ninh thần cuối cùng cũng có thể nhét vào trong bụng được rồi. Nhìn mấy người từ trên xe bước xuống, ninh ngọc lâm tỏ ra rất tò mò, bèn hỏi hoắc khải, anh rể, đây là cao thủ mà anh mời tới à? Ừm, hoắc khải khẽ gật đầu, sau đó bước tới trước mặt đội trưởng đội tinh anh mấy người này nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc đến cả cô gái hacker ngày thường luôn hi hi ha ha thiếu đứng đắn cũng nghiêm nghị hơn hẳn mọi người vất vả rồi hoắc khải nói đây là điều chúng tôi nên làm đội trưởng tiểu đội tinh anh đáp đội viên tiểu đội tinh anh bị thương trước đó cũng bước tới cúi đầu mặt mày ủ rột đội trưởng do tôi thất trách tôi xin nhận phạt cậu dám để con gái của ông chủ gặp phải chuyện như thế này đúng là nên phạt sau khi quay về cậu biết nên làm gì rồi đấy, đội trưởng tiểu đội tinh anh trầm giọng nói. Hoác Khải không nói câu gì Mỹ miều thay cho vị đội trưởng này, cho dù đối phương đã tận lực trong việc này, nhưng anh ta không làm hết trách nhiệm bảo vệ đường đường là sự thật. Và lại, tuy rằng đội trưởng tiểu đội tinh anh làm việc cho Hoác Khải trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế, trong lòng Hoác Khải, đây là đối tác hợp tác của mình, chứ không chỉ đơn thuần là thuộc hạ. Đội ngũ này có hình thức quản lý riêng, nếu đội trưởng đã lên tiếng, Vậy thì anh không nên nói chen vào, nếu không sẽ ảnh hưởng tới uy tín của đội trưởng. "Phong à, mấy người này là ai thế?" Ninh Quốc Năng bước tới hỏi. "Chào bác, chúng cháu là thuộc hạ của ông chủ, trước kia vẫn luôn ở nước ngoài, rất ít khi về nước, đội trưởng tiểu đội tinh anh chủ động bắt tay với Ninh Quốc Năng một cách lễ phép." Ninh Quốc Năng ồ một tiếng, cảm giác được sức mạnh truyền tới từ lòng bàn tay của đối phương, đó là một cảm giác áp lực khiến người ta kinh ngạc ông lập tức hiểu ra, đây không phải một nhóm cao thủ thông thường. Tuy rằng không biết con rể mình tìm được đám người này ở đâu để làm thuộc hạ, nhưng lòng ông vẫn thấy rất vui. Có một đám người như vậy bảo vệ, chắc hẳn sự an toàn của người nhà sẽ được đảm bảo. Mối nguy mà đường đường gặp phải, trong mắt Ninh Quốc Năng, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Và lại, bây giờ đã cứu được người về rồi, còn nói gì được nữa. Sau này, Tiểu đội tinh anh và người nhà Hoắc Khải chính thức gặp mặt, sau khi Hàn Huyên vài câu, đội ngũ này bèn rời đi. Họ không thích hợp để lộ diện bên ngoài quá lâu, nhất định phải đảm bảo không ai biết được hành tung của mình mới có thể có tác dụng lớn nhất. Hoắc Khải cũng biết điều này, thế nên không hề giữ lại. Chỉ có điều sau chuyện này, tiểu đội tinh anh có lẽ sẽ thường xuyên đóng quân ở trong nước để phòng lặp lại những chuyện tương tự. Ninh Thần kéo Đường Đường vào trong nhà, kiểm tra xem cô nhóc có bị thương không. Còn Hoắc Khải thì sắp xếp công việc của công ty. Thỏa thuận chuyển nhượng kia đương nhiên sẽ bị hủy bỏ, bộ phận tư pháp của công ty sẽ thông báo tới các phòng ban liên quan để hủy bỏ giấy phép xin chuyển nhượng. Đương nhiên các phòng ban liên quan rất vui vẻ phối hợp trong chuyện này, họ biết rằng hy vọng mới là một công ty có nền móng sạch sẽ. Công nghệ được nắm giữ trong tay một công ty như thế này kiểu gì cũng tốt hơn chuyển nhượng cho những công ty lớn với quy mô tài sản khủng khiếp. Một số công ty, bất kể thẩm tra thế nào, cũng sẽ tồn tại một vài con cá lọt lưới. Dù sao thì đấu đá trên thị trường tư bản trước nay cực kỳ bí mật, một vài quân cờ chỉ được dùng tới trong thời khắc then chốt nhất. Bình thường khi không dùng tới, chẳng ai nhìn ra được đây là một quân cờ. Khi bộ phận pháp chế tiến hành thủ tục hủy bỏ chuyển nhượng, cũng có người từ bộ phận chấp pháp tới hỏi thăm. Chuyện ở Trạm Xăng đã bị họ điều tra ra rồi cho dù tiểu đội tinh anh giỏi giang đến đâu cũng không dễ dàng gì ẩn giấu hoàn toàn dấu tích trong thành phố tràn ngập máy quay giám sát này. Đương nhiên, họ cũng không định che giấu chuyện này, nói một cách chuẩn xác hơn, Hoắc Khải yêu cầu họ đừng che giấu. Hoắc Khải muốn nhờ chuyện này để rửa sạch tội danh cho mình. Thế lực ngầm bắt cóc con gái tôi, thế nên tôi nhờ người đi cứu con bé, còn về việc giữa chừng xảy ra chuyện gì là do đoàn đội làm, không liên quan tới tôi. Nếu anh cho rằng tôi có liên quan tới vụ án giết người này, có thể khởi tố tôi, nhưng về cơ bản phần trăm thắng không cao. Bởi vì không có chứng cứ gì xác thực chứng minh hoắc khải xúi dục giết người. Và lại, thân phận của anh rất đặc thù, khi không có chứng cứ xác thực, cũng không ai dám động tới anh. Ngoài ra, đả kích mà hoắc khải mang tới cho thế lực ngầm cũng tạo ra cơn dư chấn không hề nhỏ trong nước. Thực ra các cơ quan liên quan cũng nắm được chứng cứ phạm tội của một số người nào đó, nhưng bình thường không muốn bóc trần ra vì đại cục. Bây giờ hoác khải phái người bày luôn chứng cứ trên bàn của họ, thả đắc tội ai cũng phải bắt thế lực ngầm chịu sự trừng phạt của pháp luật. Giữa hy vọng mới và thế lực ngầm, họ phải chọn lựa. Sau cùng, qua một hồi thảo luận, họ đành chọn hy vọng mới. Không thể không thừa nhận, tính quan trọng của hy vọng mới quá lớn, lớn đến mức họ không dám ngông cuồng hay manh động. Huống hồ tội danh của thế lực ngầm cũng là có thật không có gì đáng bênh vực. Gạt bỏ được thế lực này cũng có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển kinh tế trong nước. chí ít, môi trường kinh tế sẽ trở nên sạch sẽ hơn đôi chút, không còn nhiều chuyện linh tinh nữa. Đương nhiên, muốn làm được điều này cũng không dễ dàng. Rất nhiều người cực kỳ thận trọng, sau khi phát hiện ra một chút động tính sẽ lập tức nghĩ cách chạy mất. Những người muốn chạy, hoặc khải sẽ không truy kích bởi vì đây không phải chuyện của anh nữa, Phần còn lại phải giao cho các phòng ban liên quan tiến hành. Việc anh cần phụ trách là những người còn ở trong nước. Nhưng số lượng những người này cực nhiều, liên đới tới bao nhiêu công ty, muốn thu thập toàn bộ chứng cứ, sau đó định tội từng người sẽ cần thời gian rất dài. Hoắc Khải không vội vàng nữa, sau khi cứu được Đường Đường, uy hiếp của thế lực ngầm nhắm tới anh đã nhỏ đi nhiều lắm rồi. Bây giờ anh còn định chọc hỏng tổ ong của đối phương, khiến cho đám người này ốc không mang nổi mình ốc. Làm gì còn thời gian đối phó với anh nữa. Chương 657, nói chuyện. Thế lực ngầm đã bị nhổ tận gốc, đây được coi là một tin tức lớn trong nước, cho đến giờ phút này đã có rất nhiều người đều biết rằng một thế lực như vậy thực sự đã từng tồn tại trong bóng tối. Mặc dù trong hệ thống hy vọng mới cũng tồn tại hàng trăm công ty và có thể còn tăng nhiều hơn nữa trong tương lai, nhưng bản chất giữa hy vọng mới và thế lực ngầm là hoàn toàn khác nhau. Hy vọng mới là một hệ thống tự do Mỗi công ty bên trong có quyền hoạt động độc lập mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ trụ sở chính. Ngay cả khi Hy vọng mới từng ra lệnh chặn một số công ty bên ngoài hệ thống vài lần, nhưng trụ sở cũng chưa bao giờ ép buộc các công ty trong hệ thống nhất định phải làm điều đó. Điều quan trọng nhất chính là việc ra quyết định của công ty hoàn toàn do ban lãnh đạo của họ quyết định. Còn thế lực ngầm thì luôn hoạt động theo cách khống chế hội đồng quản trị, cũng giống như việc gài bom vào công ty của người khác vậy. Nếu như có người không nghe lời quả bom đó có thể phát nổ bất cứ lúc nào, phá nát tất cả. Không ai thích cảm giác bị kiểm soát như vậy, kể cả các công ty lớn hay nhỏ đều muốn tự mình kiểm soát mọi thứ. Do đó, việc thế lực ngầm bị quét sạch cũng là một điều tốt đáng để mọi người ăn mừng. Trong số 200 công ty hàng đầu, có nhiều giám đốc điều hành cấp cao đã bị mua chuộc bởi thế lực ngầm, và những bằng chứng mà Hoắc Khải giao nộp đã khiến những người này phải ngồi tù vài năm, thậm chí đến vài thập kỷ việc các giám đốc điều hành cấp cao của công ty bị sờ gáy đã khiến cho hoạt động của những công ty đó cũng gặp trục trặc. Nhân cơ hội này, các công ty thuộc hệ thống hy vọng mới đã nỗ lực để chiếm lấy nhiều thị phần hơn. Công ty từng chỉ đứng thứ 5 trong ngành nay đã vươn lên các vị trí số 1 và số 2. Những công ty gần cuối bảng xếp hạng bây giờ cũng được xếp vào những hàng ngũ cao hơn. Trông thì có vẻ như chỉ có một mình hy vọng mới chống lại thế lực ngầm, nhưng trên thực tế toàn bộ các công ty trong hệ thống đều có thể thu hoạch được một khoản lớn điều này cũng khiến cho càng nhiều công ty mong muốn được tích hợp vào hệ thống hy vọng mới họ đã nhìn thấy tiềm năng vô hạn và đều phát cuồng vì viễn cảnh tương lai tươi sáng những công ty nằm trong hệ thống giờ đây rất tự hào về vị trí của mình với toàn thế giới luôn khoe khoang những lợi ích mà họ nhận được có rất nhiều người sẽ thèm thuồng thậm chí còn đố kỵ và ghét bỏ nhưng có ích lợi gì, người ta vẫn sẽ thu được lợi ích như thường. Đối với những công ty đã được nằm trong hệ thống hy vọng mới nhưng sau đó lại chủ động rút lui hoặc khoanh tay khi trụ sở gặp khủng hoảng, bây giờ họ liền cảm thấy hối hận vô cùng. Hầu hết các công ty này đều đã bị hy vọng mới mua lại, chỉ một số ít trong số đó đã bị các công ty khác trong giới kinh doanh chèn ép, theo thời gian thì tương lai càng trở nên mờ mịt. Thế lực ngầm đã không còn là mối đe dọa để phải suy nghĩ, đối với hy vọng mới mà nói, cũng xem như là đã bớt được một chuyện phiền phức. Hơn nữa vụ giết người ở cây xăng cuối cùng cũng đã được giải quyết sạch sẽ. rất nhiều người biết rằng thế lực ngầm đã bắt cóc con gái của Hắc Khải để đe dọa anh, nhưng kết quả là bị giết ngược lại. chỉ có điều những sát thủ đó đều là người nước ngoài, không có nhân thân nghề nghiệp, nên khi chết thì cũng chẳng có ai nghĩ đến việc phải tìm cho bọn chúng công lý. vấn đề này xem như là kết thúc ở đây. Điều khiến Hoắc Khải gặp phiền phức vào lúc này chính là bà cụ nhà họ Lý bất ngờ gửi tin nhắn yêu cầu anh mau về nhà. Hoắc Khải không có tình cảm với nhà họ Lý, nhà họ Lý luôn chỉ là công cụ để anh che đậy thân phận của mình. Nhưng cho dù là công cụ, thì suy cho cùng thân thể của anh cũng thuộc về nhà họ Lý. Về tình về lý, đến lúc cần quay lại thì anh vẫn phải quay lại đó. Sau khi đến nhà họ Lý, Hoắc Khải mới nhận ra rằng bà cụ đang ốm rất nặng. Bà ta đã phải lo lắng quá nhiều cho nhà họ Lý trong những năm qua và bà ta đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Mấy năm nay dù có đỡ hơn nhưng bà ta cũng đã ngày càng già đi, các chức năng thể chất giảm sút trầm trọng. Mới vài ngày trước, bà ta đột nhiên hôn mê, phải mấy tiếng đồng hồ sau mới cứu được tính mạng. Câu đầu tiên mà bà cụ nói khi mở mắt ra là, "Bảo thằng nhóc Lý Phong về đây. Tôi muốn nhìn thấy nó một lần." Vì vậy, Hoắc Khải và bà cụ đã gặp nhau trong phòng bệnh sau khi vào phòng bệnh lý thắng bân bước đến bên bà cụ nói nhẹ nhàng mẹ lý phong đến rồi bà cụ mở to mắt rồi bảo lý thắng bân đỡ mình ngồi ở đầu giường nước da của bà ta trông thật tồi tệ gương mặt nhợt nhạt không còn chút máu trên đường đến đây lý thắng bân đã nói với hoác khải rằng theo chẩn đoán của bác sĩ thì cơ thể của bà cụ đã chạm đến cực hạn lúc này trông bà cụ có vẻ không gặp phải vấn đề lớn nhưng thực tế tim của bà cụ có thể ngừng đập bất cứ lúc nào ông ta hy vọng hoác khải có thể nói chuyện một cách ôn hòa nhất có thể với bà cụ đừng cứng rắn như trước nữa nếu không bà cụ mới sống lại được mấy ngày có khi sẽ phải tức giận mà gục chết ngay tại chỗ hoác khải cũng không phải là người vô lý trước đây anh hay tỏ ra cứng rắn vì anh nhất định phải làm như thế trong nhà họ lý nếu như anh tỏ ra yếu đuối thì anh sẽ bị bọn họ dẫm đạp không thương tiếc nhưng hiện tại anh đang có ưu thế tuyệt đối cho dù là nhà họ Lý thì cũng không ai dám nghĩ tới việc gây phiền phức cho anh nữa. Vì vậy, bây giờ anh cũng không cần phải quá cứng rắn với bà cụ. Sau khi vào phòng bệnh, Hoác Khải bước tới chỗ bà cụ, anh còn chưa kịp nói thì bà cụ đã nói cậu không cần an ủi tôi. Tôi nghe đến phát mệt rồi. Lý Thắng Bân có chút ngượng ngùng, bởi vì ông ta vừa mới thuyết phục Hoác Khải an ủi lão phu nhân mấy câu. Kết quả, Hoác Khải còn chưa kịp nói chuyện, thì đã bị bà cụ chặn miệng trước có vẻ như tinh thần của bà vẫn tốt, Hoắc khải nói. Cậu đúng là nói dối không chấp mắt, tôi như thế này mà còn bảo là tốt sao? Chỉ là mới đạt được một chân xuống mồ, cố chấp ló đầu hít thở thêm vài cái thôi, bà cụ liếc anh một cái, sau đó nhìn lại xung quanh rồi hỏi, vợ cậu không đến à? Biết bà không thích cô ấy nên tôi đã không bảo cô ấy đến, Hoắc Khải đáp. Khi còn ở nhà họ Lý, bà cụ đã nghĩ đến việc đổi vợ cho Hoắc Khải, vì lý do này mà hai người đã xảy ra xung đột rất gay gắt bây giờ hoác khải lại đem chuyện cũng nhắc tới bà cụ vậy mà cũng không cảm thấy ngại ngùng nói lúc này vợ của cậu có thân phận cao tôi cũng không có khả năng động chạm đến cô ta gọi cô ta tới cho tôi nhìn một chút nhân tiện mang theo đứa nhỏ đi nữa tôi nghe nói hai người đã sinh con thứ hai còn không biết đưa cháu về để tôi được ôm cháu nội hoác khải có hơi do dự hiện tại toàn bộ hệ thống hy vọng mới đều đang bận rộn tiếp nhận di sản, do thế lực ngầm để lại, ninh thần cũng nhóm nhân viên mỗi ngày còn chẳng đào ra được thời gian nghỉ ngơi. Bắt ninh thần chạy đến đây rõ ràng là đang lãng phí thời gian của cô. Nét mặt Lý Thắng bần đầy lo lắng, nhanh chóng đứng dậy nói với Hoác Khải, bà cụ muốn gặp cháu chắc, cậu không thể từ chối, đây là nguyện vọng của bà cụ. Chỉ bằng nói là nguyện vọng cuối cùng đi, cái thằng nhóc này lòng dạ sắt đá, sẽ không đổi ý chỉ vì vài lời của anh đâu. Trong lòng của nó, vợ nó quan trọng hơn nhiều so với bà già này nó có thể đứng nhìn tôi chết nhưng tuyệt đối không thể để cho vợ của chạy lăng xăng vì tôi mà kiệt sức bà cụ nói những lời này thật sự rất khó nghe nhưng hoác khải cũng không quá kinh ngạc dù sao từ trước đến nay bà cụ đều có phong cách này nếu bà ta nói chuyện khéo léo nhẹ nhàng thì mới đúng là chuyện đáng kinh ngạc mẹ mẹ đang nói gì vậy mẹ có sức khỏe tốt và còn có thể sống thêm đến mấy năm nữa lý thắng bân nói Đừng lừa tôi, tôi chỉ già chứ không ngốc. Tôi biết rõ nhất thân thể của chính mình." Bà cụ nhìn sang Hoắc Khải nói, "Trước khi tôi chết, tôi muốn được nhìn thấy con cháu của nhà họ Lý, đừng để tôi chết không nhắm mắt, có được không?" Bà ta đã nói đến đó, Hoắc Khải cũng không biết nói gì nữa nên đành phải nói, "Được, tôi sẽ gọi điện cho cô ấy và bảo cô ấy mua vé máy bay đưa con đến đây." Với câu trả lời của Hoắc Khải, bà cụ gật đầu hài lòng, sau đó nói, "Nghe nói gần đây cậu đã đánh tan một thế lực ngầm." nhổ sạch tận gốc bọn chúng thu được rất nhiều lợi ích hả cha gần đây vì chuyện đó tôi cũng bận rộn lắm hoắc khải gật đầu nhà họ hoắc cũng bị cậu thâu tóm rồi hả bà cụ lại hỏi đúng vậy việc mua lại đã diễn ra được một thời gian hoắc khải trả lời cậu đã tìm ra kẻ giết bố mình chưa bà cụ hỏi gương mặt của lý thắng bân trở nên rất kỳ lạ về cái chết của anh trai đó luôn là một điều cấm kỵ trong nhà họ lý bà cụ không nhắc tới thì cũng không ai dám nhắc tới. sau khi mở lại cuộc điều tra lần thứ hai, nhiều người mới biết rằng vụ ám sát hồi đó là do một thế lực lớn thực hiện. nếu sự thật bị phát hiện, nhà họ lý có thể phải đối mặt với sự diệt phong. bây giờ khi bà cụ hỏi trực tiếp điều đó, ngay cả lý thắng bân cũng không thể không chú ý lắng nghe. hoắc khải trầm mặc chốc lát, sau đó lắc đầu nói chưa tìm ra. bà cụ cau mày nói theo điều tra của tôi người thuê hung thủ ám sát bố của cậu chính là người thuộc về thế lực ngầm đó. Bây giờ cậu đã quét sạch toàn bộ thế lực ngầm rồi, tại sao vẫn chưa tìm ra kẻ sát nhân? chương 658, không có cửa. Điều tôi làm là triệt hạ hệ thống kinh doanh của bọn chúng, còn việc điều tra các vụ án mà bọn chúng nhúng tay vào thuộc về thẩm quyền của các cơ quan khác, tôi không thể tùy tiện can thiệp, hoặc khải trả lời. Hơn nữa mọi chuyện đã trôi qua rất nhiều năm, cho dù muốn điều tra cũng sẽ khó có manh mối bọn chúng nhất định đã tính đường che giấu, sẽ chẳng có tên nào chịu thừa nhận rằng đã thuê sát thủ đi giết người. Bà cụ nhìn anh, sau một lúc lâu mới nói, vì không có ai thừa nhận nên hãy quên nó đi. Dù sao thì quá khứ cũng nên để nó trôi qua. Hoác Khải không nói lời nào, bởi vì không phải anh không tìm ra kẻ sát nhân, cũng không phải chẳng có ai thừa nhận, mà là do anh không điều tra tiếp. Đây là chuyện của bố Lý Phong chứ không phải của bố anh. Lúc đầu, anh phải điều tra với bà cụ vì anh muốn việc anh bắt đầu điều tra sẽ thu hút sự chú ý của người khác để bản thân thuận lợi triển khai kế hoạch riêng nhưng bây giờ cả nhà họ hoắc và thế lực ngầm đều đã bị hoắc khải thâu tóm lại nên điều tra tiếp thì cũng có lợi ích gì đâu dù trong tâm trí của người nhà họ lý chuyện này có quan trọng như thế nào đi chăng nữa thì đối với hoắc khải chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ cha cũng được mà không cha cũng chẳng sao bà cụ là người dày dạn kinh nghiệm chắc chắn bà ta đã nhìn ra điều gì đó nhưng bà ta không nói ra chỉ có điều trong đôi mắt của bà ta hoác khải có thể nhìn thấy được sự bất lực và đau khổ ẩn sâu trong đó có thể bà cụ luôn muốn tìm ra kẻ đã sát hại con trai mình và báo thù nhưng bà ta không ngờ đứa cháu của mình người hoàn toàn có khả năng làm được điều đó lại chẳng muốn nhúng tay vào đối với một bà già sắp ra đi đó rõ ràng là một điều rất đáng buồn trong lòng hoác khải bị đả động những muốn hứa với bà cụ rằng sẽ lôi kẻ sát nhân ra ngoài ánh sáng. Nhưng lý trí cực độ của anh đã khiến anh phải kiềm chế suy nghĩ đó lại. Điều tra về kẻ sát nhân năm đó cũng chẳng ích gì, nếu điều tra ra được thì sao? Người chết sẽ không sống lại, và hy vọng mới cũng sẽ không được hưởng lợi nhiều hơn từ việc này. Thay vào đó, việc điều tra vấn đề này có thể khiến Hoác Khải phải mắc nợ nhiều ân tình thêm. Xem xét những lợi ích và bất lợi, tốt hơn hết là không nên làm điều đó cũng may là bà cụ không vướng bận chuyện này chẳng mấy chốc đã nói sang chuyện khác lần này gọi lại cho cậu ngoài việc muốn gặp cháu cố tôi còn muốn báo trước cho cậu chuyện hậu sự của mình bà cụ nói mẹ anh đừng có lên tiếng để tôi nói cho xong bà cụ trừng mắt nhìn ông ta nhưng lại ho khan vài tiếng lý thắng bần sợ tới mức vội vàng vỗ vỗ lưng bà ta không dám nói thêm nữa nếu không nhớ đâu bà cụ ngưng thở thì cả đời ông ta phải gánh chịu tội lỗi sau khi thở dài, bà cụ lại nói tiếp, khi tôi chết thì nhà họ Lý sẽ giao lại cho cậu, cậu sẽ trở thành chủ của gia tộc. Tôi cũng không đòi hỏi gì khác, chỉ yêu cầu sự đảm bảo cho nhà họ Lý. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần cậu còn đứng vững thì không được để nhà họ Lý sụp đổ. Còn về việc liệu cậu có thể phát triển gia tộc được hay không, thì tôi cũng không có yêu cầu quá cao với việc đó. Lời nói của bà cụ rất rõ ràng, bà ta muốn giao lại quyền lực cho Hắc Khải. Lý Thắng Bân đứng một bên lắng nghe, không nói câu nào. Thực ra thì ông ta cũng đã nghĩ đến điều này trước khi đến, nhưng cả ông ta hay bất kỳ ai khác trong nhà họ Lý đều không có ý định đấu đá tranh giành quyền lực với Hoắc Khải. Anh là ông chủ lớn của Hy vọng mới, vị trí của anh trong tương lai là vô cùng quan trọng. Có không biết bao nhiêu người muốn làm thân với Hy vọng mới nhưng dù có cố gắng cách mấy cũng vô dụng. Bởi vì bất cứ thứ gì có liên quan đến Hy vọng mới đều thu được lợi ích to lớn trong vài năm trở lại đây tốc độ phát triển cũng sẽ trở nên nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Nếu như có một người như vậy đứng đầu nhà họ Lý, vậy thì tương lai của họ Lý sẽ vô cùng đáng mong đợi. Người nhà họ Lý không phải ai cũng thiền cận, cho dù suy nghĩ có hạn hẹp đến đâu, thì ai cũng có thể nhìn thấy được lợi ích ngay trước mắt. Vì vậy, Lý Thắng Bân cũng hy vọng rằng Hoác Khải có thể trở thành chủ gia tộc. Tuy nhiên, Hoác Khải lại lắc đầu, anh nói tôi không có tâm trí để làm việc này. Tôi chỉ muốn sống những ngày tháng vui vẻ cùng vợ con. Tôi nghĩ trong nhà họ Lý vẫn còn một số họ hàng khá tốt, bà có thể chọn một trong số họ, những người có trách nhiệm hơn tôi. Hoắc Khải không còn muốn lo chuyện của nhà họ Lý nữa, càng không muốn sức lực bị phân tán vì việc đó. Cho dù hiện tại trong nước không có đối thủ xứng tầm với Hy vọng mới, nhưng tương lai vẫn còn các công ty khác trên toàn thế giới có thể làm được điều đó. Khi Hy vọng mới ngày càng phát triển mạnh mẽ, nó đã chạm đến giới hạn của một số công ty lớn ở nước ngoài. Bọn họ làm kinh doanh nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu vất vả mới có thể chiếm được thị phần, làm sao có thể tùy tiện nhường thị phần cho hy vọng mới kia chứ? Ngay cả khi hy vọng mới sở hữu có công nghệ hàng đầu thế giới, thì các công ty khác vẫn có nhiều cách để chống lại hy vọng mới, hoặc cũng có thể tạo ra cho họ một số rắc rối. Đối phó với những người này có thể còn rắc rối hơn đối phó với thế lực ngầm các phong tục tập quán ở các vùng khác nhau, luật pháp địa phương hay quốc gia, tất cả đều cần được xử lý bằng các chiến lược khác nhau. Chỉ là một nhà họ lý, có quan trọng bằng chuyện đó hay không? Bà cụ từ lâu cũng đã nghĩ rằng Hoác Khải sẽ từ chối, bởi vì ngay từ lần đầu tiên anh trở lại nhà họ lý thì trông đã có vẻ xa lạ với tất cả mọi người rồi. Khi đó bà cụ còn cảm thấy có lẽ là anh đang làm bộ làm tịch, nhà họ lý dù gì cũng đã từng là gia tộc trăm tỷ, dù sau đó có xa sút thì họ cũng vẫn là một gia tộc giàu có mà người bình thường khó có thể mơ ước đến. Không một ai hay một thế lực nào có thể làm ngơ trước một gia tộc lớn như vậy. Nhưng sau đó bà cụ đã phát hiện ra, thật ra đứa con hoang của gia tộc không hề giả vờ, mà anh thực sự coi thường cơ nghiệp của nhà họ Lý. Hy vọng mới mà anh tự tạo ra, bắt đầu từ một cửa hàng nhỏ trên tao bao đã phát triển với một tốc độ chóng mặt, đến mức lãi hàng năm lên đến hơn 100 triệu, sau đó lên đến hơn 1 tỷ, rồi lại lên đến hàng chục tỷ. Bây giờ, nó đã được định giá hơn 10 ngàn tỷ. Hơn nữa, hy vọng mới còn chưa được niêm yết trên sàn hay có hoạt động tài trợ quy mô lớn nào. Với số cổ phần trong tay của anh, thì chuyện anh coi thường nhà họ Lý chẳng phải là chuyện rất bình thường sao. Tôi biết cậu cho rằng nhà họ Lý rất phiền phức, nhưng cậu phải biết trên người của cậu vẫn đang mang dòng máu của nhà họ Lý. Con không chê mẹ xấu, cháu không chê chủ nghèo. Nếu cậu thật sự không muốn tiếp quản nhà họ Lý, thì sau khi tiếp nhận quyền lực cứ trực tiếp thông báo gia tộc này đã phá sản. Nhưng quyền lực của tôi phải được giao cho cậu. Bất kể cậu xem đây là sự bướng bỉnh của một người sắp chết, hay là hành vi gây rắc rối một cách vô lý, thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Bà cụ nói, tính của bà cụ bướng bỉnh, Hoắc Khải cũng không phải là mới thấy lần đầu, nhưng có thể cứng rắn đem một khối tài sản hơn chục tỷ của gia tộc ấn vào trong tay của người khác, chắc trên đời này chỉ có bà ta là người đầu tiên. Trên thực tế, sự phát triển của nhà họ Lý hiện nay cũng khá tốt, đội kế hoạch do Hoác Khải lập ra hiện đã lên đến gần 100 thành viên. Địa vị của đội kế hoạch này trong nhà họ Lý rất cao, thậm chí còn cao hơn cả bộ phận tiếp thị và bộ phận tài chính. Mọi hoạt động và kế hoạch của nhà họ Lý đều được lấy ra từ đây. Có thể nói đây chính là bộ não của nhà họ Lý không biết có bao nhiêu người đang tìm mọi cách để chiêu dụ một số nhân tài ra khỏi đó, ngay cả khi chỉ có thể chiêu dụ được một hoặc hai nhân tài, thì điều đó cũng đã có thể mang lại lợi ích đáng kể cho công ty. Tuy nhiên, không có ai trong đội kế hoạch bị chiêu dụ. Vì nhà họ Lý cũng hiểu được tầm quan trọng của những nhân tài này nên đã trả lương cho họ cao mất trời, nếu có người dám chiêu dụ, bọn họ cũng dám tiếp tục tăng lương. Ngoài ra, đã có khoảng hơn 10 thành viên đầu tiên của đội kế hoạch đã trở thành những lãnh đạo thực sự họ đã tiến hành một cuộc gian đe nghiêm ngặt các thành viên trong đội, và tất cả những người vào đội đều chỉ có một niềm tin trong trái tim họ, đi theo bước chân của thần kinh doanh và leo lên đỉnh cao. Ai dám bỏ chạy thì cả đời này cũng sẽ không ngẩng đầu lên được, lại càng bỏ lỡ quang cảnh đẹp nhất nhìn từ trên đỉnh núi. Bất chấp việc hy vọng mới và nhà họ Lý không có bất kỳ giao dịch kinh doanh nào, nhưng trên thực tế, những người trong đội kế hoạch đều coi mình như thành viên của hy vọng mới hy vọng mới càng phát triển tốt thì họ càng hy vọng sẽ điều hành nhà họ Lý thật tốt, như thể đây là cách duy nhất để tiếp tục tiến bước theo bước chân thần tượng của họ. Dưới ảnh hưởng của thứ tôn sùng gần như là một tín ngưỡng tôn giáo này, có thể nói việc các công ty khác muốn chiêu dụ nhân tài là vô cùng khó khăn. Với sự trợ giúp của đội kế hoạch, từ khối tài sản hàng chục tỷ đồng, tổng tài sản của nhà họ Lý đã tăng gấp 4 lần chỉ sau vài năm chỉ cần thêm 2 năm nữa là bọn họ có thể quay lại thời kỳ đỉnh cao với khối tài sản hàng trăm tỷ. Nhìn thì có vẻ như bọn họ cần đến 4-5 năm mới có thể trở lại đỉnh cao thật quá chậm, nhưng trên thực tế, từ một gia tộc mục nát gắng ngượng tạo nên kỳ tích là khối tài sản cao gấp 10 lần, chuyện này trên thế giới cũng đã có thể xem là hiếm thấy. Như vậy nhà họ Lý bây giờ đã có chút sức sống, ít nhất so với khi Hoắc Khải tiếp xúc với bọn họ lần đầu tiên, thì bây giờ bọn họ đã mạnh mẽ hơn nhiều. Hoắc Khải nhìn bà cụ rồi đột nhiên hỏi, nếu tôi vẫn từ chối thì sao? Lý Phong, Lý Thắng bân bực mình lên tiếng. Ông ta vốn không muốn dùng địa vị của mình nói chuyện với người cháu trai có địa vị cao hơn mình nhiều này, nhưng đây là nguyện vọng cuối cùng của bà cụ, nên Lý Thắng Bân nhất định phải lên tiếng. Bà cụ xua tay ra hiệu cho ông ta đừng nói gì, đồng thời nói với Hoắc Khải, nếu như cậu từ chối, tôi sẽ lập di chúc và truyền lại cho con trai của cậu. Còn việc con trai của cậu có muốn hay không, thì tôi không thể kiểm soát được. Dù sao thì cậu cũng không có cửa thoát khỏi nhà họ Lý đâu. Chương 659, về nhà. Trước lời nói cứng rắn của bà cụ, Hoắc Khải bất lực nói, không phải là nhà họ Lý không có nhân tài, tại sao bà cứ muốn kìm chân tôi? Bởi vì bọn họ không thể so với cậu, bà cụ nói thẳng, nhìn Lý Thắng Bân bên cạnh không chút nể nang. Tất nhiên, Lý Thắng Bân sẽ không đưa ra bất kỳ lời phản đối nào, bởi vì sau tất cả thì đó chính là sự thật. Cả nhà họ Lý cho dù được cung cấp cùng một công nghệ và điều kiện kinh tế như nhau, thì việc phát triển công ty thành một hy vọng mới thứ hai là điều tuyệt đối không thể thành hiện thực. Khả năng lớn hơn chính là khi công ty còn đang trong quá trình phát triển thì nó đã bị nuốt chửng bởi những nhà tư bản hùng mạnh hơn rồi. Hy vọng mới đã gặp rất nhiều khủng hoảng trong quá trình phát triển của mình, có một số cuộc khủng hoảng còn có thể khiến công ty bị phá sản. Mỗi lần như vậy, Hoắc Khải đều lật ngược tình thế và khiến công ty vực dậy trở lại. Một lần có thể nói là do may mắn, hai lần cũng có thể nói như vậy, nhưng ba lần, bốn lần thì sao? Hơn nữa, bây giờ anh thậm chí còn thâu tóm được 200 công ty niêm yết đầu tiên của thế lực ngầm, không ai có thể so sánh với một người có khả năng như vậy. Hoắc Khải thở dài, biết bà cụ sẽ không nhường bộ chuyện này, liền nói, "Được rồi, bà đã nói như vậy, tôi cũng không ra vẻ đạo đức giả nữa. Nhưng tôi vẫn nói cho bà biết, cho dù là nhà họ Lý có được giao lại cho tôi thì cũng sẽ chỉ là trên danh nghĩa. Tôi có thể sẽ không quan tâm lắm đến gia tộc này đâu. Cậu không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, chỉ cần cậu tiếp nhận là được. Đội kế hoạch mà cậu lập ra có thể giải quyết phần còn lại của vấn đề. Chuyện đã như vậy, nói thêm cũng vô ích. Mà thể chất của bà cụ thật sự không tốt lắm, sau khi nói chuyện đã ho nhiều lần, sắc mặt càng ngày càng kém. Thấy bà ta trông quá yếu ớt, Hoắc Khải ngập ngừng nói, nếu điều trị thực sự không hiệu quả thì bà có thể tìm hiểu thử công nghệ tái sinh của chúng tôi. Chính là phẫu thuật thay thế đầu của cậu, đúng không? Bà cụ tái mặt lắc đầu nói, tôi không thể thích nghi được với cảm giác đặt đầu mình lên cổ của ai đó đâu. Nghĩ tới là tôi lại cảm thấy buồn nôn. Thôi quên đi, tôi cũng đã sống lâu như vậy rồi, đã sống đủ rồi. Đã đến lúc phải qua bên kia tìm ông già để ôn lại chuyện cũ. Không biết ông ấy có còn đợi tôi ở thế giới bên kia hay không? Vừa nói xong, bà cụ lại ho dữ dội, Lý Thắng Bân hoảng sợ vội gọi bác sĩ đến. Sau đó, bác sĩ đến chẩn đoán và điều trị, Hoắc Khải và Lý Thắng Bân đã bị đuổi ra ngoài. Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ từ bên trong bước ra nói với vẻ mặt nghiêm túc, thể chất của bà cụ đã giảm sút rất nhiều. Theo ước tính của chúng tôi, mạng sống của bà cụ chỉ có thể kéo dài từ 2 đến 3 tuần nữa. Nếu sớm hơn thì có thể chỉ vài ngày, những người thân trong gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Tôi biết rồi, Lý Thắng Bân gật đầu, ông ta cũng đã có linh cảm cho chuyện này. Sau khi bác sĩ đi, ông ta nhìn vào bên trong phòng bệnh, thỉnh thoảng thở dài. Hoác Khải nói, trên thực tế, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật thay đầu của công ty chúng tôi vẫn rất cao. Bà cụ vẫn có đầu óc tỉnh táo, có thể đáp ứng được yêu cầu của loại phẫu thuật này. Đừng nghĩ tới chuyện này nữa, tôi đã nói với bà ấy trước đây, nhưng bà ấy luôn nói như vậy cái đầu của bà ấy phải sống dựa vào cơ thể người khác, liệu đó vẫn là bà ấy hay sao? Thế hệ cũ là như vậy, họ rất kém trong việc tiếp nhận cái mới, Lý Thắng Bân nói. Hoác Khải im lặng, không tiếp tục thuyết phục. Bởi vì anh có thể thấy rằng bà cụ thực sự không muốn trải qua cuộc phẫu thuật thay đầu, có lẽ trong tâm trí của bà cụ, bà ta cảm thấy rằng cơ thể của mình nếu như bị thay đổi thì sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Thậm chí nói khó nghe hơn một chút, thì không có đầu hay không có cơ thể đều tương đương với một người đã chết. Vậy sau đó nếu tôi tiếp tục sống trên một cái xác chết thì tôi rốt cuộc là đang sống hay đã chết? Tư duy của bà cụ rất truyền thống, chuyện này đương nhiên bà cụ không thể chấp nhận được, anh có thể hiểu. Nhưng theo ý của bà cụ, cậu nên hiểu, nhà họ Lý có thể không có bà ấy hay tôi, nhưng tuyệt đối không thể không có cậu. Từ nay về sau cậu sẽ là người nắm quyền trong nhà họ Lý cho dù trong lòng của cậu có không muốn hay nghĩ chúng tôi là một gánh nặng, nhưng đừng quên, họ của cậu là họ Lý, đây là điều không bao giờ thay đổi được. Cậu có thể nói chúng tôi đang chụp mũ cậu, hay cưỡng ép cậu, nhưng có một số chuyện mà cậu nhất định phải chịu trách nhiệm, đó chính là những gì mà cậu sinh ra để gánh lấy, khi Lý Thắng Bân nói, giọng điệu của ông ta vô cùng nghiêm túc. Việc Hoác Khải có thể gánh vác nhà họ Lý hay không liên quan đến tương lai của gia tộc này. Đó sẽ là một sự kiện trọng đại có ý nghĩa sâu rộng đáng lý ra anh phải xúc động và làm mọi cách để biến nó thành hiện thực đừng lo lắng vì tôi đã hứa với bà cụ nên tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm hoắc khải nhìn quanh rồi hỏi nhưng tại sao không có ai khác mà chỉ có mình ông ở đây những người khác cũng có đến thăm mấy lần nhưng bà cụ luôn mất bình tĩnh mắng họ và đuổi họ đi nói rằng bà ấy còn chưa chết không cần cả ngày bị người khác vây quanh bà cụ buồn đến mức trông càng lúc càng tức giận cậu cũng biết tính tình bà cụ nóng nảy mà hơn nữa trong khoảng thời gian đặc biệt này, tôi không muốn làm bà cụ thêm tức giận nữa, Lý Thắng Bân nói, chỉ bằng cậu cứ về nhà nghỉ ngơi trước, đợi vợ con tới thì quay lại thăm bà cụ là được rồi. Còn không cứ ở đây thì cậu cũng chẳng có việc gì để làm ngoài việc ngồi nhìn chằm chằm. Hoác Khải suy nghĩ một chút, lắc đầu thôi, tôi ở đây chờ, mẹ con ninh thần cũng sắp tới rồi. Lý Thắng Bân vừa nói rằng Hoác Khải nên về nhà nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế, khi Hoác Khải nói muốn ở lại, ông ta vẫn rất vui vẻ có lẽ theo ông ta đây là ý định của hoác khải muốn hòa giải với bà cụ và thể hiện lòng hiếu thảo tất nhiên hoác khải cũng có suy nghĩ về vấn đề này nhưng một lý do khác là vì anh đã trải qua những điều tương tự hai lần đặc biệt cái chết của giáo sư triệu vĩnh an luôn là một khúc mắc trong lòng của anh bà cụ trong phòng bệnh tuy có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất cô đơn bắt đầu từ khi gả vào nhà họ lý bà cụ đã đấu tranh giành quyền lực với các thành viên trong gia đình không ngừng nghỉ sau đó chồng bà cụ qua đời và đứa con trai tốt nhất của bà cụ cũng chết những điều đó đã giáng xuống đời bà cụ rất nhiều đau thương một người phụ nữ có thể trở nên mạnh mẽ như vậy hoàn toàn không phải là một điều dễ dàng ngay cả đối với điểm này hoác khải cũng muốn bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với bà cụ điều quan trọng nhất là lý thắng bân và bà cụ đã nói về cùng một điều giống nhau và nó không hề sai đó là việc cho dù Hoác Khải có thừa nhận hay không, thì máu trên người anh cũng là của nhà họ Lý. Linh hồn của anh có thể thờ ơ với nhà họ Lý, nhưng thể xác của anh thì không thể. Vì chiếm thân thể của Lý Phong, anh phải chịu những trách nhiệm mà thân thể này phải chịu, đây là những gì mà Hoác Khải nợ chủ nhân của thân thể này. Một ngày sau, Ninh Thần đưa đường đường cùng với cậu con trai vừa chào đời đi cùng cô đến thành phố này. Biết cô vừa đáp xuống máy bay, bà cụ liền bảo người làm thủ tục xuất viện. Theo như lời bà cụ nói, bà ta từng có thái độ cứng rắn đối với ninh thần, nên bà ta không thể để cô nhìn thấy bộ dạng ốm yếu của mình đang nằm trên giường bệnh. Như vậy thật quá mất mặt. Nhưng cả Hoác Khải và Lý Thắng Bân đều có thể thấy rằng bà cụ chỉ không muốn ninh thần mang mấy đứa trẻ đến bệnh viện. Suy cho cùng, mặc dù bệnh viện là nơi chữa bệnh và cứu người, nhưng nó cũng là một trong những nơi có nhiều vi khuẩn và vi rút nhất. Các bé sơ sinh rất dễ bị ốm khi đến đây. Chi tiết nhỏ này phản ánh tình thương ẩn sâu trong trái tim của bà cụ, đồng thời cũng làm thay đổi rất nhiều ấn tượng của Hoắc Khải đối với bà ta. Sau khi trở lại nhà họ Lý, một nhóm người chào hỏi bà cụ trước, sau đó mới nhiệt tình chào hỏi Hoắc Khải. Nhà họ Lý hiện tại đã tích hợp và tối ưu hóa tất cả các công việc kinh doanh trong tay, tài sản của nhà họ Lý đã tăng gấp 4 lần, tương đương với tài sản trong tay những người này ít nhất cũng đã tăng gấp 4 lần. Với tốc độ gia tăng của cải thế này, không một ai trong nhà họ Lý dám ý kiến bừa bãi nữa. Đặc biệt là những chiêu thức mà Hoác Khải để lại đã khiến quyền lực trong nhà họ Lý phần lớn tập trung trong tay bà cụ, bây giờ bà cụ chỉ cần nói một câu thì không có ai dám phản bác. Tất cả những điều này là công lao của Hoác Khải, hơn nữa nhiều người cũng biết Hoác Khải sẽ nắm quyền hành của nhà họ Lý trong tương lai, nên đương nhiên sẽ đối xử tốt với anh. Về phần ninh thần, người lúc trước bị ghẻ lạnh, lần này cô đến nhà họ Lý với một tư thế hoàn toàn khác không biết có bao nhiêu người đã vội vàng nhét cho đường đường và cậu con trai tiểu quang mấy phong bao lì xì ít nhất cũng mấy chục ngàn nhiều nhất là mấy trăm ngàn ngoài ra còn có nhiều đồ trang sức bằng ngọc bích đồ trang sức bằng vàng kim cương ngọc lục bảo hồng ngọc và những thứ tương tự ninh thần nhận quà tất cả đều nhận được một cách nhẹ nhàng thấy những người này nắm bắt cơ hội nịnh bợ tìm cách lấy lòng cô khiến cho cô hơi choáng váng lần trước cô đến ngay cả quản gia nhà họ Lý cũng dám mắng cô, nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. chương 660, qua đời. Bà cụ cũng trêu chọc tiểu quang và trao cho cậu bé chiếc nhẫn ngọc quý của mình. Ninh thần thì nhận lấy chiếc vòng ngọc mà bà cụ đã đeo hàng chục năm, còn với đường đường thì đó là một chiếc vòng cổ bằng ruby có giá trị gần một triệu. Ba thứ này đều là những món đồ yêu thích của bà cụ, nhưng khi tặng quà, bà cụ không hề quan tâm đến chúng, chỉ nói rằng đều là mấy thứ vô bổ, cứ giữ lấy mà chơi. Dù sao thì tôi cũng không có đồ gì tốt hơn cho các người cả. Bà cụ tuy miệng nói cứng nhưng trái tim lại rất mềm, cộng với vẻ ngoài gầy gò hơn trước rất nhiều của bà cụ đã khiến cho ninh thần cũng cảm thấy mềm lòng. Cô đích thân dìu bà cụ, bưng bê, ân cần hỏi han và làm đúng bổn phận của một người cháu dâu. Một lúc sau, bà cụ gọi mọi người vào phòng họp. Trong lòng mọi người đều biết bà cụ định làm gì, những người có chút địa vị trong nhà họ Lý đều tới, muốn chứng kiến cảnh tượng xúc động này. Bà cụ đang ngồi ở trên cùng của căn phòng, bên cạnh là Hoắc Khải, Ninh Thần ôm Tiểu Quang và dắt tay Đường Đường đứng bên cạnh. Vốn dĩ định sắp xếp chỗ ngồi cho cô, nhưng bà cụ nói rằng theo quy định của nhà họ Lý, nếu người đàn ông trong nhà vẫn còn sống thì người phụ nữ không được ngồi. Vì chỗ ngồi cũng tương đương với việc nắm quyền. Đàn ông nắm quyền mà phụ nữ cũng nắm quyền như vậy có thể chia rẽ gia đình, đó là điều không may mắn. Đối với cuộc sống ngắn ngủi của bà cụ, Ninh Thần cũng không phản đối, rất ngoan ngoãn đứng sang một bên. Khi mọi người đến nơi, bà cụ chống gậy đứng lại, sau đó nói, có lẽ các người đều biết hôm nay tôi gọi các người tới làm cái gì, đúng không? Tôi biết, ai đó trả lời. Biết là được rồi, cũng như câu trường giang sóng sau xô sóng trước, nay tôi đã già mà các người cũng đã nhiều tuổi thế giới tương lai nên giao lại cho người trẻ tuổi rồi, bà cụ nói xong, đột nhiên đứng lên và la lớn, Lý Phong. Tôi ở đây, Hoác Khải đứng dậy đi tới chỗ bà cụ. Bà cụ nâng chiếc gậy trong tay đưa cho anh, nhìn vào mắt anh nghiêm túc nói, nhà họ Lý phát triển đến ngày nay đã hơn 100 năm, tôi đã phụ trách họ Lý mấy chục năm nay không dám sơ hở một chút nào. Nhà họ Lý tuy suy sụp, nhưng trong tay tôi nó cũng không bị hủy hoại, cuối cùng tôi cũng có thể lưu lại một chút thể diện để lên gặp tổ tiên câu nói của cụ bà khiến nhiều người không khỏi xót xa đúng vậy khi nhà họ lý ở thời kỳ đỉnh cao khối tài sản của họ lên tới hàng trăm tỷ mặc dù hiện tại tài sản của bọn họ đã tăng gấp bốn lần nhưng còn lâu mới đạt được đến trạng thái đỉnh cao nhìn lại những năm đó nhiều người không khỏi bừng tỉnh lý thắng bân cũng mở miệng dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng ông ta lại không nói gì bà cụ nói tiếp hôm nay Quyền lực của nhà họ Lý sắp được giao cho cậu rồi. Thay mặt tổ tiên họ Lý, tôi muốn hỏi cậu có sẵn sàng làm hết sức mình để giúp nhà họ Lý tiến lên và bảo vệ nhà họ Lý cho đến chết, giống như tôi, bất cứ lúc nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào không? Trái tim của tất cả mọi người đều đập loạn lên, bọn họ nhìn chằm chằm Hoắc Khải, hai lỗ tai cũng như đang vểnh lên, muốn nghe được câu trả lời của người đàn ông này. Vài giây sau, Hoắc Khải đưa tay nhận lấy cây gậy, gật đầu nói tôi có thể khi cây gậy được đưa vào tay Hoắc Khải, ngay lập tức trong khán phòng đã nổ ra những tiếng hoan hô dữ dội. Nhiều người nhảy cẫng lên vì sung sướng, thầm nghĩ tương lai nhà họ Lý chắc chắn sẽ hưng thịnh với vị xếp của hy vọng mới là người lãnh đạo. Ngay cả bà cụ cũng vậy, nét mặt cũng có chút hồng hào, mỉm cười gật đầu nói: Hy vọng cậu có thể nhớ rõ hôm nay cậu đã hứa với tôi những gì. Nhớ rõ cậu là người của nhà họ Lý, chúng tôi có thể không giúp được gì nhiều cho cậu nhưng những gì chúng tôi có thể cho cậu chính là sự kết nối huyết thống từ nay nhà họ lý sẽ trông cậy vào cậu khoác khải gật đầu nhưng đang định nói thì đột nhiên phát hiện đồng tử của bà cụ co rút nhanh chóng sau đó bà cụ nặng nề ngã về phía sau khoác khải rất nhanh liền ôm lấy bà cụ nơi ngón tay chạm vào cũng đã lạnh ngắt anh cảm thấy bị kích động liền đưa ngón tay vào dưới mũi bà cụ thử rồi trầm giọng hét lớn gọi bác sĩ tới nhà họ lý có một bác sĩ riêng nhưng khi bác sĩ đến thì bà cụ đã chết từ lâu thực xin lỗi bà cụ đã rời đi rồi bác sĩ thở dài nói mong mọi người bớt đau thương một đám người nhà họ lý sướng sờ vài giây sau đó khóc lóc thảm thiết lần lượt quỳ xuống đất lạy thi hài bà cụ để vĩnh biệt ninh thần cũng cùng đường đường dập đầu mấy cái trước thi hài của bà cụ mặc dù không có nhiều liên hệ với bà cụ này nhưng sự tiếc thương lớn hơn ân tình sự tiếc thương đối với những người đã khuất thậm chí còn lớn hơn nghe thấy hết tiếng khóc này đến tiếng khóc khác bên tai lại nhìn bà cụ nằm yên lặng trên mặt đất miệng vẫn mỉm cười hoác khải cảm thấy buồn bã không thể giải thích được anh chưa bao giờ nghĩ mình là người nhà họ lý nhưng vào lúc này lòng anh nặng trĩu vô cùng anh cảm thấy một áp lực tinh thần trách nhiệm không thể tả xiết bà cụ suốt đời mạnh mẽ ngay cả khi hấp hối vẫn rất ồn ào khi giao lại quyền hành một người già như vậy thật đáng khâm phục nụ cười mà bà cụ để lại trước khi qua đời cũng sẽ là hình ảnh mà nhà họ lý sẽ luôn ghi nhớ vì hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình bà cụ đã ra đi không chút tiếc nuối nhưng mà trong lòng hoác khải lại cảm thấy có chút áy náy đối với bà cụ anh biết ngoài việc hy vọng anh sẽ tiếp quản nhà họ lý bà cụ nhất định còn hy vọng anh cũng sẽ tìm ra kẻ đã giết con trai của bà cụ nhưng hoác khải đã không làm như vậy bà cụ tuy không nói gì nhưng trong lòng không thể không suy nghĩ chỉ là bà cụ biết điều nào là quan trọng hơn và giấu nỗi buồn vào trong nơi sâu kín nhất của trái tim mà không nói ra. Sau một lúc lâu, Hoắc Khải cũng quỳ xuống cung kính lạy bà cụ ba cái rồi nói: "Bà an tâm ra đi, nhà họ Lý cứ giao cho tôi." Là người đứng đầu đại gia tộc ở Tây Bắc, cũng là bà nội của ông chủ hy vọng mới, nên cái chết của bà cụ đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người thân quen cũng như không quen đã đến chia buồn nhà họ lý tổ chức một buổi lễ rất long trọng xa hoa không ai dám lên tiếng phản đối ngay cả hoác khải cũng không phản đối điều này bà cụ đã cống hiến cả đời cho nhà họ lý nay chuyện hậu sự của bà cũng nên tổ chức lớn để bà cụ có thể diện trên đường sang thế giới bên kia vô số xe sang vô số quan chức đến phúng viếng chào hỏi hầu hết trong số họ đến đây vì hoác khải hoác khải biết rõ điều này vì vậy anh không rời đi Thay vào đó, anh ở lại và tiếp những vị khách này một cách chân thành với tư cách là chủ gia đình. Mãi đến ba ngày sau, thi thể của bà cụ mới được hỏa táng và cho cốt được gửi đến nhà tổ tiên của gia đình. Khoác Khải đã rời đi sau khi đốt giấy tiền vàng bạc xong. Đợi đến thất đầu thì anh sẽ quay lại đốt giấy tiền một lần nữa. Sau khi rời khỏi nhà họ Lý, Ninh Thần đột nhiên lau nước mắt trên đường đi, nói, đột nhiên em cảm thấy có lỗi với bà cụ, liệu có phải trước đó em nên chủ động xin lỗi bà cụ trước không ninh thần trước kia có mâu thuẫn với bà cụ nhưng lần này quan hệ giữa hai người đã dịu đi rất nhiều cũng không có ai nhắc tới những chuyện trước đây nhưng ninh thần lại mềm lòng nghĩ đến trước đây cô luôn cảm thấy mình là phận con cháu không nên nói chuyện với người lớn tuổi như vậy khoác khải vòng tay ôm cô vỗ về an ủi vài cái rồi nói không sao đâu bà cụ sẽ không trách em đâu em hy vọng bà cụ có thể trách em vài câu để trong lòng em cảm thấy dễ chịu hơn ninh thần nghẹn ngào nói chuyện sống chết thật khiến cho người ta khó chịu quá anh cũng rất đáng thương ông bà bố mẹ đều không còn ở bên anh nữa trông a à, sau này có chuyện gì không vui thì cứ nói cho em biết em nguyện ý làm tất cả vì anh theo góc nhìn của ninh thần hoác khải hiện giờ đang rất cô độc những người thân ruột thịt của anh đều đã chết về phần họ hàng trong gia đình của lý thắng bân Tuy có quan hệ huyết thống nhưng họ không thể nào so sánh với ông bà bố mẹ của anh được. Vì vậy, Ninh Thần hy vọng có thể làm được điều gì đó cho Hoắc Khải. Sự chu đáo của cô khiến Hoắc Khải cảm nhận được một luồng điện ấm áp, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần có Ninh Thần ở bên cạnh, anh sẽ cảm thấy mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Cũng giống như khi anh mới tái sinh, lý do anh chấp nhận gia đình này là vì Đường Đường đã bí mật đưa cho anh nửa chiếc xúc xích ram bông một nửa miếng giam bông có thể không đáng giá hai tệ, nhưng trong trái tim của Hoác Khải, thứ đó là một món vô giá. Đó là tình cảm gia đình không thể đong đếm được bằng tiền bạc, là điều mà một người nên và mong có được nhất. Anh thật may mắn khi có được tất cả những điều này. Có mẹ con em bên cạnh anh là được rồi, anh không đòi hỏi gì hơn nữa, Hoác Khải ôm ninh thần nói. Bố, còn có em trai của con và con, đường đường cười nói, đúng rồi, còn có cô cố và văn văn nữa, mọi người đều sẽ ở bên cạnh bố. chương 661, Ý thức về danh dự. Những lời này khiến nét mặt của Hoác Khải cứng đờ, Ninh Thần ôm chặt lấy anh nói, đúng vậy, còn có cô cố. Hoác Khải cười khan một tiếng, không phát biểu thêm, đây là chủ đề nhạy cảm và không thích hợp để nói nhiều trước mặt bọn trẻ. Ninh Thần cũng không vướng bận quá nhiều về vấn đề này, chuyện của cố Phi Dương đã qua và không thể thay đổi ngay cả khi hoác khải không bao giờ cho cố phi dương một thân phận thực sự thì trên thực tế cũng không có sự khác biệt quá lớn sau khi suy nghĩ ninh thần nói anh nên phái thêm người đến bảo vệ cô cố và văn văn vì có người đã dám bắt cóc đường đường sau này có người dám bắt cóc cả hai bọn họ nữa cũng không có gì lạ sự tồn tại của cố phi dương luôn được che giấu với thế giới bên ngoài và không được công khai thỉnh thoảng có người nhìn thấy hoác khải đến gặp cố phi dương nhưng hai người họ đã rất cẩn thận Cố Phi Dương luôn đích thân đưa Hoắc Khải rời đi trong ngày, kiên quyết không để anh ở lại qua đêm. Nếu không thì sang hôm sau sẽ có khả năng bị nghi ngờ. Nhưng giấy không thể gói được lửa, và một ngày nào đó cũng sẽ có người biết được tất cả những điều này. Hơn nữa, loại chuyện này không thể giấu được những sự điều tra có chủ đích, nếu có người thật sự muốn điều tra thì sẽ rất dễ dàng phát hiện ra. Trước đây Hoắc Khải cử một thành viên của tiểu đội tinh anh đến bảo vệ Cố Phi Dương, nhưng từ kinh nghiệm thực tế, thì anh thấy một thành viên chắc chắn là không đủ. Ngay cả khi năng lực cá nhân của họ thuộc vào hàng tốt nhất thế giới thì vẫn rất khó để chống lại sự tấn công đồng thời của năm sát thủ hàng đầu như lần trước. Vì vậy, lời nhắc nhở của Ninh Thần là rất chính xác. Hoác Khải gật đầu nói, anh sẽ phái thêm vài người tới. Ninh Tuyết Thanh ậm ừ, và không nói gì thêm. Chuyện quyền lực của nhà họ Lý chuyển giao vào tay của Hoác Khải nhanh chóng lan truyền trong giới kinh doanh, và những công ty có quan hệ làm ăn với nhà họ Lý lúc này đều rất vui vẻ. Giờ đây, nắm quyền nhà họ Lý là ông chủ lớn của hy vọng mới, nên nhà họ Lý chính là công ty cốt lõi dẫn đến hệ thống hy vọng mới. Nếu có liên hệ với nhà họ Lý, vậy chẳng phải là đã có đủ điều kiện gia nhập vào hệ thống hy vọng mới hay sao? Các công ty không có quan hệ làm ăn với nhà họ Lý hiện tại đều phái người tới nói chuyện hợp tác, trước đây có mấy vị sếp rất hách dịch, nhưng hiện tại đều là cục mắt gật gật đầu, Nguyện ý dùng hết tài sản để hợp tác kinh doanh với nhà họ Lý. Thua thiệt một chút cũng không sao, ai chẳng biết có liên hệ với hy vọng mới thì triển vọng trong tương lai là không giới hạn. Có một thời gian nhà họ Lý rất bận rộn, có rất nhiều công ty đến tìm kiếm sự hợp tác, đưa tiền cho bọn họ. Tất cả những gì nhà họ Lý phải làm bây giờ là tìm một chiếc dương và chất hàng đống tiền vào đó. Chỉ có điều đội kế hoạch vẫn tương đối tỉnh táo, hoặc là bọn họ luôn coi mình là một phần của hy vọng mới. Cho nên tình huống hiện tại cũng không khiến bọn họ quá choáng ngợp. Tất cả thông tin của các công ty hợp tác sẽ được họ xem xét kỹ lưỡng, những công ty vô dụng với nhà họ Lý hoặc có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đều bị pass. Không cần biết các người giữ giá thấp đến mức nào, dù các người có sẵn sàng cho đi bao nhiêu lợi ích thì cũng không có gì để nói thêm. Trong quá khứ, nhà họ Lý là một doanh nghiệp gia đình độc lập nhưng đôi khi họ cũng phải nhượng bộ vì lợi ích của một số người. Nhưng hiện tại nhà họ Lý đã có liên hệ trực tiếp với hy vọng mới, không muốn hổ thẹn với Hoắc Khải và hy vọng mới thì họ cũng phải nâng tiêu chuẩn lên một tầm cao khác. Điều này làm cho một số công ty gặp khó khăn khi đàm phán. Nhà họ Lý đột một nâng cao tiêu chuẩn khiến họ khó thích ứng ngay lập tức. Nhưng sẽ không thể giúp được gì nếu như không biết thích nghi. Có nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy đều muốn lấy tiền đưa cho nhà họ Lý, nếu còn không thay đổi thì sẽ bị người khác thế chỗ. Nhiều doanh nghiệp chỉ cần một đối tác, nhiều quá cũng vô ích vì thế những công ty này chỉ có thể thầm mắng chửi trong khi cố gắng hết sức để cải thiện khả năng cạnh tranh của họ sự thay đổi lớn như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chắc chắn là rất khó khăn có thể chi phí của nhiều công ty sẽ tăng vùn vụt thậm chí là thua lỗ nhưng về lâu dài nó sẽ sinh ra những lợi ích to lớn cho cả nhà họ lý và các công ty này mặc dù xu thế kinh doanh trong tương lai là hoạt động tích hợp toàn cầu nhưng về cơ bản đó vẫn là sự sống còn của những người phù hợp nhất. Và với sự hội nhập sâu hơn của nền kinh tế toàn cầu, mọi người có thể theo đuổi hiệu ứng thương hiệu nhiều hơn nữa. Điều này sẽ cho phép nhiều lưu lượng truy cập và quỹ đầu tư hơn cho các thương hiệu hàng đầu, để lại rất ít thời gian cho các thương hiệu nhỏ. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều sẽ chọn những thương hiệu lớn, nhưng đây sẽ là một xu thế chung. Nếu có thu nhập 1 triệu tệ, bạn sẽ không mua một chiếc ô tô trong nước với giá chỉ 100.000 tệ nhưng nếu thu nhập chỉ là 50.000 tệ, nếu mua một chiếc ô tô trong nước với giá 100.000 tệ thì đó đã được coi là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Nói trắng ra, ý tưởng tiết kiệm chi phí chỉ hướng đến những người có điều kiện kinh tế trung bình. Có tiền thật sự thì không ai cân nhắc về giá cả, người ta chỉ mua công dụng và hiệu suất. Do đó, các công ty này và nhà họ Lý sẽ phát triển và đạt đến một cấp độ khác nhờ sự thay đổi này. Chỉ bằng cách này, tương lai họ mới có thể theo kịp sự phát triển của Hy vọng mới. Nếu không thì ngay cả khi Hoắc Khải muốn hợp tác với họ trong tương lai, họ cũng không có điều kiện và nền tảng vững chắc. Sự phát triển mạnh mẽ của nhà họ Lý không hề ảnh hưởng đến Hy vọng mới, thậm chí có thể nói hai bên không cùng đẳng cấp. Hy vọng mới bây giờ thâu tóm được sức mạnh của thế lực ngầm nên quy mô tài sản càng ngày càng mở rộng. Chỉ tính riêng tài sản thực tế thì công ty đã có hàng trăm tỷ theo báo cáo đánh giá do giản tư tư thực hiện, sau khi tiêu hóa hết lợi ích của thế lực ngầm, nó có thể thực sự đạt đến mức ngàn tỷ. Có thể khối tài sản hàng ngàn tỷ không phải là một con số quá lớn trên thế giới, vì vẫn có nhiều công ty có quy mô như vậy. Nhưng hy vọng mới thì khác, khả năng kiếm tiền của nó thực sự rất khủng khiếp, ban đầu nó được định giá vài chục tỷ khi tài sản chỉ có vài tỷ, lại còn có thể thu vào hàng trăm triệu một ngày. Bây giờ quy mô tài sản đã mở rộng hàng trăm lần nhờ hiệu ứng thương hiệu vô số người trên khắp thế giới đang đổ xô đi mua những sản phẩm của hy vọng mới các chi nhánh mà công ty mua lại trước đây cũng đã quảng bá sản phẩm của họ ra thế giới sau khi nâng cao tiêu chuẩn chất lượng hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng giây có vô số tiền của đổ vào tài khoản của công ty hy vọng mới tốc độ nhanh đến mức tài chính của công ty đôi khi rất khó tính toán rõ ràng thu nhập thực sự kiếm được ngày hôm nay là bao nhiêu tất cả các ngân hàng lớn đều đã mở các kênh đặc biệt cho hy vọng mới. Bất cứ lúc nào, miễn là người của hy vọng mới đến giao dịch, thì sẽ luôn được nhận dịch vụ 11 một một vô điều kiện 24 phần 24 giờ. Điều này không chỉ dành cho những khách hàng lớn hay doanh nghiệp công ty, mà còn dành cho việc kinh doanh riêng của nhân viên hy vọng mới. Ngay cả khi bạn chỉ đi rút 200 tệ, bạn cũng có thể thực hiện điều đó thông qua kênh đặc biệt này. Có bao nhiêu công ty có thể được hưởng loại đãi ngộ này? Trước mắt thì chỉ có hy vọng mới. Một số người cho rằng điều đó là không công bằng, nhưng dòng tiền mỗi ngày của hy vọng mới thực sự quá đáng sợ. Mỗi ngày, các ngân hàng lớn đều có một lượng khách hàng sở hữu dòng tiền lớn đáng sợ giống như thế này. Ai lại không muốn nịnh bợ một khách hàng như vậy chứ? Không chỉ ngân hàng, mà ở tất cả các lĩnh vực khác vẫn có những người sẵn sàng bật đèn xanh cho người của hy vọng mới. Bất kể trong cuộc sống hay công việc, chỉ cần bạn có thể cầm trong tay thẻ nhân viên của hy vọng mới thì bạn sẽ có thể tận hưởng những dịch vụ tốt hơn. Dù chỉ là người dọn dẹp thì xung quanh cũng sẽ có rất nhiều người phải ghen tị với bạn. Cách đối xử này làm cho ý thức về danh dự của các nhân viên của hy vọng mới đạt đến đỉnh điểm. Khi vào công ty hàng ngày, họ đều sẽ dừng lại vài giây để mặc niệm trước những bước chân dung điện tử của Hoác Khải và Ninh Thần treo ở lối vào sành. Đây là ý tưởng của Giản Tư Tư, Cô ấy cảm thấy hoắc Khải với tư cách là ông chủ của công ty nhưng luôn ở ngoài công ty, sau một thời gian dài, một số nhân viên mới có thể không biết anh khi họ gặp mặt. Tuy rằng không có khả năng sẽ xảy ra chuyện này, vì sự xuất hiện của Hoắc Khải từ lâu đã được mọi người biết đến bởi sự tuyên truyền ngày đêm. Nhưng xuất hiện càng thường xuyên thì sẽ càng quen thuộc hơn. Là sếp của công ty, cho dù không ở trong công ty thì treo một bức tranh ở đây cũng rất tốt. Dù sao cũng phải cho mọi người biết rằng sếp vẫn đang chiến đấu cùng với bọn họ. Theo thời gian, những nhân viên này đã hình thành thói quen và sự ngưỡng mộ của họ dần dần trở thành một tín ngưỡng. Họ tôn thờ Hoắc Khải, cũng giống như họ tôn thờ các vị thần. Không có nhân viên công ty nào trên thế giới đoàn kết hơn những nhân viên của Hy vọng mới. Đây không chỉ là kết quả của việc tuyên truyền, mà còn vì Hy vọng mới đã trải qua rất nhiều cuộc khủng hoảng để từng bước đi đến thành công như hiện tại hãy chứng minh bản thân bằng những hành động thiết thực và sự thật rằng mọi người sẽ không còn gì để nói. chương 662, Người cũ Làm việc ở một công ty như thế, không thể nghi ngờ gì chính là một chuyện khiến người ta cảm thấy vinh hạnh và tự hào. Sau khi ninh thần về nhà thì vùi đầu vào công việc, mỗi ngày đều bận rộn xử lý các nghiệp vụ khác nhau. Mà Hoác Khải thì tới bên Cố Phi Dương, Trải qua chuyện đường đường bị bắt cóc và chuyện sinh tử ly biệt của vợ khiến anh càng hiểu hơn phải trân trọng cuộc sống này mới không mang nhiều tiếc nuối. Sự thay đổi của anh khiến Cố Phi Dương cảm nhận được và cũng đáp lại vô cùng nhiệt tình. Một đêm ngọt ngào nọ, Cố Phi Dương nằm dạp lên người Hoắc Khải, nhìn đôi môi đẹp của anh, chợt hỏi, "Nếu em mang thai thì anh có muốn giữ không?" "Em bầu rồi sao?" Hoắc Khải kinh ngạc hỏi. Tuy hai người đã thân mật rất nhiều lần nhưng hầu hết đều sử dụng biện pháp bảo vệ mà đều là do cố phi dương chủ động yêu cầu cô ta không muốn mang đến cho hóc khải quá nhiều rắc rối nhất là lại thêm một đứa trẻ sẽ khó khăn rất nhiều không phải em chỉ hỏi vậy thôi cố phi dương nói hoác khải hiểu được suy nghĩ của cô ta hỏi sao thế em muốn có thêm một đứa à không phải cố phi dương khẽ lắc đầu sợi tóc cọ vào ngực của hóc khải có chút ngứa ngáy nếu lại có thêm một đứa trẻ có lẽ cô ninh sẽ nghĩ nhiều hơn nữa em cảm thấy như bây giờ cũng thật tốt, cô Ninh đã sinh cho anh một bé trai rồi, anh cũng có đủ nếp đủ tẻ. Còn với Văn Văn, anh đối tốt với nó, con bé cũng rất thích người bố như anh, coi như con bé là con của chúng ta. Hoắc Khải cũng không tiếp lời. Anh biết, lời nói này của Cố Phi Dương chỉ là để an ủi chính mình mà thôi. Một người phụ nữ, sau khi xác định quan hệ với người đàn ông thì sao lại không muốn có kết tinh của tình yêu hai người chứ? Cố Phi Dương nói như vậy chỉ là không muốn làm khó Hoắc Khải. Tuy rằng Hoắc Khải cũng tỏ ra thuận theo suy nghĩ của cô ta mà làm, không cần suy nghĩ nhiều nhưng Cố Phi Dương vẫn luôn kiên quyết không cần con. Theo cô ta nói thì những thứ cô ta đạt được đã đủ rồi, không nên tham lam thêm nữa. Chuyện này Hoắc Khải cũng không tiện khuyên nhủ nhiều, dù sao đứng ở góc độ của Ninh Thần suy xét thì thực sự không thích hợp. Ít nhất bây giờ là như thế. Đợi sau khi tuổi tác lớn hơn một chút thì cũng có thể cân nhắc gần đây em có chút sợ hãi, cố phi dương bỗng nói. Sợ hãi, em sợ gì? Hoắc Khải hỏi. Em sợ bố đẻ của Văn Văn đột nhiên quay lại tìm con bé. Nếu thật sự xảy ra chuyện đó thì em không biết nên làm thế nào, cố phi dương tỏ ra lo lắng nói. Hoắc Khải xứng người, sau đó hỏi, không phải em nói bố của con bé chết rồi sao? Theo em thấy là chết rồi, bao nhiêu năm không xuất hiện thì khác gì đã chết. Ở đồn công an cũng đã khóa sổ, nhưng em có cảm giác anh ta chưa chết mà đang ở một góc nào đó thoi thóp mà sống, Cố Phi Dương nói. Hoắc Khải im lặng không nói. Sau chuyện làm ăn thất bại năm xưa, chồng của Cố Phi Dương bỗng nhiên bỏ nhà ra đi, từ đó không trở về. Nhiều năm như thế vẫn luôn không có chút tin tức nào. Tất cả mọi người đều cho là có lẽ anh ta đã chết bên ngoài rồi. Nhưng Cố Phi Dương cảm thấy anh ta không chết, đương nhiên cũng có khả năng này. Một người đàn ông trưởng thành có tay có chân, không trở về nhà không có nghĩa là đã chết. Nếu có một ngày anh ta thật sự quay lại muốn nối lại tình xưa với Cố Phi Dương thì sao? Em sẽ không ở bên anh ta, cũng không để Văn Văn đi theo anh ta, Cố Phi Dương nói, trong lòng em, anh là chồng của em, cũng là bố ruột của Văn Văn. Còn anh ta, chỉ là người qua đường mà thôi. Em nghĩ được thế thì tốt, Hoắc Khải nói. Vậy anh có cảm thấy em là một người phụ nữ xấu xa vô tình vô nghĩa không? Đã có câu nói một đêm ân ái trăm năm bạc đầu, mà em và anh ta còn đã có cả chứng nhận kết hôn, Cố Phi Dương nói. Không đâu, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Anh ta lựa chọn chạy trốn, bỏ mặc hai mẹ con em. Vậy em cũng có quyền lựa chọn buông bỏ anh ta, đón nhận cuộc sống mới, Hoắc Khải nói, bỗng hiểu ra điều gì, hỏi, có phải em có tin tức gì của anh ta không? Toàn thân Cố Phi Dương phát run, sau đó nhỏ giọng nói có chút nghẹn lại. Tuy rằng cô ta không nói rõ nhưng Hoắc Khải đã hiểu rồi. Chắc chắn Cố Phi Dương đã nhận được tin tức của anh ta, nếu không thì sẽ không có phản ứng như thế. Anh ta ở đâu? Hoắc Khải hỏi. Một lúc sau, Cố Phi Dương mới trả lời, ở một công ty tư nhân, làm lái xe cho ông chủ ở đó. Người đàn ông đó tên là Nhạc Khánh Ninh. Sau khi rời khỏi Cố Phi Dương cũng muốn mạnh mẽ khởi nghiệp lại từ đầu, sau đó sẽ quay về sống cùng vợ con sống sung sướng nhưng hiện thực vẫn luôn tàn khốc so với tưởng tượng rất nhiều một người vấp ngã muốn đứng lên thì dễ còn người bị cuộc sống vùi dập thì muốn trèo lên nào có dễ dàng gì mấy lần khởi nghiệp đều ăn đủ khổ nhục tiết tấu kinh doanh ngày càng nhanh khiến anh ta dần không thích ứng nổi sau khi thất bại quá nhiều lần trên người không còn đồng nào anh ta cũng không còn ý chí phấn đấu nữa chỉ đành lựa chọn làm thuê thời vụ sau đó ở trong một nhà máy có quan hệ tốt với một cô gái cũng có một đứa con trai Tuy nhiên, thời gian êm ấm chẳng được bao lâu, hai mẹ còn đều mắc bệnh máu trắng di truyền, không những tiêu hết số tiền ít ỏi không dễ gì mới gom được mà còn không cứu được tính mạng của họ. Nhạc Khánh Ninh lại trở thành một người đơn thân, cuối cùng làm lái xe cho ông chủ. Một người từng có tài sản hàng chục triệu, xa cơ đến mức này thật sự rất xấu hổ. Anh ta không dám quay lại tìm cố phi dương, nhưng người tính không bằng trời tính, con gái của ông chủ lại học múa ở công ty vũ đạo của cố phi dương lúc nhạc khánh ninh đưa con gái ông chủ đi học thì vừa hay gặp cố phi dương ban đầu anh ta không dám nhận vì trong tưởng tượng vợ anh ta là một người tính cách yếu đuối không ra khỏi cửa ru rú trong nhà ngay cả gặp người lạ nói hai câu cũng đỏ mặt tại sao có thể là tổng giám đốc của một công ty vũ đạo nổi tiếng chứ phải biết rằng công ty vũ đạo của cố phi dương cũng được xem như nổi tiếng trong ngành vì quan hệ hợp tác với hy vọng mới mà rất nhiều ông chủ đều đưa con cái đến đây học tập học múa chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là mở rộng quan hệ, có con cái là vấn đề chung thì có thể dễ dàng bắt chuyện. Có sự tham gia của những nhà giàu có này, lợi nhuận của công ty vũ đạo cũng tăng lên mấy lần, đã đạt tới mức hơn trăm triệu mỗi năm. Lợi nhuận này đã khủng hơn nhiều so với mấy năm trước. Lúc đó, giá trị của công ty mới mấy chục triệu, bây giờ chỉ tính riêng lợi nhuận đã vượt xa tổng tài sản rồi. Nhìn thấy cố Phi Dương vẫn trẻ trung, xinh đẹp động lòng người, Nhạc Khánh Ninh đã nghe ngóng, thăm dò khắp nơi, cuối cùng mới xác nhận đó là vợ mình. Đấu Tranh suy nghĩ thời gian dài, cuối cùng anh ta cũng chọn ra mặt, nói rõ với Cố Phi Dương những chuyện đã xảy ra. Ngoài ra, anh ta cũng hy vọng có thể trở lại ở bên Cố Phi Dương. Suy nghĩ của Nhạc Khánh Ninh như vậy cũng rất bình thường. Cố Phi Dương xinh đẹp như thế, bây giờ lại giàu có, mình là chồng cô ta, muốn hòa hợp thì cũng không có gì lạ. Nhưng Cố Phi Dương lại không đồng ý khi nhìn thấy nhạc khánh ninh thì cô ta còn nghĩ là đang nằm mơ nghe những gì mà nhạc khánh ninh trải qua trong mấy năm qua cố phi dương bỗng cảm thấy ấn tượng về người đó trong lòng cô ta đã hoàn toàn đổ nát hình dáng của hoác khải đã in sâu vào đáy lòng không ai có thể thay thế vị trí của anh cho nên cố phi dương quyết liệt từ chối nhạc khánh ninh xuất phát từ lòng thương hại cô đồng ý cho nhạc khánh ninh chục triệu coi như phí chia tay nhưng nhạc khánh ninh không đồng ý anh ta biết mình sẽ không dễ dàng trở lại với Cố Phi Dương nên đã có sự chuẩn bị trước. Một khi Cố Phi Dương từ chối thì anh ta đòi quyền nuôi dưỡng Văn Văn. Hoặc là chúng ta cùng nuôi con, hoặc là để tôi nuôi con. Lý do mà anh ta đưa ra yêu cầu này là vì sau khi Nhạc Khánh Ninh kiểm tra thì phát hiện cơ thể có vấn đề, ngay cả khi lập gia đình thì cũng không thể có con. Nhạc Văn Văn là đứa con độc nhất đời này của Nhạc Khánh Ninh, ngoài ý nghĩ muốn chia tài sản của Cố Phi Dương thì cũng thật sự hy vọng sống cùng với con. Đương nhiên, Cố Phi Dương không đồng ý. Đừng nói là bản thân cô ta có thể cho Nhạc Văn Văn điều kiện sống và không gian trưởng thành tốt hơn, mà với mối quan hệ của họ Khải và cô bé thì cô ta cũng muốn con gái ở lại. Nhưng, sự thăm dò ban đầu của Nhạc Khánh Ninh đến cuối cùng đã trở thành tham lam, cố chấp vô sỉ, kiên quyết muốn giành quyền nuôi con. Cô không cho vậy thì tôi sẽ kiện cô. Trong lòng cố phi dương hoảng loạn, cho nên mới nói chuyện với Hoắc Khải, hy vọng có thể đưa ra cách giải quyết. Nói chính xác hơn, là cô ta vô cùng dối rắm không biết nên làm thế nào. chương 663, Điều kiện Trên thực tế, ở một khía cạnh nào đó, cố phi dương cảm thấy hổ thẹn đối với Hoắc Khải. Vì cô ta cho rằng mình đã là người phụ nữ của anh, không nên dây dưa với những người đàn ông khác, cho dù đó là chồng cũ của cô ta và đối phương chủ động đến tìm cô ta trước điều quan trọng nhất là hoác khải đối xử rất tốt với nhạc văn văn chính vì điều này cô ta mới cảm thấy cho dù cô ta có bất cứ lỗi lầm nào với hoác khải thì cũng là chuyện khó chấp nhận ngay cả việc chỉ khiến trong lòng anh không vui thì cũng không được phép hoác khải thì lại không nghĩ tới điều này anh chỉ nhìn thấy cố phi dương hoảng loạn như thế thì an ủi không sao đâu anh ta mất thích nhiều năm như thế cho dù về điều kiện kinh tế hay về mặt tình cảm mà nói thì nếu kiện cáo thật cũng không thể thắng được. Hơn nữa, không phải em đã nói, trước đây anh ta đã bị xóa khẩu rồi sao? Anh ta cũng đã kết hôn với người phụ nữ khác rồi thì khác gì trùng hôn. Thật sự khởi kiện thì không những anh ta không giành được quyền nuôi con gái mà còn có thể vào tù. Cố Phi Dương không hiểu lắm về mặt pháp luật nhưng cô ta tin tưởng lời nói của Hoắc Khải. Nhưng cô ta không muốn giải quyết chuyện này quá tuyệt tình nên nói, "Vâng." ngày mai em sẽ nói chuyện với anh ta giải quyết chuyện này trong hòa bình lúc nào cần anh giúp thì nói ngay nếu cảm thấy không ổn thì anh đi cùng em đến gặp anh ta hoác khải nói không cần đâu cố phi dương lắc đầu ngay nói nếu anh đi em sẽ cảm thấy khó xử anh không cần đi đâu mình em đi là được rồi thật sự không cần sao hoác khải hỏi thật ra cho đến bây giờ anh đã không quan tâm đến chuyện người ngoài biết được mối quan hệ của anh với cố phi dương nếu nói nguyên nhân phải che giấu mối quan hệ này thì chính là sợ hai mẹ con Cố Phi Dương gặp phải nguy hiểm. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của mình Hoắc Khải, còn Cố Phi Dương thì không nghĩ thế. Cô ta chỉ muốn mình thành thật đứng phía sau, không muốn bị người khác biết được. Bởi vì mối quan hệ của hai người không phải chỉ liên quan đến cá nhân mà còn liên quan đến cảm nhận của Ninh Thần. Cố Phi Dương không muốn trong lòng Hoắc Khải khó chịu, cũng không muốn trong lòng Ninh Thần không vui hai người cũng không dối rắm chuyện này quá lâu mà chỉ nói chuyện thêm một lát rồi ôm nhau ngủ ngày hôm sau khoác khải rời đi trước một lúc lâu sau cố phi dương mới đưa văn văn đi ra lúc đưa con gái đến lớp cố phi dương nhìn thấy nhạc khánh ninh anh ta đứng ở cổng trường nhìn hai mẹ con cô ta nhạc văn văn không chú ý đến nhạc khánh ninh mà ngay cả nhìn thấy cũng không quen biết lúc đầu khi nhạc khánh ninh rời đi văn văn vẫn chưa nhớ được gì Vốn dĩ không biết bố ruột của mình trông như thế nào, cho nên hình ảnh của Hoắc Khải mới có thể dễ dàng cắm dễ vào tâm hồn non nớt của cô bé. Một trang giấy trắng luôn dễ dàng bị thay đổi bởi các hình vẽ khác nhau. Trong lòng Cố Phi Dương cũng cảm thấy căng thẳng, so với Hoắc Khải thì cô ta càng không hy vọng người khác biết được sự tồn tại của Nhạc Khánh Ninh. Đối với cô ta, người này đã coi là vết nhơ của đời mình, cô ta bị mù mới tìm một người đàn ông không có trách nhiệm như vậy. Bây giờ thì mình đã gặp được khởi đầu mới của cuộc đời, đương nhiên là muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ. Cho nên, Cố Phi Dương lặng lẽ ra hiệu với Nhạc Khánh Ninh bảo anh ta đi đến quán cà phê gần đó. Cố Phi Dương đã đặt trước một phòng bao, rất kín đáo, có thể bảo vệ bí mật của riêng cô ta. Sau khi Nhạc Khánh Ninh đi vào nhìn thấy cô ta thì cười tươi đi tới, giang hai tay như muốn ôm lấy cô ta. Đứng im đó, Cố Phi Dương lập tức quát lên, sau đó nói, quan hệ của chúng ta đã không thể trở lại như xưa, xin anh nhạc lịch sự một chút. Xem cô nói kìa, một đêm vợ chồng một đời ân ái. Huống hồ chúng ta còn có con chung, tại sao cô lại có thể nói ra những lời tuyệt tình như thế chứ?" Nhạc Khánh Ninh nói. Cố Phi Dương không quan tâm đến lời này của anh ta mà nói ngay, "Điều kiện lần trước tôi nói với anh, anh đã nghĩ chưa? Nể thân phận bố ruột của Văn Văn thì tôi có thể cho anh thêm 5 triệu, tổng cộng là 15 triệu." chỉ cần anh không tiêu pha hoang phí thì số tiền này đã đủ để dành sống hết nửa đời sau rồi kha kha sao thế muốn dùng tiền để đuổi tôi à nhạc khánh ninh kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống cười nham hiểm nói tôi biết bây giờ cô rất giàu có còn nhiều hơn khi tôi có tiền nhất cho nên cô coi thường tôi rồi hay phải nói là cô đã gian díu với thằng đàn ông nào khác rồi anh ăn nói cho cẩn thận đừng quên rằng anh đã bị xóa khẩu trên mặt pháp luật thì đã là người chết rồi cố phi dương của trách nói trên mặt pháp luật nhưng trên thực tế thì tôi vẫn sống nếu tôi vẫn còn sống thì đương nhiên vẫn là chồng cô cô là vợ tôi nhạc văn văn là con gái tôi cô bàn điều kiện với tôi vậy tôi hỏi cô cô đã suy nghĩ đến quyền nuôi dưỡng thế nào rồi nếu không được thì thưa kiện đi xem ai thắng ai nhạc khánh ninh nói tôi cũng không sợ anh kiện tôi đã tìm người hỏi qua rồi Chuyện tình cảm của anh sau khi rời đi đã phạm tội trùng hôn về mặt pháp luật, là hành vi phạm pháp. Nếu thật sự kiện cáo thì anh còn phải ngồi tù đấy, Cố Phi Dương nói. Nhạc Khánh Ninh cười lạnh, nói trùng hôn cái gì, tôi không kết hôn với cô ta. Kể cả không kết hôn cũng thế, hai người ở chung lâu ngày, lại còn sinh con, những chuyện này đều có thể điều tra được thì chính là hôn nhân thực thụ. Ngay cả không có chứng nhận kết hôn thì cũng không khác gì kết hôn, Cố Phi Dương lạnh lùng nói, cho nên anh nghĩ cho kỹ đi, muốn cầm tiền rồi đi hay muốn ngồi tù. Sắc mặt nhạc Khánh Ninh trở nên u ám, anh ta chưa từng nghĩ tới mình và người phụ nữ khác sống chung, còn có con thì sẽ bị ngồi tù. Nhưng nhìn biểu hiện của Cố Phi Dương thì không giống đang dọa dẫm, bây giờ cô ta đã có tài sản hơn trăm triệu, muốn tìm luật sư để hỏi rõ tình hình thì cũng không có gì kỳ lạ. Nghĩ đến đây, Nhạc Khánh Ninh, hừ, một tiếng, nói, ngay cả khi tôi ngồi tù thì làm sao, cô cũng phải đeo cái danh bội bạc. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô là người phụ nữ xấu xa, sau khi giàu có thì vứt bỏ chồng cũ. Bây giờ cô cũng coi như là một nhân vật có tiếng, có lẽ không muốn mang tiếng xấu chứ. Anh đừng có hắt nước bẩn lên người tôi. Lúc đầu một mình tôi nuôi con không dám ăn, không dám mặc, bị người đời chế giễu, chỉ trỏ thì lúc đó anh ở đâu. Bây giờ nói tôi lật lọng, phụ bạc sao, anh không xứng, cố phi dương tức giận nói. Thời gian đó chính là những ngày đen tối nhất trong đời cô ta. Không chỉ mình cô ta chịu áp lực tâm lý cực lớn mà còn con gái nhạc văn văn, cũng vì thời gian dài bị chế giễu mà suýt nữa bị tự kỷ. May mà văn văn đã gặp được người bạn tốt như đường đường. Đường đường hoạt bát, đối tốt với cô bé, mới khiến cô bé may mắn thoát ra được. Sau này vì để trốn tránh tình cảm với Hoắc Khải, cố phi dương đưa con đi tha hương, đến một môi trường mới điều kiện kinh tế mới dần tốt lên hai mẹ con mới dần ổn thỏa hơn bây giờ nhạc khánh ninh lại nói cô ta bội bạc đây chính là sự sỉ nhục đối với nhân cách của cố phi dương nhạc khánh ninh cũng biết mình không có tư cách nói câu này nhưng anh ta lại sĩ diện không muốn xin lỗi nên nói nhưng tôi cũng đã để lại cho hai mẹ con cô căn nhà rồi đấy thôi căn nhà cố phi dương lạnh lùng cười nói anh biết tại sao mấy năm trước tôi phải rời khỏi đây không Chính là vì bố mẹ anh đuổi tôi đi, nói đó là căn nhà anh mua, họ cũng có phần. Tôi đưa cho họ tiền, họ cũng không muốn mà muốn vào ở đó. Tôi chỉ đành đưa Văn Văn đến ở đầu đường, bây giờ anh còn nhắc đến căn nhà với tôi. Sắc mặt nhà Khánh Ninh càng khó nhìn, sự việc xảy ra sau đó anh ta nào biết được. Lần này trở lại cũng là trùng hợp, vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc gặp lại người nhà. Thậm chí, trong lòng anh ta, khái niệm quê hương đã sớm nhạt như nước lã rồi. Sao thế, sao không nói gì, cố phi dương cười khẩy, nếu không còn gì để nói thì phiền anh cầm tiền rồi đi đi, cách xa hai mẹ con tôi một chút, tốt nhất là cả đời này đừng xuất hiện nữa. Anh đừng cho rằng tôi nợ anh, tôi không nợ anh bất cứ thứ gì, chỉ có anh nợ tôi. Cho nên, tôi cho anh số tiền này chỉ vì nể mặt văn văn, không muốn để bố ruột của nó sống quá khổ sở mà thôi. Nếu vì thế mà anh hiểu lầm thì một đồng tôi cũng không cho anh đâu. Nhạc Khánh Ninh càng nghe thì sắc mặt càng u ám, Đến cuối cùng, anh ta đứng bật dậy, gần lên nói cô thật sự cho rằng tôi tìm cô là vì tiền sao. Tôi không giờ bây giờ cô lại biến thành kẻ hám lợi như thế. Không hiểu mấy năm vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô lại biến thành cái bộ dạng này. chương 664, lựa chọn. Tôi chẳng làm sai điều gì cả, mà thái độ tức giận của anh mới khiến người khác khó hiểu, cố phi dương bình tĩnh hơn, lạnh nhạt nói, hay phải nói là, anh đã hiểu thật ra mình không có tư cách để nói điều kiện với tôi, nên ở đây phát điên lên, muốn lớn giọng che giấu sự trột giả của mình. Tôi trột giả, làm sao tôi phải trột giả? Cho dù như thế nào thì cô chỉ có thể lựa chọn hoặc là phục hôn với tôi hoặc là giao quyền nuôi con cho tôi. Đừng lấy chuyện ngồi tù để dọa dẫm thằng này, giỏi lắm thì trùng hôn cũng vào tù vài năm. Nhưng đợi sau khi tôi ra tù thì cô cảm thấy cô còn có thể sống yên ổn không, nhạc khánh ninh hung tợn dọa dẫm. Nhìn bộ dạng mất hết lý trí của anh ta, một chút ấn tượng tốt đẹp cuối cùng của anh ta đã hoàn toàn biến mất. Con người này đã thay đổi rồi, đã không còn là người đàn ông trong ký ức của cô ta. Năm đó, khi hai người kết hôn, nhà Khánh Ninh luôn mang dáng vẻ phong độ người người, cho dù đối với ai cũng khách sáo, có lễ tiết. Nào giống như bây giờ, hung hăng càn quấy, lại còn đe dọa người khác. Tuy rằng trong lòng cô ta rất coi thường kiểu dọa dẫm này nhưng Cố Phi Dương phải cân nhắc đến ảnh hưởng đối với con gái. Cô ta không biết Hoắc Khải đã cho mấy đội viên tinh anh bảo vệ hai mẹ con, ngay cả nhạc Khánh Ninh có tám đầu, một trăm tay cũng không thể làm gì được họ. Cố Phi Dương chỉ hy vọng cắt đứt với quá khứ, cho nên đối mặt với bộ dạng thần kinh này của nhạc Khánh Ninh thì trong lòng cũng có chút hoảng loạn. Mà sự hoảng loạn này khiến nhạc Khánh Ninh nhìn thấy thì vô cùng đắc ý, cho rằng anh ta đã nắm được điểm yếu của người phụ nữ này nên càng hung hăng đe dọa. Sau khi ngồi tù ra. Nhất định tôi sẽ tìm hai mẹ con cô, cho dù các người đi đến chân trời góc bể tôi cũng sẽ tìm thấy. Đến lúc đó, tôi sẽ khiến cô hối hận, cả đời hối hận. Anh, Cố Phi Dương tức tối đứng bật dậy, chỉ vào mặt Nhạc Khánh Ninh nhưng không nói được một câu. Cuối cùng, cô ta thì có thể tức giận nói, vô liêm sỉ. Nói xong, cô ta đẩy Nhạc Khánh Ninh đi ra khỏi phòng bao. Nhạc Khánh Ninh ở phía sau cười lạnh, cho cô ba ngày để cân nhắc cho kỹ càng cuối cùng chọn lựa thế nào. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Không tin thì cứ thử xem. Sau khi đi ra khỏi quán cà phê, viền mắt Cố Phi Dương đỏ hoe. Cô ta là một người phụ nữ rất kiên cường, rất độc lập nhưng càng như thế thì khi gặp phải thất bại về tình cảm thì lại càng cảm thấy đau đớn, khổ sở. Người đàn ông kia, tại sao lại biến thành như vậy? Tại sao lúc đầu mình lại yêu anh ta? Cố Phi Dương vô cùng đau khổ không có tâm trạng làm việc mà quay về nhà luôn điều khiến cô ta bất ngờ là hoác khải vẫn chưa đi hoác khải đang ở trong bếp chuẩn bị làm cơm trưa nghe thấy tiếng mở cửa thì ngó đầu ra xem thấy cố phi dương quay lại lại thấy mắt đỏ hoe như vừa mới khóc thì sải bước đi ra hỏi em sao rồi nghe thấy lời nói dịu dàng của hoác khải so với sự hung hăng của nhạc khánh ninh cố phi dương không nhịn được lao vào vòng tay anh khóc hòa lên tại sao anh ta lại vô lý như vậy? Rõ ràng là anh ta sai, tại sao lại làm như em mắc nợ anh ta vậy? Dựa vào cái gì mà đối xử với em như thế, em đã làm sai cái gì, cố phi dương đau đớn nói. Hoác Khải vừa nghe thấy thế đã hiểu ra, chắc chắn là người đàn ông tên Nhạc Khánh Ninh kia dở cho quỷ. Anh cao mày, vừa an ủi cố phi dương, vừa hỏi tình hình cụ thể. Đến khi biết những chuyện xảy ra khi Cố Phi Dương và Nhạc Khánh Ninh gặp nhau thì trong lòng Hoác Khải cũng không nhịn được mà phát cáu. Đối với loại tôm tép này, anh không thèm quan tâm, nhưng liên quan tới Cố Phi Dương nên mới phải cân nhắc mà thôi. Nhưng một kẻ thất thế, bỏ vợ bỏ con mấy năm không về, còn có con với người phụ nữ khác bây giờ sống không ra hồn lại tới quấy rầy vợ cũ. Cảm thấy Cố Phi Dương dễ bắt nạt sao? Xin lỗi nhé, cô ta dễ bắt nạt thì cũng có tôi bảo vệ đừng khóc nữa anh sẽ đi tìm anh ta nói rõ chuyện này cứ giao chuyện này cho anh là được, hoác khải nói nhưng anh ta căn bản không biết điều kể cả anh đi thì cũng không có tác dụng gì cố phi dương nức nở nói nếu anh ta muốn nói phải trái thì anh sẽ phân tích cho anh ta còn nếu không muốn nói thì anh cũng sẽ chiều hoác khải nói anh anh muốn làm gì anh đừng kích động cố phi dương bị dọa sợ vội vàng ngẩng đầu khuyên ngăn thấy ánh mắt lo lắng của cô, Hoắc Khải cười nhạt, nói yên tâm, anh không ngu đến mức đồng quy vô tận với anh ta đâu. Anh ta không có đủ tư cách đó. Vậy anh muốn làm gì, Cố Phi Dương hỏi. Đợi gặp anh ta rồi nói, bây giờ em đi rửa mặt đi. Lớn thế rồi còn khóc nhẹ, Hoắc Khải cười nói, để Văn Văn biết thì sẽ cười em đấy. Con bé không thấy đâu, Cố Phi Dương bất giác để lộ ra giọng nũng nịu. Chỉ có trước mặt Hoắc Khải thì cô ta mới thể hiện dáng vẻ của một cô gái nhỏ trong mắt người khác, cô ta luôn là một nữ thần vũ đạo mang khí chất như thần tiên. Miệng thì nói thế, nhưng cố phi dương vẫn đi rửa mặt, trang điểm lại một chút. Chỉ vì cô ta hy vọng bản thân biểu hiện tinh tế một chút ở trước mặt Hoác Khải. Đến bữa trưa, đường đường dùng đồng hồ thông minh gọi điện cho Hoác Khải, thông báo đã đón văn văn, không cần anh tới nữa. Hoác Khải cũng bảo cố phi dương không cần đi đón, bây giờ trên xe của đường đường, ngày nào cũng có ít nhất hai đội viên tinh anh đi theo. Một người làm lái xe, một người làm bảo mẫu, còn một người âm thầm theo sát. Ngoài ra, đội viên tinh anh cũng tản ra khắp nơi trong thành phố, chỉ có động tĩnh nhỏ thì mấy phút sau sẽ tập hợp. Hơn nữa, chiếc xe dành riêng cho đường đường cũng đặt làm lại, kính chống đạn, lốp tự vá, túi khí trong xe. Cái gì cần trang bị thì đều có đủ cả. Trừ việc có vũ khí thì chiếc xe này cũng không khác gì với chiếc xe của các chính trị gia, các nhân vật lớn vì con gái mà đặt làm chiếc xe có giá mấy chục triệu này thì cả thế giới, chắc chỉ có mình Hoác Khải làm như thế. Với sự an toàn như vậy, đương nhiên Hoác Khải cũng không lo lắng đến tính mạng của đường đường bị đe dọa. 20 phút sau, hai cô bé dắt tay nhau đi vào. Nhìn thấy Hoác Khải và Cố Phi Dương đang bận rộn trong phòng bếp, đường đường chẳng giữ kẽ mà hét lên, bố, bố với dì cố đang làm đồ gì ngon đấy. Sao con ngửi thấy mùi của cá rô phi thế? Mũi con thính thế, con mèo nhỏ tham lam, Hoắc Khải cười nói. Cố Phi Dương cũng vội vàng chạy từ trong bếp ra ngoài. Bây giờ cô ta gặp Đường Đường vẫn chưa quen lắm, dù sao cô bé cũng là con gái của Ninh Thần, mình ở trong cái nhà này thật giống như kẻ thứ ba. Cho dù cả Ninh Thần và Đường Đường đã tiếp nhận cô ta, nhưng đối với Cố Phi Dương mà nói thì có những thứ rất khó xóa nhòa về mặt tâm lý. Cho nên, mỗi lần Đường Đường tới, Cố Phi Dương đều gắng sức lấy lòng có lúc đến cả hóc Khải cũng không nhìn nổi. Cho dù cố Phi Dương có danh phận hay không thì cũng là người lớn, sao phải lấy lòng cô bé như vậy? Lâu dần thì sẽ không phân rõ lớn bé nữa. Đương nhiên, đường đường cũng không phải là người được tâm bốc đến nỗi vinh mặt với đời, cố Phi Dương đối tốt với cô bé thì cô bé lại càng nhiệt tình với cố Phi Dương. Một lớn một nhỏ ở chung còn thân thiết hơn so với mẹ ruột khiến nhạc văn văn cũng cảm thấy đố kỵ hôm nay lúc chúng con tan học thì bị một người đàn ông ngăn lại may mà có vệ sĩ đẩy ông ta một cái bây giờ nhiều người thật đáng ghét chẳng quen biết gì thì chặn bọn con làm gì chứ đường đường nói cố phi dương nghe thế thì sững sờ vẻ mặt chợt biến sắc hỏi người đàn ông đó trông thế nào anh ta nói gì với các con cũng không nói gì không phải con đã nói rồi sao ông ta vừa mới ngăn bọn con thì bị vệ sĩ đẩy ra sau đó bọn con lên xe luôn ông ta không kịp nói câu nào, đường đường nói. Cố Phi Dương thầm thở vào một hơi, nói thật lòng, cô ta thật sự không muốn nhạc văn văn biết bố đẻ nó vẫn còn trên đời này. Mà người đàn ông ngăn cản đường đường và nhạc văn văn có lẽ chính là nhạc Khánh Ninh. Kẻ điên này, thật quá đáng. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì, nhất định phải khiến cuộc sống của cô ta nát bét mới được sao. Trong lòng Cố Phi Dương tức điên lên, khiến biểu hiện cũng có chút kỳ quái đến mức đường đường cũng nhận ra, Hỏi, dì Cố có phải dì quen người đó không? "Hả, dì không quen, sao dì có thể biết anh ta chứ?" Cố Phi Dương vô thức phủ nhận nói. Đường Đường ồ một tiếng, nhưng nhìn vẻ mặt của cô bé thì rõ ràng là không tin. Nhưng cô bé rất thông minh, biết Cố Phi Dương phủ nhận chắc chắn là không muốn người khác biết nên cũng không hỏi nhiều. Chương 665, nhà họ Cơ mới. "Bố ơi, hôm nay bố có về nhà không?" Nếu bố không về thì tối nay con dẫn Văn Văn tới nhà mình chơi nha. Đợt này con vừa mua mấy quyển truyện tranh, hay lắm luôn, Văn Văn nói muốn xem cùng con, Đường Đường hô lên với phòng bếp. Gò Má Cố Phi Dương ửng hồng, cô đâu thể không hiểu, Đường Đường đang cố tạo ra không gian riêng tư cho mình. Biết Văn Văn ở nhà thì hai người muốn làm gì cũng không thoải mái được, bèn dẫn cô nhóc đi luôn. Sự chu đáo và hiểu chuyện của cô bé này đôi lúc khiến Cố Phi Dương thấy ái náy. Mình lớn thế này rồi còn cần một đứa trẻ con giúp đỡ, phải biết rằng năm sau Đường Đường mới lên cấp 2. Hoắc Khải bưng thức ăn bước tới, nói với Đường Đường, "Thế thì con dẫn bạn tới nhà đọc truyện tranh đi, nhưng đừng đọc quá muộn, nếu không ngày mai không dậy nổi đâu." "Con biết rồi." Đường Đường cười hi hi, không quên nháy mắt với Cố Phi Dương. Mặt mũi Cố Phi Dương càng thêm đỏ, không dám lên tiếng. Hoắc Khải biết hai người này có bí mật của riêng họ nên cũng coi như không thấy gì anh đặt thức ăn lên bàn rồi nói đi rửa tay đi sắp được ăn cơm rồi đường đường và nhạc văn văn vội vàng chạy vào phòng vệ sinh rửa tay sau đó phấn khích quay lại trước bàn ăn mỗi ngày hai cô nhóc này háo hức nhất là được nếm thử món ăn do đích thân hoác khải nấu bất kể mùi hương mùi vị hay tình thương yêu của bố dành cho con gái đều khiến hai cô nhóc cảm thấy cực kỳ thoải mái ăn cơm xong đường đường dẫn nhạc văn văn rời đi để lại góc riêng cho hoác khải và cố phi dương sau khi đóng cửa lại cố phi dương quay người nhìn thấy hoác khải đứng đó mỉm cười với cô mà nhịp tim bất giác đập nhanh hơn nhiều cho dù hai người không khác gì vợ chồng thực thụ nhưng mỗi lần đến lúc này cô vẫn thấy ngượng ngùng không thể nói thành lời anh nhìn em làm gì cố phi dương ngượng ngùng hỏi không ngờ em lớn đến mức này rồi mà vẫn còn xấu hổ trước mặt con trẻ hoác khải mỉm cười nói anh trẻ em lớn tuổi hả cố phi dương vặn hỏi hoác khải sững người sau đó giờ khóc giờ cười, tại sao phụ nữ có thể nắm bắt được những từ ngữ then chốt kỳ lạ này một cách chuẩn xác nhỉ? Cố Phi Dương cũng bật cười thành tiếng, em đùa thôi, trông anh bất lực chưa kìa, sao hả, ngày thường cũng bị cô Ninh hỏi như thế à? À không có đâu, cô ấy chẳng mấy khi thảo luận chuyện tuổi tác, nhưng thường xuyên nhắc đến em, hoắc khải trả lời. Nhắc đến em, cô Ninh nói gì về em, có phải em làm điều gì chưa tốt không, Cố Phi Dương vồn vã hỏi. Hoắc Khải lắc lắc đầu, "Em làm rất tốt, bất kể là cô ấy hay anh đều không bới ra được điều gì. Có lẽ vì em quá hiểu chuyện, thế nên cô ấy thường chủ động bảo anh tới tìm em, sợ anh lạnh nhạt với em." Cô Ninh, Cố Phi Dương nghe xong mà khóe mắt ửng hồng, anh nói như thế làm em càng ngày càng thấy có lỗi với cô Ninh. "Nếu không phải vì em, đáng ra cô ấy có thể độc chiếm anh." Hoắc Khải bước tới ôm lấy cô và nói, "Đừng nghĩ như vậy, vận mệnh của mỗi người đều do ông trời quyết định rồi." Ông trời quyết định cho anh và em ở bên nhau, không ai có thể thay đổi được. Em muốn cảm ơn cô ấy không hề sai, nhưng cũng đừng tự coi thường mình. Cố Phi Dương gật gật đầu, lần nào Hoắc Khải an ủi cũng chạm tới trái tim cô. Cứ như thế, hai người trải qua một đêm vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, Hoắc Khải rời đi từ sớm vì nhận được điện thoại của cơ hương ngưng, phải tới nhà họ cơ một tiếng. Anh không hề chú ý rằng, ở nơi cách nhà Cố Phi Dương khoảng 2-300 mét, Nhạc Khánh Ninh trốn trong góc khuất đang nhìn về bên này. Hoắc Khải không hề phát hiện ra anh ta, nhưng anh ta nhìn thấy Hoắc Khải. Tuy rằng khoảng cách khá xa, không nhìn rõ diện mạo của Hoắc Khải, nhưng bước ra khỏi nhà sớm thế này thì 80-90% là qua đêm ở đó. Nghĩ đến người vợ năm xưa của mình bị thằng đàn ông khác chiếm lấy, bàn tay Nhạc Khánh Ninh bất giác siết chặt lại. Anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng Hoắc Khải, miệng phun ra những câu chửi thề không rõ ràng hành động của anh ta được đội viên của tiểu đội tinh anh nấp trong bóng tối thu gọn vào tầm mắt. Trước đó người này đã phát hiện ra nhà Khánh Ninh theo dõi Cố Phi Dương, nhưng vì không uy hiếp tới an toàn tính mạng của Cố Phi Dương, cộng thêm cô gái hacker đã điều tra ngọn nguồn về người đàn ông này, biết anh ta là chồng trước của Cố Phi Dương nên đội viên tinh anh mới không ra tay với anh ta. Nếu không, chỉ với bộ dạng thầm thụt bám đuôi này, anh ta đã bị đánh ngất rồi vứt ra khỏi thành phố từ lâu rồi. Ở bên khác, Hoắc Khải lái xe tới nhà họ Cơ, khi anh đến, người nhà họ Cơ vừa dùng bữa sáng xong. Nhà họ Cơ bây giờ đã khác hẳn với trước kia. Nhận được lợi ích từ mối quan hệ của Cơ Hương Ngưng với Hoắc Khải và Ninh Thần, trên con đường trưởng thành của Hy Vọng Mới, nhà họ Cơ cũng thu nhiều lợi lộc. Chủ yếu nhất là Cơ Hương Ngưng rất thông minh, cô ấy căn cứ theo đề nghị của Hoắc Khải và đường lối phát triển của Hy Vọng Mới mà tiến hành rất nhiều thay đổi với nhà họ Cơ. Những thay đổi này nâng cao khả năng cạnh tranh của nhà họ Cơ. Khiến nhà họ Cơ có đủ tư cách trở thành một trong những đối tác quan trọng của Hy vọng mới ở trong nước. Nói một cách chuẩn xác hơn, là nhà họ Cơ mới. Nhà họ Cơ trước kia đã bị Cơ Hương ngưng từ bỏ, trước đó cô ấy đập nồi dìm thuyền, tự lập môn hộ, thu hút quá nửa số nhân lực của nhà họ Cơ. Cho dù chỉ có một nửa, nhưng nhờ sự dẫn dắt của cô ấy, vẫn có thể vượt xa gia tộc cũ chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Hiện giờ gia sản của nhà họ Cơ cũng không thua kém gì nhà họ Lý đang nhanh chóng phát triển tới quy mô hàng trăm tỷ. Những người theo chân cơ hương ngưng rời khỏi nhà họ cơ cũ, bây giờ ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, sống cực kỳ sung sướng. Sự thật chứng minh lựa chọn của họ là đúng đắn, những người ở lại nhà họ cơ cũ bây giờ gần như cùng đường mặt lộ. Nhà họ cơ cũ không hề thay đổi điều gì, ngược lại còn bị các ngành nghề đào thải trong quá trình phát triển đổi mới từng ngày, bây giờ đã xa suốt đến độ chỉ có thể hợp tác cùng vài nhãn hiệu nhỏ lẻ thế nhưng cho dù là nhãn hiệu nhỏ lẽ cũng không hứng thú lắm với nhà họ cơ một gia tộc không hề tích cực cũng không có xu thế tốt đẹp nào đáng kể, không đáng để họ lãng phí tinh lực. Ngược lại, nhà họ cơ mới cứ như mặt trời ban trưa, hợp tác cùng gia tộc như thế mới có tương lai chứ. Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên của nhà họ cơ mới, cơ hương ngưng vận hành gia tộc như một doanh nghiệp thực thụ. Không cần biết anh là ai, không cần biết trước kia anh cống hiến bao nhiêu, Ai cũng dựa vào công lao trong quá trình phát triển để tính toán lợi ích. Anh cống hiến nhiều thì nhận tiền nhiều, cống hiến ít thì nhận tiền ít. Mỗi năm công ty bỏ ra khoảng 15% lợi nhuận làm lợi tức, 85% còn lại hoặc là tiếp tục đầu tư vào phát triển hoặc sẽ lưu trữ như tiền mặt. Ngoài ra, cơ hương ngừng cũng học theo hóc khải, phát hành cổ phiếu trong nội bộ công ty. Anh không rời khỏi công ty thì có thể dựa vào cổ phiếu để nhận thêm lợi tức, khi nào rời đi cũng có thể đổi thành tiền mặt. Chẳng qua sự nghiệp của Hy vọng mới quá khủng khiếp, khả năng kiếm tiền cũng khủng khiếp, nhà họ Cơ không thể so bì được. Nhưng bất kể thế nào, trên phương diện học hỏi và bắt chước, Cơ Hương Ngưng làm rất đến nơi đến chốn. Rất nhiều người cảm thấy cô ấy làm kinh doanh giống Hoắc Khải, mà người đời cũng thường đồn rằng cô ấy có quan hệ bất chính với Hoắc Khải. Loại tin đồn ngoài lề này chưa từng ngừng lại từ thời Hoắc Khải còn làm trợ thủ dưới trướng Cơ Hương Ngưng, có người tin, cũng có người không tin. Còn về phía bản thân cơ hương ngưng, ban đầu cô cũng từng phủ nhận, nhưng sau này cũng không phủ nhận nữa. Họ muốn nói thế nào thì nói, cô ấy không quan tâm. Từ một góc độ nào đó, hành vi này của cô giống như đang ngầm thừa nhận quan hệ với Hoắc Khải. Thậm chí có người còn chạy đi tìm ninh thần đòi chứng thực, đương nhiên cũng bị ninh thần mắng cho một trận. Đó là người bạn thân nhất của tôi, anh bảo cô ấy có quan hệ bất chính với chồng tôi, chẳng phải là nói bậy à. Và lại, cho dù họ thực sự quan hệ bất chính thì liên quan gì đến các người. Đúng là ăn no rừng mỡ. Khi Hoắc Khải tới công ty nhà họ cơ, đương nhiên anh nhận được sự tiếp đón nhiệt tình nhất, ngay từ khi bước vào đã có người đồng hành. Khi anh tới phòng làm việc của cơ hương ngưng thì mấy vị phó tổng giám đốc đã có mặt đủ cả. Trong văn phòng, cơ hương ngưng ngồi sau bàn làm việc phê chuẩn văn kiện, ngẩng đầu thấy Hoắc Khải bước vào dưới sự vây quanh của mấy vị phó tổng giám đốc, bèn xua xua tay, mọi người ra ngoài trước đi, khi nào tôi gọi hắn vào. Được rồi, được rồi, vậy chủ tịch cứ nói chuyện với anh Lý, chúng tôi ra ngoài trước, mấy vị phó tổng giám đốc khom lưng cúi đầu chào hỏi hoắc khải rồi mới đóng cửa, rời đi. Trong số họ cũng có cả người quen của anh như cơ xuyên hải. Mấy năm trước, khi cơ xuyên hải gặp hoắc khải vẫn còn dáng điệu của thế hệ đi trước, nhưng bây giờ, trước mặt hoắc khải, ông ta tỏ ra hết sức kính nể chương 666, kẻ địch mới. Năm xưa Hoác Khải chỉ là một trợ lý thấp cổ bé họng đã khiến ông ta nể năng ba phần, bây giờ quy mô của hy vọng mới đã tạo ra kỳ tích cấp thế giới. Trước mặt người đàn ông này, ai còn dám tự cao? Ai còn có tư cách tự cao? Nhìn biểu cảm của đám người kia, đợi khi cửa đóng lại rồi, cơ hương ngưng không khỏi lắc đầu, những người này, nhìn thấy anh còn nhiệt tình hơn khi thấy tôi. Thật sự không biết anh là chủ tịch hay tôi là chủ tịch nữa đương nhiên cô là chủ tịch rồi họ chỉ biết có thể đắc tội ai và không thể đắc tội ai mà thôi hoác khải mỉm cười nói anh bớt dùng chiêu này đi tôi thấy anh cũng không có gì không thể đắc tội cả chẳng qua bây giờ anh nhiều tiền hơn họ thấy sợ anh mà thôi nói ra cũng lạ thật rõ ràng anh không phải một con hổ ăn thịt người tại sao sau khi anh giàu lên lại có người sợ anh nhỉ cơ hương ngưng hỏi với vẻ khó hiểu có lẽ vì trong lòng những người ấy tiền của tôi đã nhiều đến mức đáng sợ rồi, Hoắc Khải đáp. Thế thì cũng đúng, dù sao thì đánh giá giá trị của thế giới bên ngoài đối với Hy vọng mới đã đạt tới 50 000 tỷ, đúng là đáng sợ thật. Thế nào hả, nhiều tài sản như thế, có cảm nhận gì không, Cơ Hương Ngưng hỏi. Cô nói chuyện với Hoắc Khải giống như bạn bè cũ đang ôn chuyện xưa, hoàn toàn không vì cách biệt địa vị xã hội của đôi bên mà thay đổi. Điều này cũng là một điều mà Hoắc Khải khá thích ở Cơ Hương Ngưng dường như bất luận anh làm điều gì, cô cũng không xa cách với anh. Có lẽ trong lòng người phụ nữ này, anh mãi mãi chỉ là chàng mọt sách biết một chút xíu tài vặt thôi. Lần này gọi tôi tới nói là có chuyện quan trọng, rốt cuộc là chuyện gì, Hoắc Khải hỏi. Anh không nói chắc tôi cũng quên mất, có thứ này cho anh xem, cơ hương ngừng vỗ chán, lấy một sấp văn kiện trong ngăn kéo ra đưa cho Hoắc Khải. Hoắc Khải nhận lấy, cầm lên xem một lượt, thoáng thấy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, có người muốn thu mua nhà họ cơ. Ừm, anh xem xong rồi hãng nói, cơ hương ngưng gật đầu. Hoác Khải không hỏi tiếp, lặng lẽ xem xong thỏa thuận thu mua kia rồi mới ngẩng đầu lên lần nữa, anh hỏi cô nghĩ thế nào. Đương nhiên là không đồng ý, cơ hương ngưng lắc đầu, nhưng tôi gọi anh tới đây không phải vì muốn hỏi anh nhà họ cơ có thích hợp để bị thu mua hay không, mà là muốn nói cho anh biết, đợt này rất nhiều công ty nhận được lời mời thu mua này, không phải chỉ có mỗi nhà họ cơ rất nhiều công ty trong hệ thống hy vọng mới đều gặp phải sự việc tương tự. Anh không cảm thấy, đây là một tín hiệu à? Ý của cô là, có người đang nhắm vào hy vọng mới, hoặc khải hỏi, cúi đầu liếc nhìn tên công ty trên thỏa thuận thu mua, là một công ty đầu tư không hề quen thuộc. Tôi từng tìm người điều tra công ty này, bề ngoài là một công ty đầu tư trong nước, nhưng trên thực tế phần lớn cổ phần của họ nằm trong tay một công ty khác có tên là Raymond Elton mà quyền quản lý công ty tên là Raymond Elton này lại thuộc về một công ty tư bản nước ngoài khác. Tóm lại, thực ra đây là công ty đầu tư do tư bản nước ngoài kiểm soát. Chẳng qua để che đậy tai mắt người khác nên đi vòng thêm vài vòng thôi. Hy vọng mới bây giờ đang lên, có tư bản nước ngoài muốn đặt bẫy với anh, cũng rất bình thường, tốt nhất các anh nên cẩn thận một chút. Cơ hương ngưng nói, Hoắc Khải không hề phản bác, trên thực tế, trước kia anh cũng từng nghĩ tới khả năng này. Từ bản nước ngoài trước kia không có động tính gì lớn, ngoài trừ một nhóm rồi nhảy tới cướp tài liệu của các ca phẫu thuật đổi đầu ra, gần như không còn gì khác. Những người này không thể nào ngoan ngoãn ngồi nhìn hy vọng mới phát triển, xem ra chắc hẳn chúng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Trước hết sẽ thu mua các công ty trong hệ thống hy vọng mới, hình thành một vòng bao ngoài rồi mới tiến hành vây quét. Đây là một thủ đoạn cạnh tranh kinh doanh thường gặp, đồng thời cực kỳ phù hợp với các nhà tư bản lắm tiền đến mức nổi mốc. Thế nhưng, các công ty bên trong hệ thống Hy vọng mới đều có địa vị hàng đầu trong lĩnh vực của họ. Muốn thu mua những công ty này đồng thời hình thành thái cực vây quét với Hy vọng mới cần đến một lượng tiền khủng khiếp. Cho dù là công ty đầu tư đứng đầu thế giới cũng không thể nào làm được, thậm chí anh có thể nói một cách tự tin rằng không một công ty nào có thể mua được Hy vọng mới. Thế nên, một khi những người này có động tính, nhất định sẽ hành động tập thể. Nói đơn giản hơn, kẻ muốn đối phó với hy vọng mới không phải chỉ là một hai bên tư bản nước ngoài, rất có khả năng họ đã kết thành liên minh ở vòng ngoài, tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người để cùng tấn công hy vọng mới. Đợi khi mọi việc thành công rồi mới chia chác lợi nhuận. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, còn chuyện gì nữa không, Hoắc Khải đặt hợp đồng thu mua xuống và hỏi. Cơ hương ngưng nhìn chằm chằm vào anh một hồi rồi mới hỏi, sao trông anh vẫn thản nhiên như thế? Tuy rằng đã sớm dự đoán rằng anh sẽ không kinh ngạc, nhưng cho dù từng chuẩn bị tâm lý rồi, cũng không nên thản nhiên đến mức này chứ. Ai không biết còn tưởng anh đang vây quét chúng ấy chứ. Không biết bao nhiêu tư bản nước ngoài liên hợp với nhau để đối phó hy vọng mới, thậm chí có thể nói rằng, các anh đang đối địch với thế giới. Nếu đổi lại là người khác chắc đã sợ đến mức hai chân nhũn mặt rồi, anh thì hay thật, cứ như không có chuyện gì. Hoác Khải bật cười, lẽ nào bây giờ tôi tỏ ra rất sợ hãi mới bình thường hả? Và lại, sợ hãi không thể giải quyết được bất kỳ chuyện gì, cho bằng sợ hãi sợ tồn tại của kẻ địch, chẳng thà nghĩ thêm nên giải quyết chuyện này thế nào. Tóm lại nói thế nào thì anh cũng có lý, thế anh có cách giải quyết chưa, cơ hương ngưng hỏi. Chưa, Hoác Khải lắc đầu rất thành thật, tiềm lực của hy vọng mới cực kỳ khủng khiếp, nếu chỉ đánh giá tài sản đã lên đến hàng chục nghìn tỷ thậm chí nhiều hơn rồi. Nhưng đánh giá không phải là tài sản thực tế, càng không thể đại diện cho tiền mặt của mình những tư bản nước ngoài kia đã vận hành hàng trăm năm, có lẽ có cả những công ty với hai ba trăm năm lịch sử, thậm chí lâu hơn. Tài sản trong tay chúng thực sự khó lòng tưởng tượng, có thể nói là giàu có đến mức vô địch. Và lại chúng còn liên minh với nhau, đối đầu với kẻ địch như thế, tôi không hề tự tin lắm. Thế sao trông anh nhẹ nhõm thế, cơ hương ngưng càng không hiểu nổi. Nhưng có một điểm mà tôi mạnh hơn họ. Sao cơ? Những nhà tư bản kia chỉ là một nắm cát rời rạc, chất kết dính duy nhất để chúng tụ hợp với nhau là có thể chia chác hy vọng mới. Nếu chúng phát hiện ra chuyện này không thể nào thành công nổi, hoặc sau chuyện này không được bao nhiêu lợi ích, đương nhiên sẽ không có chuyện gom lại được một đĩa cát đã rời ra. Mà hy vọng mới thì không thế, hệ thống của chúng tôi vì vài lần nguy cơ nên đang trong thời kỳ đỉnh cao đoàn kết. Chúng cũng có thể một tay che trời, nhưng chúng tôi cũng không phải dạng ăn chay. Nếu thực sự đánh đấm, đào cho họ một cái hố cũng không quá khó, hoặc khải đáp. Cơ hương ngưng chăm chú suy nghĩ, sau cùng đành phải thừa nhận, hoắc khải nói có lý. Bây giờ các công ty trong hệ thống hy vọng mới đoàn kết một lòng, bất kể gặp phải chuyện gì, về cơ bản có thể tương trợ lẫn nhau. Cũng chính vì thế, hệ thống hy vọng mới mới phát triển nhanh hơn và tốt hơn, cũng khiến càng ngày càng có nhiều người muốn gia nhập vào hệ thống này. Từ bản nước ngoài đúng là rất đáng sợ, chưa biết chừng họ đã chuẩn bị số tiền mặt còn nhiều hơn đánh giá tài sản của hy vọng mới. Nhưng thế thì đã sao? Chỉ cần tất cả mọi người đoàn kết một lòng, hy vọng mới không thể bị đánh bại được. Anh cảm thấy trận chiến này nắm chắc bao nhiêu phần trăm phần thắng, cơ hương ngưng nghiêm túc hỏi. Chắc khoảng 30%, hoặc khải đáp, người nào may mắn hơn có lẽ sẽ được 40%, còn phải nhìn xem ai sẽ phạm lỗi trước, hoặc vận may của ai tốt hơn. Nếu trong giai đoạn này mà chúng tôi cho ra được thành quả nghiên cứu khổng lồ thì phần trăm thắng sẽ được nâng cao bây giờ có manh mối chưa, cơ hương ngưng hỏi thêm. Không có, về chuyện nghiên cứu khoa học này, đa số thời gian phải dựa vào may mắn, không ai biết được lúc nào sẽ nghiên cứu ra được thứ gì hữu dụng. Hoác Khải lắc đầu nói, câu này không phải nói qua loa cho xong, đúng là tiềm năng của hy vọng mới rất lớn, nhưng phát triển đến hiện tại cũng gặp phải thời kỳ khó khăn. Trong thế giới ảo của VR, mỗi ngày đều có hàng triệu người dùng mới tiến vào, số lượng người dùng mới hàng tháng đạt đến trăm triệu, đồng thời số lượng online cùng lúc cũng tạo ra mốc mới. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, lượng truy cập quá lớn, ngoài cống hiến cho sản phẩm cũ của hy vọng mới thì cũng không có tác dụng gì nhiều. Thế nên, Ninh Thần đang dẫn theo một đám người khắc phục khó khăn về kinh doanh, hy vọng có thể tìm kiếm sản phẩm nào đó gia tăng lợi nhuận. Mà trên phương diện công nghệ tái sinh, phẫu thuật đổi đầu ngày nào cũng được tiến hành, nhưng tỷ lệ thành công vẫn chỉ được duy trì chứ không lên không xuống. Bởi vì cơ thể con người quá phức tạp, cho dù kinh nghiệm của họ được nâng cao từng ngày, nhưng mỗi ngày đều gặp được vấn đề mới. Về phía muốn thay đổi từng bộ phận của con người theo ý thích thì càng phức tạp. Theo đánh giá của đội ngũ chuyên gia y học, chỉ ít cũng phải nửa năm thậm chí cả năm mới được thành công nhất định. chương 667, Nhung nhớ. Công nghệ tái sinh tiến triển rất chậm, kế hoạch tạo thần thì càng không có gì để nói. Đội ngũ y học và đội ngũ VA đều đưa rất nhiều chuyên gia và học giả đến nhà máy xương mù để giúp đỡ. Nhưng mãi cho đến giờ, mặc dù đã dò được một vài sự dao động khác thường, nhưng nó không thực tế. Nếu không thể bắt lại hoàn toàn thì không thể nào nghiên cứu tiếp được. Hơn nữa, trong quá trình dò, đội ngũ nghiên cứu phát hiện loại năng lượng này có bước sóng và tần số cố định, nhưng lại có tính chỉnh sóng mà khoa học hiện đại không thể lý giải nổi. Nói đơn giản thì nó là một thể mâu thuẫn theo như kiến thức vật lý hiện tại, cho dù có bắt được thì cũng không biết phải dùng loại máy móc gì để giữ nó lại. Nó giống như dòng điện vậy, cả thế giới đều biết sự tồn tại của điện, thậm chí nhiều người còn dùng một vài đồ dùng hàng ngày để phát điện. Nhưng lại rất ít người biết cách bảo tồn điện. Trước khi người ta phát minh ra bình ắc quy thì điện đều được sử dụng rất lãng phí. Mà loại năng lực bất thường này không phải điện, sẽ không bị lãng phí mà chỉ bay hơi đi. Không có máy chứ hợp lý thì có tìm thấy cũng không giữ lại được. Cho nên, kế hoạch tạo thần đã bị khựng lại ngay từ bước đầu tiên. Nếu muốn có kết quả tốt thì e là còn khó hơn cả công nghệ tái sinh. Đây cũng là lý do vì sao mà mặc dù hy vọng mới có tiềm lực số một thế giới, nhưng Hoác Khải lại chỉ đánh giá nó có 30% tỷ lệ thắng. Vẫn là câu nói cũ, tiềm lực không thay thế cho tất cả. Khi chưa thực sự trưởng thành thì người khác vẫn có cách để đánh chết bạn. Tư bản nước ngoài có sức mạnh rất lớn, sự đáng sợ của họ còn ghê gớm hơn thế lực ngầm rất nhiều lần. Nếu nói thế lực ngầm là một con cá nheo thì tư bản nước ngoài lại là con khủng long bạo chúa đã từng tồn tại trên trái đất. Còn hy vọng mới thì miễn cưỡng chỉ được coi là một con chó ngao tây tạng chưa trưởng thành mà thôi. Cơ Hương ngưng thở dài, đến anh còn nói vậy thì tôi cũng chẳng bàn thêm gì nữa. Dù sao thì anh cũng tự biết nên chú ý cái gì rồi. Năng lực giúp đỡ của tôi có hạn. Thị trường nước ngoài của nhà họ cơ vẫn chưa có nền tảng vững chắc, công ty chi nhánh nước ngoài kia mới chỉ đang trong giai đoạn thành lập, chưa biết đến lúc nào mới giúp được anh. Công ty chi nhánh ở nước ngoài của nhà họ cơ đã lập từ mấy năm trước, cũng là do Hóc Khải đề nghị. Nhưng cơ hương ngưng vốn không quen thuộc với thị trường nước ngoài, phương thức kinh doanh mà cô ấy quen thuộc thì lại không ứng dụng được ở nước ngoài. Cho nên, mấy năm nay, công ty chi nhánh nước ngoài phát triển rất chậm. Hoác Khải cũng vì nhiều việc cá nhân nên không thể quan tâm đến nhà họ cơ, thời gian liên lạc cũng ít đi. Hoác Khải mỉm cười nói, cô không cần làm gì cả, đám tư bản đó đều là, gừng già, trong ngành tài chính rồi, có khi còn bị cắn nuốt đến cục xương cũng chẳng còn ấy chứ. Các cô vẫn nên làm tốt việc của mình thôi, còn bên tôi, thật ra các cô có thể chủ động nhắc nhở có người đang muốn ra tay với hy vọng mới như vậy thì đã là sự giúp đỡ rất lớn rồi. Đây cũng chỉ là một lời khen sáo rỗng mà thôi. Hệ thống của Hy vọng mới là do Hoắc Khải trải qua biết bao khó khăn mới thành lập được. Chỉ cần hệ thống không tan rã thì chẳng có gì phải lo. Cho nên tư bản nước ngoài cũng nhìn ra điểm này, nên mới thử dùng sức mạnh tư bản để làm mục ruỗng hệ thống này. Cho dù Hoắc Khải đã sớm dự liệu những điều này, nhưng có người nhắc nhở thì vẫn giúp anh có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Loại đối đầu nhau kiểu này thì thời gian là vô cùng quý giá, có lúc muộn một ngày hay sớm một ngày cũng khiến kết quả hoàn toàn trái ngược. Ừ, dù sao anh cũng giỏi, chắc chuyện này cũng không là gì với anh đâu." Cơ Hương ngưng cố tỏ ra nhẹ nhõm. Xét cho công bằng, Hy vọng mới đã trải qua rất nhiều nguy cơ, sức mạnh của hai bên cũng tương đương nhau, nhất là lần đối mặt với nhà họ Hoắc, tỷ lệ thắng của Hy vọng mới còn chưa được một nửa. Nhưng Hoắc Khải lại xoay chuyển tình thế một cách bất ngờ. Đến kỳ thích như thế mà anh còn tạo ra được thì đối đầu với tư bản nước ngoài có là gì? 30% tỷ lệ thắng đã là một mở đầu rất tốt rồi. Không còn gì nữa thì tôi đi đây, hoắc khải lên tiếng. Cơ hương ngưng nghe vậy thì lòng buồn bã vô cùng. Cô ấy gọi hoắc khải đến đây không chỉ là nói đến chuyện bị mời thu mua, mà còn là muốn gặp người đàn ông này. Sự nghiệp của hai người càng phát triển thì mỗi ngày càng bận rộn hơn, cơ hội gặp mặt ít đến đáng thương. Nhưng càng ít gặp thì cơ hương ngưng lại càng nhớ hoắc khải chuyện cô ấy thích hoác khải đã không còn là bí mật gì nữa rất nhiều người nhà họ cơ đều biết chuyện này dù cơ hương ngưng không nói thì cô ấy bình thường cũng đâu có qua lại với người đàn ông nào số người theo đuổi cơ hương ngưng chắc phải xếp được một vòng quanh trái đất mất nhưng cô ấy chưa từng đáp lại một ai bạn dám nói sẽ theo đuổi cô ấy cô ấy cũng sẽ mắng bạn đuổi về vì cô ấy không thích người đàn ông đó sao đương nhiên là không chỉ vì người bạn đời tốt nhất trong lòng cô ấy lại là một người đàn ông có một không hai trên đời. So sánh với người đó thì người bình thường nào mà lọt nổi vào mắt cơ hương ngưng chứ? Hoác Khải nhìn cô ấy, hỏi, sao thế, còn việc khác hả? Không lẽ anh đến đây chỉ để nói chuyện công việc với tôi sao, cơ hương ngưng hỏi. Hoác Khải sửng sốt, sau đó mới hiểu ra, anh không ngốc, cũng không phải hòn đá, biết cơ hương ngưng có tình cảm với mình cho nên anh mới tìm mọi cách giữ khoảng cách, tránh giao lưu nhiều với cô ấy. Nếu cơ hương ngưng giống kiểu phan tư mễ thì còn tốt, hoắc khải có thể cứng rắn được, nhưng cơ hương ngưng lại luôn hiểu chuyện và nghe lời. Ngoài tính cách hơi kiêu ngạo ra thì chẳng có gì phải chê. Xuất thân tốt, thân hình đẹp, vẻ ngoài sinh, có sự nghiệp, năng lực giỏi, không chê vào đâu được. Thậm chí, cô ấy còn hoàn mỹ hơn cả ninh thần, nhất là trong phương diện công việc, cô ấy càng hợp với hoắc khải hơn. Chính vì thế mà anh mới buộc phải duy trì khoảng cách với cô ấy. Nếu không, Cơ Hương Ngưng mà lại học theo Phan Tư Mễ, lấy cái chết uy hiếp anh thì khó xử lý lắm. Dù sao mối quan hệ của hai người cũng rất thân thiết, về tình hay lý, về công hay tư thì không thể để cô ấy xảy ra chuyện được. Hoắc Khải sắp xếp lại lời nói rồi đáp, "Cũng không phải vậy, nếu cô muốn hỏi thăm về tình hình của Ninh Thần hay Đường Đường thì tôi chỉ có thể nói là bọn họ rất khỏe, rảnh rỗi thì hãy tới thăm một chút." đường đường nhớ cô lắm. Vậy à, không nhớ cô đường kia sao, cơ hương ngưng đột nhiên hỏi. Câu hỏi này khiến Hoác Khải ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại, ý của cơ hương ngưng là đường trọng vi. Tình cảm mà đường trọng vi biểu hiện ra còn rõ ràng hơn cả cơ hương ngưng. Đường trọng vi vốn không phải người giỏi che giấu tâm sự. Từ lần gặp mặt trước, cơ hương ngưng ít nhiều cũng đã nảy sinh chút địch ý với cô chủ của quốc tế đường thị. Hoác Khải là chồng của Ninh Thần, mà cơ hương ngưng lại là bản thân của ninh thần. Nếu đường trọng vi thích hoắc khải thì tức là phá hoại hạnh phúc gia đình của bản thân cô ấy, mà cô ấy cũng có tình cảm với hoắc khải, nên dù thế nào thì cơ hương ngưng cũng có định ý với đường trọng vi nhiều hơn người khác. Cô ấy không dám bất mãn gì với ninh thần mà chỉ có thể xả hết lên người đường trọng vi. Câu hỏi đột ngột này khiến hoắc khải lúng túng, sao tự nhiên cô lại hỏi đến cô ấy. Tôi có nói là ai đâu mà anh đã biết là cô ấy rồi à, xem ra hai người thân gớm nhỉ, cơ hương ngưng, hư, một tiếng, tôi biết cô đường đó xuất thân tốt hơn tôi, học nhiều biết rộng, giỏi cầm kỳ thi họa, rất có tiêu chuẩn của con nhà gia giáo. Nhưng anh đừng quên anh đã là chồng của người khác, có những chuyện gì nên làm và không nên làm thì chắc không cần tôi nhắc đâu nhỉ. Đương nhiên rồi, mà tôi nghĩ chắc cô cũng hiểu lầm rồi đấy. Tôi và đường trọng vi không giống những gì các cô nghĩ đâu. Chúng tôi là kiểu, nói sao nhỉ, hoắc khải một lát rồi nói tiếp là quen biết từ rất lâu, rất thân thuộc, nhưng lại không tiến sâu hơn. Không rõ cô có hiểu không nữa. Tôi hiểu rồi, hai người quen từ rất lâu, rất thân thiết. Anh nghĩ là sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng người ta thì chưa chắc đã nghĩ thế đâu. Cơ hương ngưng không nể tình nói, anh mà hiểu phụ nữ thì đã không. chương 668, họp. Cô ấy không nói rõ nửa cuối câu sau, mà Hoác Khải cũng không tiện hỏi tiếp, chỉ có thể đáp dù sao thì tôi và cô ấy sẽ không thể thành đôi được đâu cô yên tâm đi đây là chuyện của nhà các anh tôi quan tâm làm gì thôi anh đã muốn đi thì đi đi ở đây vướng cả mắt cơ hương ngưng phất tay đuổi anh như đuổi ruồi hoác khải cười khổ vừa mới nói là không cho anh đi giờ lại đuổi người xoen xoét cô gái này đúng là khó dò khó hiểu cơ hương ngưng đã nói vậy thì hoác khải cũng đồng ý đáp vậy tôi về đây có việc gì thì gọi tôi nhé Tôi không thèm gọi anh đấy, cơ hương ngưng lườm Hoác Khải. Hoác Khải bật cười, rồi rời đi. Nhìn cánh cửa phòng họp bị đóng kín, cơ hương ngưng tức tối đập bàn, đúng là cái đổ đầu gỗ, bảo anh đi mà anh lại đi, sao lúc trước anh không nghe lời như vậy hả? Trợ lý đi vào, thấy cơ hương ngưng tức giận thì hỏi, chủ tịch sao vậy ạ? À? Có mâu thuẫn gì với anh Lý Hư? Tất cả đều biết cơ hương ngưng và Hoác Khải có quan hệ rất tốt, cho dù có mâu thuẫn nhỏ thì cũng không thành chuyện gì lớn nhưng dù gì người ta cũng là sếp của hy vọng mới, không phải trợ lý cũng như ngày xưa nữa rồi, sao cô ấy có thể nói chuyện không chút kiêng rẻ như vậy chứ? Cô vào đây làm gì? Rảnh quá à, cơ hương ngưng lườm hỏi. Trợ lý sợ hãi, vội vàng đáp, người của công ty đầu tư kia lại đến, hỏi chủ tịch đã cân nhắc xong chưa, muốn gặp chủ tịch nói chuyện. Không rảnh, bảo hắn ta chờ ở đó đi, cơ hương ngưng nói. Trợ lý đáp lại rồi không dám nói gì nữa, vội vàng quay ra khỏi văn phòng. Nhưng lúc ra ngoài, vẫn nghe thấy tiếng cơ hương ngưng đập bàn. Cô ta lẻ lưỡi, thầm nghĩ, bảo sao anh Lý cứ lạnh nhạt với chủ tịch. Cái tính đó thì ai mà chịu nổi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh Lý vừa trẻ vừa có tài, lại mới U30, sự nghiệp thì đỉnh cao, sau này tương lai rộng mở nữa. Nghĩ rồi cô trợ lý đó cũng thấy si mê luôn. Mà Hoác Khải rời khỏi nhà họ cơ thì cũng quay về trụ sở hy vọng mới anh rất ít khi đến đây, mỗi lần đến thì đều khiến trụ sở như nhộn nhịp như đón Tết. Dưới ánh mắt tôn sùng cuồng nhiệt của nhóm người, Hoác Khải đến thẳng phòng làm việc của Ninh Thần. Ninh Thần và nhóm giản tư tư đang bàn về việc phát triển trong tương lai, tiềm lực của hy vọng mới chủ yếu thể hiện ở ba hạng mục trọng điểm. Nhưng lợi nhuận thực tế thì lại do nghiệp vụ chính công hiến. Ba hạng mục trọng điểm đúng là những cái hố nuốt tiền không đáy, cho dù có bán cổ phiếu và kiếm tiền từ phẫu thuật thì cũng khó mà theo kịp tốc độ tiêu hóa khổng lồ đó. Lợi nhuận của nghiệp vụ chính phần lớn đều được ném vào ba cái hố không đáy kia. Điều này khiến trụ sở trong nước chịu áp lực rất lớn. Dựa theo tính toán của nhóm giản tư tư, nếu cứ tiếp tục hao tổn thế này thì số lợi nhuận từ nghiệp vụ chính có lẽ sẽ không bù vào được mất. Đến khi đó, dòng tiền mà hy vọng mới vốn tự hào sẽ xuất hiện vấn đề. Một khi dòng tiền gặp vấn đề, Công ty lớn cỡ này sẽ phải đối mặt với một kết quả còn tệ hơn cả thế lực ngầm. Cho dù dòng tiền hiện giờ coi như sung túc, đủ cho một thời gian dài, nhưng nhóm Ninh Thần vẫn cảm thấy rất bất an, mong là có thể kịp thời giải quyết vấn đề này trước khi xảy ra chuyện. Hiện giờ, ngành kinh doanh chủ chốt của Hy vọng mới vẫn là sức khỏe và đồ ăn. Trong đó sức khỏe bao gồm cả tập thể dục, mà đồ ăn thì có đồ ăn giảm cân, nước uống không có calo, đồ ăn ít calo vân vân. Mặc dù có lượt mua cực lớn khiến lợi nhuận của nghiệp vụ chính tăng nhanh kinh người, nhưng trước đó hy vọng mới chưa hề chuẩn bị nền tảng để ứng phó trước. Nói đơn giản là thế này, nhà hàng của bạn có 5 đầu bếp, mỗi người chỉ làm được 100 suất mỗi ngày, nhưng mỗi ngày lại có tận 1, 2 ngàn người đến, đơn đặt hàng thì dài đến tận năm sau. Nhìn thì vui đấy, nhưng lại khiến cửa hàng mệt đến chết đi sống lại, không có thời gian nghỉ ngơi. Hy vọng mới hiện giờ đúng là tình trạng đó, quá nhiều đơn hàng, nhân lực làm được lại ít. Giống như nhà xưởng chip điện, công ty phần mềm thì đều đang phục vụ cho kỹ thuật VR. Đến cung ứng cho nội bộ còn không kịp thì nói gì đến bán ra ngoài. Tuyển thêm đầu bếp không khó, dù sao hy vọng mới cũng toàn là những nghiệp vụ không cần kỹ thuật quá cao, nhưng chỉ dựa vào những sản phẩm giá thấp lợi nhuận ít đó thì khó mà phát triển được. Muốn bù tiền vào chỗ thiếu thì phải kiếm khách hàng có đơn giá cao hơn, nghiệp vụ có lợi nhuận cao hơn ninh thần và mọi người bàn luận rất lâu tìm ra được mấy phương hướng đại khái và đang thảo luận xem cái nào hợp hơn thấy hoác khải đến nhóm giản tư tư vội vàng đứng dậy chào hoác khải nhìn thấy ninh hạo bân trong đám người hiện giờ anh ta đã trở thành chủ quản phòng nghiệp vụ anh ta có quyền lợi càng lớn thì càng có thêm cơ hội phát huy những người dù có thích anh ta hay không thì đều phải thừa nhận anh ta rất giỏi có anh ta ở đây gần như không có chuyện gì là không giải quyết được sếp, sao sếp lại đến đây, giản tư tư vui vẻ chạy tới đón. Đến để làm việc chứ sao, Hoác Khải không có thời gian nói nhiều với cô ấy, mà ra lệnh luôn, gọi mấy người phụ trách hệ thống bên trong công ty đến đây họp, dù bọn họ đang ở đâu, đều phải có mặt ở đây trong vòng 24 giờ. Hả, gấp vậy ư, họp gì thế, giản tư tư khó hiểu. Hoác Khải im lặng một chút rồi đáp, ứng phó với sự xâm nhập của tư bản. Giản tư tư và những người khác nghe được thì ngây ra, ứng phó với sự xâm nhập của tư bản. Hai chữ xâm nhập đã khiến người ta áp lực vô cùng, chứ chưa nói đến tư bản ở trước. Có thể khiến Hoắc Khải cẩn trọng và gọi tất cả những người phụ trách đến họp như thế thì chắc chắn không phải tư bản bình thường. Giản Tư tư ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức gật đầu đáp tôi sẽ liên lạc ngay. Hoắc Khải gật đầu, đi đến cạnh Ninh Thần và nói, gọi chủ quản các phòng của trụ sở và toàn bộ người phụ trách đến đây, chúng ta họp phạm vi nhỏ trước. Vâng, em sẽ thông báo ngay, nhưng có mấy người công tác ở bên ngoài, chắc cần thời gian quay lại nữa, Ninh Thần nhắc nhở. Không sao, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không đến được thì họp qua video, hoặc khải đáp. Ninh Thần gật đầu, bấm điện thoại gọi cho người phụ trách từng phòng ban. Thật ra không cần cô gọi nhiều, phần lớn người phụ trách của trụ sở đều đang ở trong phòng làm việc của cô rồi. Chỉ có phòng như quan hệ công chúng, kế toán, nhân sự thì mới ở nguyên vị trí thôi biết xếp gọi đến, bọn họ đều có mặt với tốc độ nhanh nhất. Khoảng 20 phút sau, Hoác Khải ngồi ở vị trí đầu tiên trong phòng họp, bên trái là Ninh Thần, bên phỉ là Giản Tư Tư, rồi đến Tổng Thanh tra phòng ban và chủ quản các phòng ban, vân vân. Camera đối diện quay chính diện Hoác Khải, trên màn hình là những người đang công tác. Bọn họ đều chú ý vào điện thoại, sợ sẽ bỏ lỡ câu gì. Hoác Khải nhìn một vòng quanh rồi nói, tất cả đều không phải người mới, nên tôi không nói nhiều làm gì mà xin phép đi thẳng vào vấn đề luôn. Hiện giờ, chúng ta có thể được coi như là đỉnh cao của chuỗi sinh thái trong nước, không có đối thủ, nhưng trong phạm vi toàn thế giới thì chúng ta chỉ chiếm một vị trí quan trọng mà thôi, chưa thể trở thành số một thế giới được. Theo như tôi biết, hiện giờ có tư bản với quy mô ít dòng tiền nhất là 10.000 tỷ đang lăm le tấn công chúng ta. Hệ thống của chúng ta có không ít nơi nhận được lời mời thu mua của họ, mà tất cả đều lợi dụng những công ty đầu tư khác trong nước để đi làm chuyện này, họ ẩn núp rất kỹ. Sao cơ, 10.000 tỷ, anh có nghe nhầm không, Ninh Thần kinh ngạc hỏi. Con số này quá kinh khủng, các công ty có nhiều dòng tiền nhất thế giới cũng chưa vượt qua con số trăm tỷ Mỹ Kim, như thế là ghê gớm lắm rồi. Hiện giờ dòng tiền của hy vọng mới mới chỉ có mấy trăm tỷ, mà đã được coi như đứng đầu thế giới nhưng hiện tại Hoắc Khải lại nói tư bản với quy mô dòng tiền vượt qua 10.000 tỷ đang muốn tấn công bọn họ. chương 669, chiến lược, tin này chuẩn chứ, Ninh Thần hỏi. Tất cả đều nhìn Hoắc Khải, chờ một đáp án chính xác. Nói đúng hơn là bọn họ muốn có một đáp án không đủ chính xác. Rất chính xác, kể cả nhà họ cơ mới cũng đã nhận được rất nhiều thư thu mua rồi. Giá không thấp đâu, Hoắc Khải đáp. Ninh Thần nhíu mày thật chặt, Cô biết mối quan hệ của Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải. Nếu thật sự có tư bản nước ngoài muốn đối phó với Hy vọng Mới thì chắc chắn sẽ phải điều tra những việc liên quan. Bọn họ biết thừa Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải có quan hệ tốt, nhưng vẫn đưa ra yêu cầu thu mua. Một mặt là cố ý đưa ra tín hiệu khiêu chiến, nói cho Hy vọng Mới biết bọn họ đã đến và cũng đã chuẩn bị xong. Mặt khác, lượng tiền của tư bản nước ngoài e là rất kinh khủng, cho nên mới không cố kỵ như vậy ninh thần hỏi giản tư tư có công ty nào trong hệ thống báo về mấy chuyện này chưa giản tư tư lắc đầu chưa có ninh thần càng nhíu mày chặt hơn biểu cảm của những người khác cũng rất khó coi nếu thật sự là có nhiều công ty đã bị thu mua như hoác khải nói thì tại sao lại không ai báo lên mà chỉ có cơ hương ngưng lén nói chuyện này cho hoác khải tức là sao là vì khả năng trà trộn của tư bản nước ngoài quá mạnh hay là các công ty đó đã giao động rồi dù là khả năng nào thì cũng đều không phải tin tốt cho hy vọng mới mọi người nhất thời cảm thấy áp lực biểu cảm cũng nghiêm trọng hơn nhiều bọn họ đã ý thức được đây là một cuộc chiến khác hẳn lần trước nếu chỉ so về tiền thì có thể không bằng vụ nhà họ hoắc nhưng nếu tính về độ nguy hiểm thì lại cao hơn nhiều vậy anh định làm gì ninh thần hỏi hoắc khải việc lớn đến mức này thì ninh thần không thể nào tự giải quyết được cho dù là thương lượng với người khác thì cô cũng không yên tâm chỉ có ý kiến của Hoác Khải mới đạt được sự công nhận của mọi người. Hoác Khải đã nghĩ ra chiến lược ứng phó từ lâu, Ben nói, hiện giờ thì chúng ta cần giữ vững sự ổn định bên trong hệ thống. Cho dù có mấy công ty bị thu mua, nhưng xu hướng chính không bị phá hoại là được. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta lại đang nằm ở góc ngoặt trong quá trình phát triển, thời gian rất quý giá. Chúng ta cần một lượng lớn tiền mặt để đảm bảo ba hạng mục trọng điểm được duy trì, đây là chỗ dựa của hy vọng mới trong tương lai. Cho nên, Chúng ta có thể không có nhiều tiền để đối đầu với họ. Nếu còn làm như với nhà họ Hóc nữa thì là chuyện không thể. Ai nghe vậy cũng đều gật đầu đồng ý, lúc đánh nhau với nhà họ Hóc, hy vọng mới đã bỏ ra không ít tiền để bù cho các công ty khác. Nhưng lúc đó quy mô đánh không nhiều, tính dư ra cũng chỉ mấy chục tỷ. Thế nhưng hiện giờ số lượng tiền mà tư bản nước ngoài tập hợp lại đã hơn 10.000 tỷ, gấp biết bao nhiêu lần lần trước mà số lượng công ty trong hệ thống của hy vọng mới từ chưa được tròn trăm đã lên đến gần 300. Quy mô tiền tổng thể cũng tăng gấp mấy lần. Nếu đền bù như trước thì phải tốn bao nhiêu đây? Cho dù chỉ bù có một phần ba thì cũng là 5 ngàn tỷ rồi. Hy vọng mới có nhiều tiền vậy sao? Không hề. Mà dù có thì cũng sẽ không lãng phí vào việc đối đầu với tư bản nước ngoài. 5 ngàn tỷ tiền mặt không phải cứ lấy ra là có, nếu lãng phí thì không biết đến tháng năm nào mới xong được ba cái hạng mục đó nữa. Mọi người nhìn Hoắc Khải, chờ anh nói tiếp, vì họ biết bản thân sẽ không nghĩ ra được cách gì hay, chỉ có người đàn ông này mới tạo ra được kỳ tích. Hoắc Khải nói tiếp, chính vì không đủ tiền nên chúng ta chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết đâu. Lúc trước chúng ta luôn dùng chính sách phòng thủ rồi phản công, nhưng lần này, chúng ta sẽ chủ động công kích. Ninh Thần kinh ngạc nhìn anh, chủ động công kích, vậy không ổn lắm đâu chúng ta sao có thể nhiều tiền như họ được, đánh thế nào được chứ? Ý anh không phải là trực tiếp đối đầu mà là dùng chiến lược đã có, cái vây ngụy cứu triệu, chắc mọi người đều nghe nói đến rồi hả, hoắc khải hỏi. Thời chiến quốc, nước ngụy vây công đô thành của nước triệu. Nước triệu cầu cứu nước tề, tướng nước tề là điền kỵ, tôn tấn dẫn quân đến cứu triệu, thừa cơ binh lực tại đô thành nước ngụy mỏng manh mà vây công nước ngụy. Quân ngụy quay về cứu nước, quân tề lại quay về chặn đánh, khiến quân ngụy đại bại, cứu được quân triệu. Rất nhiều người đã nghe đến chuyện này rồi, nhưng họ không hiểu sao Hoác Khải lại lôi chuyện này ra để nói. Đơn giản lắm, ta không thể đối đầu trực diện với tư bản nước ngoài được. Nhưng các anh chị phải hiểu rằng tư bản nước ngoài cũng được lập từ một xí nghiệp thôi. Chúng ta phải bóc tách bọn họ ra, đừng coi họ như một chỉnh thể mà hãy coi như từng cá thể phân tách. Sau đó, tìm ra công ty quan trọng nhất trong đó và tiến hành tấn công thật mạnh mẽ chỉ như vậy thì mới kéo dài thời gian tấn công của họ thậm chí khiến bọn họ phân tâm hoắc khải nói mọi người nghe vậy thì mắt sáng lên phân tách từ bản nước ngoài ra bọn họ đều là người trong giang hồ nên hiểu rất rõ cách đánh nhau trong thương trường cho nên vừa nghe đến là bọn họ đã hiểu ngay nếu từ bản nước ngoài là một chỉnh thể thì có thể nói là thiên hạ vô địch nhưng nếu họ là liên hợp từ các cá thể thì áp lực sẽ giảm đi nhiều bọn họ tấn công công ty quan trọng nhất giống như kiểu đánh hội đồng mà tìm được người được nhóm đó tôn trọng nhất lấy dao kề vào cổ người đó thì sẽ không ai dám làm gì mạo hiểm nữa dù họ có định làm gì thì cũng phải cân nhắc thật kỹ đây là lấy một địch nhiều là chiến lược tốt nhất khi bản thân rơi vào thế yếu nhưng sau đó giản tư tư lại chất vấn coi như chúng ta phân tách được bọn họ đi nhưng tấn công họ thì cũng đâu có dễ từ bản nước ngoài dám tấn công hy vọng mới vào lúc này thì không phải kẻ yếu, ít nhất họ cũng có tài sản là hàng trăm tỷ đô, không thể nào mà đánh đổ họ trong thời gian ngắn thế được đâu. Tôi thì cho rằng vẫn có khả năng nhất định đấy. Ninh Hạo Bân đột một lên tiếng. Mọi người nhìn qua, Ninh Hạo Bân không hề tỏ ra bất an mà vừa tư duy vừa nói. Nhờ có thế giới ảo VA, hiện tại chúng ta có danh tiếng khá lớn trên phạm vi toàn thế giới. Bất kể là sản phẩm chủ lực hay là hậu cần thì đều được giải đều trong các điểm chiến lược của toàn thế giới. Mà các công tác chuẩn bị thì đều có thể dùng được trong lúc này. Nhưng chúng ta phải đem những điểm chi nhánh mà ta dự định phân phối đó cải tạo thành những cứ điểm để tấn công tư bản nước ngoài. Ta sẽ dựa vào những cứ điểm này để phản vây công đối phương. Nhưng đó là sân chơi của bọn họ, điểm chiến lược của chúng ta chỉ vừa mới được thành lập không lâu. Ít nhất phải tốn mấy năm thì mới hình thành lực chiến đấu được, có người hỏi Nói đúng lắm, đây cũng là câu hỏi khó nhất của chúng ta hiện tại, làm sao để hình thành một lực chiến đấu có thể đánh lại kẻ địch? Ninh Hạo Bân nhìn Hoắc Khải, tôi không nghĩ ra nổi, đành mời sếp trả lời vậy. Tôi tin rằng anh ấy đã có cách rồi. Nói thật, mặc dù Ninh Hạo Bân không đưa ra được kết quả tốt nhất, nhưng anh ta nghĩ được đến bước đó là đã đáng quý lắm rồi. Cũng chứng tỏ rằng Ninh Hạo Bân có mắt nhìn, coi như là người nằm trong top của công ty. Đến cả Giản Tư Tư có lẽ cũng kém anh ta một bậc. Khi nhóm người nhìn sang Hoắc Khải, anh nói, thật ra đáp án không hề khó, mọi người có biết ưu thế lớn nhất của chúng ta so với tư bản nước ngoài hiện giờ là gì không? Đám người nhìn nhau, một lúc sau, Ninh Thần mới rẻ dặt nói, là độ nổi tiếng. Chính xác, Hoắc Khải gật đầu, trong thời đại này, độ nổi tiếng chính là tất cả. Có được nó, làm gì cũng ra tiền, chiến lược của chúng ta tuy yếu, khó mà đối kháng chính diện với kẻ địch được. Nhưng tại sao chúng ta phải chơi chính diện chứ? Chương 670, con đường tung hoành. Không một ai có thể trả lời được câu này, họ thậm chí còn không hiểu Hoắc Khải nói gì. Chỉ có Ninh Hạo Bân như nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt khẽ sáng lên. Hoắc Khải nói tiếp, chắc mọi người đều biết lợi ích của việc liên minh chính là không phải bỏ vốn ra nhưng lại có thể đem sản phẩm của mình ra khắp nơi. Mà điều chúng ta cần làm không phải là liên minh mà là lợi dụng độ nổi tiếng hiện giờ của chúng ta, dựa vào điểm chiến lược, lấy cái nhỏ để quyết định cái lớn liên hệ với tất cả những lực lượng có thể sử dụng, lấy độ nổi tiếng để đổi, bù lại chỉ thị họ bao vây và đàn áp tư bản nước ngoài. Lấy đá núi khác về mài giao ta, Ninh Hạo Bân kích động đứng lên, sắc mặt tràn đầy sự tán thưởng và kính phục. Mặc dù anh ta đã công nhận năng lực của Hoác Khải từ lâu, nhưng cho đến lúc này, anh ta mới hiểu được khoảng cách giữa mình và Hoác Khải xa cỡ nào. Giữa một cục diện khó khăn như vậy mà Hoác Khải cũng tìm ra được một con đường sống, hơn nữa, Tuy rằng anh không hề phân tích cụ thể nhưng xét từ lý thuyết và logic thì con đường này có khả năng cao sẽ được đi qua. Những người đó dám đối đầu với tư bản nước ngoài sao? Có người nghi ngờ hỏi. Sao lại không dám chứ? Hoặc Khải hỏi ngược lại, tư bản nước ngoài có năng lực rất đáng sợ, nhưng đó là chỉ khi họ đối đầu với hy vọng mới mà thôi. Nếu chúng ta tập hợp tài sản của cả hệ thống lại thì không kém bọn họ chút nào đâu. Mà chẳng phải tư bản nước ngoài vẫn công kích chúng ta như cũ hay sao? vì họ biết được chúng ta không phải là một chỉnh thể thật sự. Vậy thì nước ngoài cũng thế, dù bọn họ có ghê gớm cỡ nào thì cũng không thể đối địch với toàn thế giới được. Mà việc chúng ta cần làm chính là liên hợp với sức mạnh của toàn thế giới để đối kháng với họ. Chưa chắc từ bản nước ngoài đã thắng được trong tình huống đó đâu, hơn nữa, tôi tin rằng có rất nhiều người sẽ vui vẻ hợp tác với chúng ta đó. Từ bản nước ngoài muốn cắn xé hy vọng mới chúng ta, nhưng cũng lại có càng nhiều người muốn cắn xé bọn họ. Sếp nói đúng lắm, nhà Tần thời Chiến Quốc có một nhà độc tài là Tô Tần, ông này dùng cách phân tích thế thái và chiến thuật tâm lý, dựa vào những lời lẽ cao siêu như liên hoành hay hợp tung, để giúp nước Tần thống nhất 6 nước hoặc liên hợp 6 nước lại đối phó nước Tần. Chiến thuật hợp ngang chia dọc vừa hay lại hợp với cục diện bây giờ. Tư bản nước ngoài chính là nước Tần với chúng ta, mặc dù bọn họ mạnh mẽ, nhưng nếu các nước xung quanh liên hợp lại thì còn mạnh hơn họ nhiều, Ninh Hạo Bân kích động nói. Nhưng chẳng phải nước tần vẫn thống nhất sáu nước đó hay sao, có người không phục nói. Chính xác, cho nên dù chiến thuật của chúng ta có chiến thuật tốt thì phần thắng cũng chưa quá 30%. Có thắng hay không thì phải xem ai sai ít hơn, chiến thuật của ai được thực hiện tốt hơn, hoặc khải đáp. Không còn ai phản đối nữa, vì họ không nghĩ ra được cách nào hay hơn. Thủ đoạn mà Hoác Khải đưa ra đã là cách tốt nhất lúc này, và cũng là cơ hội thắng duy nhất nếu không còn ý kiến gì nữa thì mọi người sắp tới sẽ phải vất vả rồi điều đầu tiên cần làm là phân tách tư bản nước ngoài ra và tìm điểm yếu của họ đồng thời điểm chiến lược phải có sự chuyển hóa về con đường tư duy cũng phải nhanh chóng tiếp xúc với các thế lực khác bên công ty chi nhánh nước ngoài thì tôi cũng sẽ phái người đến tập hợp với mọi người cùng nhau cố gắng nhớ lấy nước ngoài là sân nhà của họ tình huống mỗi nơi mỗi khác cực kỳ phức tạp nhưng tôi tin rằng chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng thì nhất định sẽ thắng lợi, Hoắc Khải nói. Câu nói của anh khiến tâm trạng của mọi người bùng lên. Đúng vậy, nếu có thể thực hiện chiến thuật này thì có khi sẽ thắng đấy. Dù sao hy vọng mới không cần thiết phải đối diện trực tiếp với tư bản nước ngoài, quan trọng nhất là kéo dài thời gian. Chỉ cần ba hạng mục trọng điểm có được thành tựu mới, thì mỗi một điểm tiến bộ sẽ khiến phần thắng của họ càng lớn. Kéo dài được càng nhiều thời gian thì họ càng có lợi. Ngược lại, từ bản nước ngoài sẽ phải tiêu hao rất nhiều, áp lực từ cả hai bên khiến bọn họ rất khó xoay sở. Tôi đề nghị trụ sở trong nước thành lập một tổ phân tách, do giản tư tư phụ trách. Ngoài ra, thành lập một tổ chuyển hóa điểm chiến lược, do Ninh Hảo Bân phụ trách, nhóm này sẽ đi ra nước ngoài và phối hợp với trụ sở tại nước ngoài, Hoác Khải nói. Mọi người nghe vậy thì không khỏi sửng sốt, sau đó nhìn sang Ninh Hảo Bân. Ninh Hảo Bân cũng sướng sờ, anh ta thăng chức không dễ dàng, làm ở công ty rất lâu lập bao nhiêu công nhưng cũng chỉ là một chủ quản phòng ban nếu là công ty khác thì anh ta có khi còn vào được hội đồng quản trị rồi nhưng ninh hạo bân lại không hề oán thán anh ta biết mình ngày xưa chưa trải sự đời phạm phải sai lầm lớn bỏ lỡ đi cơ hội tốt nhất nếu không vị trí của giản tư tư bây giờ chắc chắn sẽ là của anh ta sẽ không ai cướp được của anh ta vì từ thuở ban đầu cả hoác khải lẫn ninh thần đều xem trọng anh ta nhất đi đến đâu cũng đem anh ta theo. Dưới sự giúp đỡ của giản tư tư, anh ta đã được quay lại làm việc. Cũng chính miệng Hoắc Khải nói, việc thăng chức của Ninh Hạo Bân sẽ được tiến hành dưới điều kiện nghiêm khắc nhất. Đây là sự trừng phạt của kẻ phản bội. Nhưng giờ đây, vào lúc công ty gặp nguy nhất, Hoắc Khải lại chủ động đề nghị anh ta phụ trách tổ chuyển hóa điểm chiến lược. Đây là sự tín nhiệm lớn cỡ nào chứ? Lúc này, hai mắt Ninh Hạo Bân đột nhiên đỏ hồng lên, vành mắt ngấn lệ anh ta cảm thấy tất cả những gì đã bỏ ra bao lâu nay đều thật xứng đáng đến cả ninh thần và giản tư tư cũng bất ngờ không nghĩ đến hoác khải lại tin tưởng ninh hạo bân vào lúc này hoác khải biết họ đang nghĩ gì liền nói mọi người chắc cũng không lạ gì chuyện của ninh hạo bân tôi làm như vậy vào thời khắc này chỉ vì năng lực của cậu ta rất tốt dù quá khứ có xảy ra chuyện gì thì cậu ta cũng là một thành viên của công ty tôi không muốn nói câu dùng thì không nghi nghi thì không dùng nhưng lúc công ty cần một người thì người này phải có được không gian để phát triển tài năng. Còn về việc liệu chúng ta có đi vào vết xe đổ hay không? Không đâu, Ninh Hạo Bân đột nhiên nói lớn, chắc chắn là không, tôi xin thề, cả đời này dù có xảy ra chuyện gì thì sẽ không bao giờ phản bội công ty. Sự kiên quyết của anh ta khiến không ai lên tiếng phản đối được nữa. Mà bọn họ đều hiểu, với năng lực của Ninh Hạo Bân thì lên chức chỉ là chuyện sớm muộn. 10 năm không được thì 20 năm Kiểu gì cũng sẽ có vị trí quản lý cấp cao của anh ta. Năng lực cá nhân của anh ta không thể ở mãi chỗ thấp được. Nếu vậy thì hy vọng mới cũng không thể làm to được như bây giờ. Chính vì biết cách dùng người nên mới có nhiều nhân tài hội tụ ở đây, đồng tâm hiệp lực làm việc. Hãy nhớ những gì hôm nay cậu nói, nếu cậu nuốt lời thì thế giới này có rộng lớn cũng sẽ không có chỗ cho cậu dung thân đâu, Hoắc Khải Nghiêm khắc nói. Dù anh có tự tin cỡ nào thì đối đầu với tư bản nước ngoài vẫn là một chuyện khó sức tưởng tượng. Nếu thất bại thì hy vọng mới sẽ lọt vào hố sâu, vĩnh viễn không thể chờ mình. Cho nên hành động của Ninh Hạo Bân cực kỳ quan trọng, thậm chí có thể nói là điểm nút của thành bại. Ninh Hạo Bân mạnh mẽ gật đầu, mặc dù không nói gì, nhưng những giọt nước mắt rơi xuống kia cũng đủ để chứng minh anh ta đang kích động cỡ nào. Được rồi, từ bây giờ, xin mọi người hãy tiết kiệm thời gian giao những việc không quan trọng cho người khác. Giản Tư Tư và Ninh Hạo Bân tự chọn đội viên trong trụ sở, dù là ai, dù có bất kỳ lý do gì, một là nghe lời, hai là nghỉ việc, không có lựa chọn thứ ba. Đánh thắng trận này sớm thì tôi sẽ cho mọi người một kỳ nghỉ dài và phát thưởng, Ninh Thần vỗ tay nói. Đám người hoan hô kịch liệt, cũng chủ động tự tiến cử với Giản Tư Tư và Ninh Hạo Bân. Những người đứng ở đây, không có ai yếu cả. Đặt ở bên ngoài Họ đều có thể trở thành nhân tài cao cấp của công ty khác. Mà Giản Tư Tư và Ninh Hạo Bân cũng không chậm trễ mà dứt khoát chọn luôn thành viên tại chỗ. Nhìn bộ dáng bận rộn của mọi người, Ninh Thần đi đến bên Hoắc Khải và nói, "Em không ngờ anh lại để cậu ta đi làm việc này đấy." "Sao, không tốt hả?" Hoắc Khải hỏi. "Không phải, mà em chỉ bất ngờ thôi. Với tính cách của anh thì nên cẩn thận mới phải chứ." Ninh Thần đáp hoác khải bật cười cẩn thận và quyết đoán không mâu thuẫn đâu ninh hạo bân có năng lực lúc này thì cần cậu ta đứng ra tại sao lại phải bỏ phí nhân tài chứ hơn nữa cũng chưa chắc là phải thăng chức cho cậu ta mà ninh thần sửng sốt rồi bật cười không biết nên nói thế nào nhưng dù sao thì từng câu mà hoác khải nói hôm nay đều đúng với thời điểm hiện tại còn kết quả cuối cùng ninh thần cũng tin rằng quyết định của chồng mình sẽ không sai anh nói thắng được thì chắc chắn sẽ thắng. Chương 671, biển rộng trời cao. Các bộ phận của Hy vọng mới bắt đầu bận rộn, vây quanh Giản Tư Tư và Ninh Hạo Bân để nhận phân công công việc một cách cẩn thận. Trong kế hoạch chiến lược mà Hoắc Khải đưa ra thì việc đầu tiên cần làm là chia nhỏ tư bản nước ngoài một cách phù hợp, sau đó phân tích để tìm ra điểm yếu của đối phương. Công việc này nghe có vẻ đơn giản, chỉ cần phân loại tài sản theo ngành nghề cố định. Nhưng trên thực tế đây là một công việc đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về kinh doanh. Một công ty tư bản nước ngoài nào đó, với quy mô tài sản khoảng 2.000 tỷ, các công ty chi nhánh liên quan tới hơn 100 ngành công nghiệp. Một số công ty có quy mô lớn, nhưng tỷ lệ đóng góp lợi nhuận thấp, thuộc ngành công nghiệp cũ, hoặc thuộc tài sản chất lượng thấp trong tổng tài sản. Còn có một số công ty có quy mô không lớn lắm nhưng lợi nhuận đóng góp hàng năm hơn chục tỷ đô, những công ty như thế thuộc tài sản chất lượng cao. Chuyện hot Nói một cách chính xác là những gì giản tư tư cần làm là tìm ra những tài sản chất lượng cao này, sau đó phân tích ngành nghề của phần tài sản này, tình trạng vận hành công ty, đối thủ cạnh tranh, lỗ hổng tự thân vân vân. Muốn sắp xếp những điều này thôi đã vô cùng rắc rối rồi, không biết phải thực hiện bao nhiêu cuộc điều tra. Mà điều tra kinh doanh ở nước ngoài không dễ như trong nước. Nếu không có thủ tục và lý do hợp pháp thì không thể tự ý điều tra việc kinh doanh của người khác, nếu vậy rất có thể sẽ bị cho rằng là cạnh tranh thương mại ác ý. Nếu như vậy thì hy vọng mới còn chưa kịp đánh đã ở vào thế yếu rồi. Do đó, giản tư tư bắt buộc phải làm việc một cách cẩn trọng, đồng thời phải làm thật nhanh. Thời gian không chờ đợi ai, tư bản nước ngoài càng không để họ có quá nhiều thời gian để hành động. Trước khi có kết quả phân tích, Ninh Hạo Bân cũng có rất nhiều việc phải làm. Trong đó việc quan trọng nhất là dựa vào phán đoán cá nhân để sắp xếp những công việc phù hợp với chiến lược nói trắng ra là liên hệ trước với những công ty mà anh ta cho rằng có thể dùng được. Nếu không, đợi sau khi giản tư tư phân tích xong mới làm những việc này thì đã quá muộn. Mà công việc này càng thách thức năng lực phán đoán cá nhân của Ninh Hạo Bân, không nói đến phán đoán đúng tất cả mấy chục kế hoạch, ít nhất tỷ lệ đạt khoảng hơn 50% thì đã coi là năng lực lớn rồi. Mà nếu muốn tăng tỷ lệ thắng nhất định cho hy vọng mới thì tỷ lệ phán đoán chính xác ít nhất cũng phải đạt được 70%. Rất nhiều người cảm thấy, điều này thật sự không thể làm được. Hoàn toàn không có bất kỳ tài liệu nào đáng tin, chỉ dựa vào một phần nhỏ hiểu biết về những tư bản nước ngoài này mà muốn tìm điểm yếu nằm trong 70% số công ty đó. Sao có thể được? Nhưng Ninh Hạo Bân không tranh luận với họ có được hay không, sau khi xác nhận các thành viên trong nhóm, họ lên máy bay ra trụ sở nước ngoài ngay trong ngày. Ở bên đó, cổ ngôn tài dẫn đầu đội ngũ thiên cơ đang đợi sẵn, có sự hỗ trợ của đội ngũ thiên cơ thì chưa chắc đã không làm được việc này. Ngoài ra, sau khi nuốt chừng thế lực ngầm, đội quân âm phủ của Vương Vũ Hành đã không còn đối thủ ở trong nước. Một tháng trước, cậu ta đã dùng đủ loại phương pháp để ngầm chuyển khoản tiền này ra nước ngoài. Nhưng nếu ở nước ngoài thì thực lực tài chính trên phạm vi toàn thế giới quá lớn, cho dù Vương Vũ Hành bỏ ra hàng trăm tỷ thì cũng chỉ là một giọt nước trong đại dương, không đáng là bao muốn tạo sức ảnh hưởng trên trường quốc tế thì số tiền đó vẫn chưa đủ. Nhưng trong thời gian ngắn họ cũng không thể làm gì đó quá lớn lao. Vẫn phải nói một câu, thế giới bên ngoài rắc rối và phức tạp, tình hình của mỗi khu vực không giống nhau, đội quân âm phủ muốn gây rắc rối cho đối thủ thì trước tiên phải học cách sinh tồn ở đây đã. Mà một năm rưỡi trước, nhóm người Vương Vũ Hành mới bắt đầu tìm hiểu tình hình ở nước ngoài, tiến hành thực hành về tư bản ở quy mô nhỏ. Đến nay thì cũng coi như thích nghi khá tốt, chỉ có duy nhất một điều cần chú ý chính là sau khi nâng quy mô vốn lên hơn ngàn lần thì có thể đạt được hiệu quả như trước đây hay không. Khi những người khác trong công ty đang bận rộn thì Hoắc Khải cũng không có thời gian rảnh, những người phụ trách của các công ty trong hệ thống đều đến cùng lúc. Thật ra có rất nhiều người đã nghe thấy vài lời đồn, mà những lời đồn này phần lớn là xuất phát từ nội bộ của Hy vọng mới. Các nhân viên của Hy vọng mới chưa từng coi việc công ty gặp khủng hoảng là một chuyện đáng xấu hổ cần phải che giấu. Chỉ cần anh hỏi thì họ sẽ trả lời. Vì theo quan điểm của họ, cho dù công ty có gặp khủng hoảng như thế nào thì chỉ là một bước đệm cho sự phát triển của công ty. Khủng hoảng càng lớn thì công ty phát triển càng nhanh, nếu đã như thế thì làm sao phải che giấu người khác chứ. Những người phụ trách công ty kia biết Hy vọng mới lại gặp khủng hoảng lớn lần nữa nên không ít người đã vội vàng đến hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Khải cũng không để họ đến trụ sở của Hy vọng mới. Dù sao nếu hơn 300 người phụ trách của các công ty tập trung lại thì không có phòng họp lớn nào chứa nổi. Cho nên, Hoắc Khải quyết định tổ chức một buổi tiệc tối tại sảnh tiệc của khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố. Trong bữa tiệc đứng này, sự xuất hiện của Hoắc Khải và Ninh Thần đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Không chỉ có những người đứng đầu các công ty đến mà còn có rất nhiều phóng viên cũng đến tác nghiệp. Đương nhiên, họ có thể bước vào sảnh tiệc là do Hoắc Khải cố ý sắp xếp chuyện đó. Nếu không trong bữa tiệc cao cấp này không có sự cho phép của anh thì không ai có thể vào được sau khi bước vào sảnh tiệc hoác khải cầm một ly rượu trong tay đi đến trước micro và ra hiệu một tiếng sau khi mọi người đều nhìn qua anh mới nói có lẽ rất nhiều người đã biết lý do của buổi tiệc hôm nay nhưng trước tiên tôi muốn hỏi một câu quý vị cảm thấy giới hạn của hy vọng mới nằm ở đâu mọi người đưa mắt nhìn nhau không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề này cuối cùng Tổng giám đốc của tập đoàn Phong Âu, Trần Minh Khải lên tiếng, "Tôi cho rằng, hy vọng mới đã không có điểm giới hạn rồi. Hay có thể dùng câu rất nổi tiếng trên mạng của các bạn trẻ là, tương lai của hy vọng mới như biển rộng sao trời." Câu nói này đã khiến không ít người cười lên thích thú. Hoác Khải cũng mỉm cười, nói câu nói này nghe có vẻ hơi cường điệu, nhưng nói không ngoa, tương lai của hy vọng mới chúng ta chính xác là như biển rộng, sao trời trong tương lai, chúng ta sẽ không bị cản trở bởi hành tinh này nữa. Chúng ta sẽ vươn lên khỏi bầu khí quyển, vượt ra khỏi hệ mặt trời, thậm chí lao ra khỏi giải ngân hà. Quý vị nên biết rằng, trong không gian có vô số hành tinh, trong đó có nơi thích hợp cho con người sống, có nơi thì không. Nhưng cho dù là hành tinh nào, chỉ cần chúng ta sẵn sàng thì đều có thể chiếm làm của riêng. Quý vị có bao giờ tưởng tượng việc một người sở hữu một hành tinh sinh thái, Đơn giản giống như bây giờ mua một ngôi nhà thì sẽ là cảnh tượng như thế nào không? Mọi người nghe thấy đều sướng sờ, sau đó bất giác tưởng tượng theo những gì mà Hoắc Khải đã nói. Một người sở hữu một hành tinh giống như trái đất sao? Vậy, vậy không phải là còn khủng hơn cả hoàng đế thời cổ đại sao? Hoàng đế có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là vua của một nước, mà cả một hành tinh chỉ thuộc về một người, đến giờ vẫn chưa có ai làm được. Trước đây chúng ta đã loại bỏ chiến lược kinh doanh hội nhập toàn cầu, cũng vì sự hội nhập vĩ đại của toàn nhân loại, chính là xu thế của tương lai. Khi giao tiếp không còn bị hạn chế bởi khoảng cách, khi bạn có thể tới bất cứ địa điểm nào từ hành tinh này trong một phút đồng hồ thì thế giới này cũng sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé. Mà loài người lại trở lên vô cùng to lớn. Đến lúc đó, các vị cảm thấy, chúng ta vẫn chỉ nghĩ về việc sống trên hành tinh này sao, hoặc khải hỏi. Mọi người bắt đầu xôn xao lên tiếng đương nhiên là không đồng ý với điều đó. Nếu thật sự có sức mạnh công nghệ như thế thì đương nhiên là hy vọng mới có thể vươn ra ngoài vũ trụ, chinh phục hành tinh mới. Mỗi người nắm giữ một hành tinh, cảnh tượng đó, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta vô cùng hào hứng. Thấy không khí dần nóng lên, hoắc khải mỉm cười, nói, nhưng đó là tương lai chúng ta có thể tưởng tượng ra, còn trước mắt chúng ta chỉ cần làm một chuyện, đó là dùng tốc độ nhanh nhất để thúc đẩy quá trình hội nhập toàn cầu, phải tập hợp công nghệ và sức mạnh trí tuệ của nhân loại mới có thể làm được điều này. Do đó, tại đây, tôi tuyên bố, chiến lược tiếp theo của hy vọng mới là chinh phục trái đất. Mục tiêu của chúng ta không phải là tranh vương tranh bá mà khiến mọi người trên thế giới hiểu rằng, chúng ta là một chỉnh thế. Trong tương lai, chúng ta sẽ coi hành tinh làm quốc gia, coi vũ trụ là thế giới. Ai cũng không thể ngăn cản chúng ta thực hiện mục tiêu này. Không ít người đều tỏ ra nhiệt tình, hưng phấn, họ đã ăn lái của hy vọng mới trong thời gian quá dài, bây giờ gần như bị tẩy não. Cho dù Hoác Khải nói gì, thì họ cũng đều cảm thấy điều đó có thể trở thành hiện thực. chương 672, Thành quả Đừng nói là chinh phục một hành tinh mà ngay cả đánh chiếm một không gian khác thì họ cũng không thấy kỳ lạ. Dù sao thì trước mắt công nghệ của hy vọng mới đã đạt đỉnh cao của nhân loại trong một số lĩnh vực nhất định. Thậm chí trên khía cạnh nào đó đã vượt qua trình độ công nghệ của thời đại này. Tiếp theo, tôi sẽ thông báo nhóm nghiên cứu khoa học của chúng tôi đã thực hiện nhiều thí nghiệm mô phỏng khác nhau trên những quy tắc tương đương trong thế giới ảo và đã đạt được kết quả. Hoặc khải lấy máy tính bảng, gõ nhẹ vài cái, hình chiếu 3D rõ nét lập tức xuất hiện trong không gian phía trên sảnh tiệc. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, thế giới ảo trên không trung nổi lên một cung điện hùng vĩ và tráng lệ. Mà bên trong cung điện, vô số người đang rất bận rộn. Các máy móc khoa học vô cùng tiên tiến trên trái đất, bày khắp nơi như những siêu thị mặt đất. Chỉ riêng những máy gia tốc hạt siêu lớn đã có hơn ngàn chiếc. Đây là điều không thể tưởng tượng được ở trên trái đất. Một máy gia tốc hạt siêu lớn có thể phải tiêu tốn mấy trăm tỷ đô mới có thể làm được. Mà mỗi lần sử dụng thì đều tốn một lượng chi phí mà người bình thường khó mà tưởng tượng được, cộng thêm chi phí bảo dưỡng, bảo trì thì lại càng lớn. Cho nên, trong số những cường quốc đứng đầu thế giới cũng chẳng có mấy quốc gia có máy gia tốc hạt. Chỉ vì loại máy này quá đắt đỏ, mà nghiên cứu ra kết quả cũng không thể chuyển hóa thành lợi nhuận về tay ngay. Nói vốn cách chính xác thì không thu được bất kỳ khoản lợi nhuận nào. Tất cả các máy gia tốc hạt đều thử nghiệm dựa trên những phỏng đoán về mặt lý thuyết, để đi tìm lời giải đáp cụ thể nhất về vũ trụ này. Toàn những kiến thức cao xa hoàn toàn không liên quan đến đời sống hàng ngày. Cho dù anh có chứng minh được lý thuyết là đúng thì sao, những kết quả một phần ngàn, một phần chục ngàn, muốn trở thành một đáp án duy nhất sau đó chuyển thành ứng dụng trong thực tế thì cũng không biết cần đến mấy trăm năm. Mà trong thế giới ảo, tất cả đều có thể tạo nên trong không trung. Chỉ cần trí lực đủ mạnh thì có thể biến hóa thành bất kỳ loại vật chất nào. Mà máy gia tốc hạt lại không vi phạm hệ thống quy tắc thực tế, cho nên ở đây tập hợp vô số nhà khoa học, họ đã sử dụng trí lực mạnh mẽ để tạo ra hơn ngàn máy gia tốc hạt, tận dụng từng giây để tiến hành các loại thí nghiệm. Trong đó, đã có mấy chục nhóm chỉ thực hiện thí nghiệm tạo hố đen trong thực tế, có rất nhiều thí nghiệm tiến triển chậm thì phần lớn nguyên nhân là vì kinh tế hạn hẹp. Những thí nghiệm có độ khó cao như vậy, mỗi lần thực hiện đều phải tiêu một số tiền rất lớn. Nhưng trong thế giới ảo thì tiền là thứ vô nghĩa nhất. Do đó, hạn chế lớn nhất trong thực tế đã không còn tồn tại trong thế giới này, cũng giúp cho những thí nghiệm được cải tiến rất nhiều. Máy chiếu 3D không ngừng hiển thị tiến độ thí nghiệm của các nhóm trong đó có ba nhóm khiến mọi người hứng thú và kinh ngạc nhất. Một nhóm đã nghiệm chứng được mười mấy hạt chỉ tồn tại trên lý thuyết là có thật. Họ đang thu thập những hạt này, sau đó phải tiến hành thí nghiệm với tần số và quy mô lớn hơn để xác định những hạt này khó xuất hiện trong thực tế như thế nào, làm thế nào để chuyển vào năng lực sản xuất thực tế. Nhóm thứ hai là hố đen. Trong thế giới thực, con người đã sáng tạo thành công hố đen 0.01 micromet tồn tại trong thời gian 0.01 giây. Hố đen ở cấp độ này không có bất kỳ tác động nào đến thực tế, đương nhiên cũng không hỗ trợ được gì. Mà trong thế giới ảo, không cần sợ ảnh hưởng của hố đen, con người đã có thể nâng kết quả thí nghiệm lên hơn 100 lần. Đó là một hố đen có kích thước 1 micromet, thời gian tồn tại vượt qua 1 giây. Đừng coi thường hố đen có đường kính nhỏ, thời gian cực ngắn, nhưng trên thực tế, đối với những thí nghiệm cao cấp thì có được kết quả như vậy đã đủ để họ phân tích được rất nhiều thứ. Mà kết luận lớn nhất mà con người phân tích được cho đến hiện tại, hố đen không phải là thể thực bào hoàn chỉnh. Nói một cách chính xác, vật thể bị hố đen thu hút, không phải bị nó nuốt chửng mà bị nó đồng hóa. Cũng có thể nói, hố đen giống như tế bào ung thư trong cơ thể người, sau khi tiếp xúc với tế bào bình thường thì không ăn nó mà tiến hành xâm nhập, khiến nó biến thành một thứ giống mình, sau đó tiếp tục lây lan. Nhưng đồng thời, chất lượng của hố đen không gia tăng, đây chính là điểm trái với quy tắc vật lý. Theo thuyết tương đối của Einstein, vật chất của vũ trụ là vĩnh hằng, không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Hố đen đồng hóa các vật chất khác, tại sao lại không tăng khối lượng? Phần khối lượng biến mất đã đi đâu? Nhóm nghiên cứu đã đưa ra hai khả năng, một là điểm trung tâm của hố đen cũng chính là điểm bắt đầu của hố đen giống như điểm kỳ lạ của vụ nổ vũ trụ. Khối lượng mất đi bằng một phương thức nào đó mà loài người chưa biết, tiến vào một thế giới song song khác. Tất cả khối lượng mất đi đang giúp một thế giới khác mở rộng ra. Giống như vũ trụ hiện tại của chúng ta đang không ngừng mở rộng, nhưng những thứ mới xuất hiện này đến từ đâu? Nó không thể tự sinh ra trong không khí được. Do đó, lập luận này phù hợp hơn với luận điểm của thuyết tương đối. Vũ trụ giao thoa, trao đổi vật chất cho nhau để mở rộng. Nhưng theo đó lại có rất nhiều vấn đề, ví dụ như nếu số lượng của vũ trụ là cố định và hữu hạn. Vậy có phải tất cả các vũ trụ đều đang mở rộng? Nếu tất cả các vũ trụ đều đang mở rộng thì vật chất từ đâu tới? Có phải là ngoài vũ trụ vẫn còn tồn tại thứ gì đó sâu hơn nó? Mà điều này liên quan đến một chiều không gian khác, cũng chính là một thế giới đa chiều. Khả năng thứ hai là hố đen chỉ hấp thu phần vật chất không có khối lượng, cũng là phần mà nền khoa học hiện tại vẫn chưa thể lý giải. Mà những thứ có khối lượng đã thông qua hố đen vận chuyển và phân tán, đồng thời giúp cho vũ trụ này để mở rộng hơn. Kết quả là Diện tích vũ trụ của chúng ta đang tăng lên nhưng trên thực tế, mật độ lại giảm đi. Hai khả năng đều có cơ sở lý luận và căn cứ nhất định, không ai thuyết phục được ai. Nhưng chắc chắn, nếu con người thật sự có thể tạo ra một hố đen tồn tại vĩnh hằng, có lẽ có thể thật sự nắm hết những điều thần bí trong vũ trụ, thậm chí sẽ nắm giữ cả vũ trụ này. Còn kết quả thứ ba lại là thế giới có chiều không gian cao hơn do cao thủ vô danh đề ra. Thông qua các thí nghiệm liên tục của máy gia tốc hạt siêu lớn, con người đang thử tìm sự tồn tại của các hạt thời gian. Bởi vì họ phát hiện ra trong các thí nghiệm, thời gian không phải là một đơn vị đo mà con người tự định nghĩa để đo lường sự thay đổi của sự vật mà là nó thực sự tồn tại. Tốc độ ánh sáng không phải là tốc độ độ đầu tiên của vũ trụ, có thể tốc độ mở rộng của vũ trụ còn nhanh hơn cả ánh sáng. Nói cách khác, nếu anh có tốc độ mở rộng của vũ trụ thì có thể quay ngược thời gian, trở lại thời điểm bắt đầu của thời gian. Mà điều này chính là thế giới bốn chiều, quan sát dòng thời gian. Còn thế giới năm chiều lại phải chuyển hóa thời gian thành thực chất, từ đó có được năng lực khống chế và thay đổi dòng thời gian. Nhưng đến nay, con người chỉ xác định được sự tồn tại của thời gian chứ chưa tìm thấy hạt thời gian. Không tìm thấy hạt thời gian thì cũng không thể vượt qua nó, càng không thể khống chế nó. Tuy rằng nghe có vẻ không làm được cái gì, nhưng nếu lấy kết quả của ba dự án này mang ra thế giới bên ngoài thì đã đủ để làm rung động giới học thuật trên toàn thế giới cho dù là kết quả của hạng mục nào thì đều mang ý nghĩ, tương lai của con người có thể sánh ngang với thần linh. Tầm quan trọng của thế giới ảo VA đã dần được bộc lộ. Câu hỏi duy nhất chính là kết quả được tạo ra trong thế giới ảo, rốt cuộc có thể thành công trong thế giới thực hay không? Mà khả năng này vẫn chưa được kiểm chứng hoàn toàn, nhưng điều này không ngăn mọi người phát hiện ra tầm quan trọng của thế giới ảo. chương 673, Hoàng đế Có người biết được tin tức gần đây phản ứng lại, nói điều anh lý muốn nói chính là về chuyện tư bản nước ngoài đúng chứ thật ra cho dù anh không nói thì chúng tôi cũng sẽ không để họ làm được điều đó đâu tư bản nước ngoài gì cơ anh không biết sao nghe nói một chuỗi tư bản nước ngoài có ý định tấn công hy vọng mới không ít công ty đã nhận được thư thu mua thật hay giả thế không phải nói là hy vọng mới được tư bản nước ngoài quan tâm sao chính vì quá quan tâm nên mới muốn chiếm thành của riêng cầm tiền lãi thì sao kiếm nhiều tiền bằng người đi chia lãi chứ mọi người bàn tán xôn xao hoác khải không ngăn họ bàn luận về chuyện này mãi đến mấy phút sau họ mới phát hiện hoác khải vẫn luôn nhìn họ thì mới dần dần bất tiếng lại sau khi không khí yên tĩnh trở lại hoác khải mới tiếp tục nói không sai điều tôi muốn nói quả thực là có liên quan đến tư bản nước ngoài mọi người đều đang cùng kiếm tiền trong một hệ thống cho nên tôi cũng không giấu quý vị theo tính toán của chúng tôi Tư bản nước ngoài lần này đã chuẩn bị hơn 10.000 tỷ, sau đó sẽ bổ sung thêm. Nói cách khác, chúng ta đang phải đối mặt với cuộc tấn công của hơn 10.000 tỷ. Nghe thấy lời nói này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Hơn 10.000 tỷ tiền vốn, nhiều tiền như vậy, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta không rét mà run. Có người thì mang vẻ u ám, suy nghĩ cách giải quyết, nhưng có người lại lo lắng bất an. Trong lòng họ chợt nhận ra chẳng trách Lý Phong này lại chủ động trình bày tiến độ nghiên cứu khoa học gần đây, hóa ra là để mở đường cho chuyện này. Anh Lý, anh cảm thấy chúng ta có thể chiến thắng đối thủ không, có người hỏi. Quá khó, hơn 10 ngàn tỷ tiền vốn đấy, đó là tiền thật bạc trắng, tất cả công ty của chúng ta cộng lại thì giá trị thị trường cũng không nhiều như thế. Suy nghĩ của mọi người rất đơn giản, đưa ra 10 ngàn tỷ thì có thể thâu tóm toàn bộ hệ thống của hy vọng mới. Từ bản nước ngoài bỏ ra nhiều tiền như vậy, rõ ràng là quyết giành phần thắng. Trước tình hình đó thì họ có thể tiếp tục sinh tồn không? Không ai có đủ tự tin như thế. Hoắc Khải khẽ cười, không vì sự lo lắng của họ mà tỏ ra chán nản, nói tôi chưa từng nghĩ tới có thể thắng họ hay không, tôi yêu cầu nhóm thu mua của công ty tính toán. Nếu 10.000 tỷ này bị chúng ta chiếm giữ thì quy mô của cả hệ thống ít nhất sẽ mở rộng ít nhất 10 lần. Nói cách khác, các vị ngồi đây, cho dù là giá trị con người hay quy mô công ty cũng sẽ tăng ít nhất 10 lần. Hoác Khải rất giỏi trong việc nắm giữ lòng người, anh biết chỉ nói về lý tưởng với người làm kinh doanh thì vĩnh viễn không đủ. Không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra tất cả chỉ vì lý tưởng. Trong kinh doanh, không có lợi ích thì không ai sẵn sàng đi cùng anh. Cho nên, anh ném ra quả bom cực lớn. Lời nhuận tăng gấp 10. Ai cũng sừng sốt, nhìn Hoác Khải với vẻ mặt không thể tin nổi hy vọng mới bị đối thủ lớn như vậy nhầm vào, anh không nghĩ cách giải quyết trước mà lại nghĩ làm thế nào để cầm tiền của người ta. Nếu tiền này dễ lấy như thế thì sao có nhiều kẻ săn mồi cố thủ trong ngành tài chính như vậy? Nhưng có vài người, bắt đầu ước vọng đến một tương lai không xa. Nếu công ty thật sự có thể tăng lên gấp 10 vậy thì sẽ rất đáng giá. Ngay cả có khả năng rất thấp thì họ cũng muốn thử. Bởi vì, theo tình hình trước mắt thì muốn công ty tăng lên gấp 10 cũng không phải là điều dễ dàng. Ít nhất là rất nhiều người đến khi nghỉ hưu rồi cũng chưa làm được. Hoắc Khải mỉm cười, nói tôi không nghĩ điều đó là không thế. Thật ra, quý vị hiểu rõ hơn những tư bản nước ngoài kia về tương lai vô hạn của hy vọng mới. Như tôi vừa nói, mục tiêu của chúng ta là biển rộng trời cao. Vậy thì trước đó, đương nhiên phải trải qua quá trình đẩy nhanh tốc độ phát triển mà lần tấn công này của tư bản nước ngoài chính là cơ hội lớn chỉ có một lần trong đời của chúng ta đánh thắng trận này thì sẽ là một bước tiến lớn so với mục tiêu cuối cùng của chúng ta tôi đã lên kế hoạch phản công chi tiết hơn nữa toàn bộ quá trình không cần sự tham gia của quý vị điều duy nhất quý vị cần làm chính là ổn định lòng quân nói khó nghe thì chỉ cần ngồi trên núi xem hổ đấu là được đến khi phân rõ thắng bại nắm chắc rồi thì mới ra tay cũng không muộn anh lý nói những lời này là sao Hy vọng mới gặp khó khăn, đương nhiên chúng tôi sẽ dốc toàn lực hỗ trợ, mọi người nói có đúng không? Mọi người tranh nhau hưởng ứng, nhưng suy nghĩ thực sự là gì thì không ai biết. Hoắc Khải cũng không cần hỏi suy nghĩ thật của họ là gì mà chỉ nói, trên con đường phát triển của Hy vọng mới chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn. Bây giờ là bước tiến quan trọng nhất để chúng ta vươn ra nước ngoài, bước chân ra thế giới. Chỉ cần có thể nắm chắc bước đi này thì từ nay trời cao biển rộng chim tung cánh không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn bước chúng ta. Vậy nên, cho dù các anh nghĩ gì đi chăng nữa thì hy vọng mới nhất định phải tiến lên. Chúng tôi vác trên vai vận mệnh của toàn nhân loại, không cho phép ai cản bước. Nếu có người phá rối từ bên trong thì cuộc chiến của hy vọng mới và tư bản nước ngoài cũng không thể phân thắng bại. Nhưng có thể chắc chắn một điều, thế giới tương lai chắc chắn không có chỗ đứng cho người đó. Hoác Khải nói những lời vô cùng nặng nề, thậm chí mang hơi hướng đe dọa bởi vì thứ anh muốn không phải là sự giúp đỡ của những người này. Đúng như những gì họ nghĩ, nếu cộng tất cả tài sản của các công ty lại thì cũng không nhiều tiền bằng người ta. Nên điều Hoác Khải muốn chỉ là duy trì sự vận hành thông thường cho hệ thống. Ngay cả khi thỉnh thoảng có ít phân chuột, cũng không làm hỏng cả nồi canh. Do chiến tích từ trước của hy vọng mới, cộng thêm sự đe dọa lúc này của Hoác Khải mà những người này chắc chắn sẽ vuốt mặt nể mũi. Ngay cả khi họ muốn làm gì thì cũng không làm ngay, chỉ giống như Hoác Khải nói, đợi khi xác định được người thắng cuộc thì sẽ có đầy đủ sự chắc chắn để bắt đầu hành động. Ổn định lòng quân, khiến mình không bị người mình cắn ngược chính là mục đích chính mà Hoác Khải mở cuộc họp này. Ninh thần cũng không ngờ Hoác Khải lại có suy nghĩ như vậy. Cô còn cho rằng chồng cô muốn tập hợp tất cả sức mạnh để đối phó với tư bản nước ngoài. Sau khi người phụ trách các công ty lần lượt bày tỏ quan điểm của mình thì Hoác Khải mỉm cười thảo luận với họ cùng vẻ mặt thản nhiên dạng dỡ. Không ai có thể tìm thấy chút áp lực nào từ biểu hiện của anh. Mà anh nói đã lên kế hoạch phản công chi tiết, lại không nói kế hoạch cụ thể với ai, trái lại khiến người khác cảm thấy thật sự anh có thể cất giấu một vũ khí bí mật nào đó. Nghĩ đến những lần phản công rực rỡ từ trước, họ không khỏi nghĩ, có lẽ Hy vọng mới đã nghiên cứu ra thứ gì đó phi thường, nhưng không muốn tiết lộ khi chưa tới giờ phút quan trọng. Một khi tiết lộ thì sẽ là một cú chốt tất thắng. Không khí của buổi tiệc rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều ra sức lấy lòng hoác khải, dù sao từ trước đến nay, hy vọng mới cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ dự báo xấu nào. Chỉ cần công ty với tiềm lực vô tận này còn tồn tại thì sự gắn kết giữa họ cũng không xảy ra bất thường. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của kẻ làm vua, trấn áp thiên hạ. Từ xưa đến nay, cho dù là triều đại nào thì đều xuất hiện một vị hoàng đế. Hy vọng mới chính là hoàng đế thương nghiệp của thời đại này chỉ cần anh vẫn hiên ngang đứng đó thì sẽ không có cận thần nào dám phản bội. Đây chính là nhận thức chung đã hình thành trong thời gian dài, đến từ tận sâu trong suy nghĩ, đã thâm nhập trở thành bản năng, xương tủy của họ. Sau khi chúc rượu một lượt các chủ tịch của các công ty, Hoác Khải cũng không ở lại lâu, một giờ sau, anh và Ninh Thần cùng rời khỏi buổi tiệc, để lại những người kia tự giao lưu với nhau. Đi ra khỏi sảnh tiệc, Ninh Thần cứ trần trừ không hỏi, cho đến khi lên xe, Hoắc Khải mới nói, em có gì cần hỏi thì cứ hỏi đi. Tại sao không ở lại lâu hơn một chút để xoa dịu họ vậy anh? Ninh thần hỏi ngay, đến giờ họ đã biết tình hình cụ thể, chắc chắn là có rất nhiều người sẽ hoảng loạn, nói không chừng còn gây ra chuyện gì. Em cảm thấy, anh nên ở lại thêm một lát, nói chuyện với họ, nhân cơ hội gắn kết thêm với những người này. Anh rời đi càng sớm mới càng chứng tỏ anh đủ tự tin. Nếu anh ở lại đó, nói với họ những điều này chẳng sao cả thì trái lại khiến họ cảm thấy, hy vọng mới sắp phá sản rồi. Nếu không, tại sao anh lại phải ở lại thêm để giải thích, an ủi họ? Đó là biểu hiện của sự hổ thẹn, Hoác Khải nói. Ninh thần nghe thấy thế thì sửng sốt một lát, sau đó cảm thấy lời nói này rất hợp lý. Nhưng, cứ thế để lộ ra họ đang gặp vấn đề thì cô cảm thấy cũng không thỏa đáng cho lắm. Chương 674, Khoa Trương Em cảm thấy nói hết sự thật, thể hiện khoa trương thì sẽ khiến họ tin tưởng sao, hoắc khải hỏi. Ninh thần gật đầu, có chút chán nản nói, chưa nói đến họ, ngay cả em nghe thấy số tiền 10.000 tỷ thì cũng cảm thấy không còn sức lực nào. Áp lực này thật sự quá lớn. Đúng vậy, đây quả thực là áp lực rất lớn, nhưng anh đã nói với họ rằng, ai phản bội thì tương lai sẽ không có chỗ đứng, hoắc khải nói. Nhưng họ sẽ nghe sao? Hơn nữa em thấy anh nói những chuyện này, không có ý nghĩa với họ lắm mà lại khiến họ lo lắng ninh thần nói cho nên anh không phải nói cho họ nghe vậy anh nói cho ai nghe đương nhiên là với tư bản nước ngoài hoác khải mỉm cười nói những người này nhìn thì có vẻ thành thực nhưng trên thực tế toàn là những người đầu óc nhảy số liên tục trong số họ chắc chắn có rất nhiều người đã từng liên hệ với tư bản nước ngoài thậm chí còn tiếp xúc sâu hơn so với suy đoán của chúng ta cho nên Mỗi câu anh nói ở đây để họ chuyển đến tai tư bản nước ngoài không sót một chữ. Anh muốn mượn cái miệng của họ để nói cho tư bản nước ngoài biết, hy vọng mới có đủ sức mạnh để phản công lại các ông, trình độ công nghệ mà chúng tôi sở hữu là điều mà các ông không thể tưởng tượng được. Tôi dám nói cho các ông biết chính là vì tôi không hề sợ hãi trước các ông." Ninh Thần dần hiểu rõ, ánh mắt sáng lên, cho nên, anh muốn mượn những người này để thể hiện sự tự tin với tư bản nước ngoài khiến chúng cảm thấy anh có con bài lật ngược tình thế và phải hành động kiêng rẻ sao? Không sai, Hoác Khải gật đầu. Trong buổi tiệc này, anh chỉ nói hai chuyện, một là áp chế những công ty ở trong hệ thống, hai là làm giảm nhịp tấn công của tư bản nước ngoài. Chỉ cần khiến chúng cảm thấy lo lắng mới có thể giúp phe mình tranh thủ được càng nhiều thời gian. Nếu không phải là trái với nguyên tắc thì thật ra, Hoác Khải càng muốn nói những chuyện khoa trương hơn nữa để dọa dẫm họ những chuyện người khác nghe không thể tin được thì vào thời điểm này sẽ càng dọa được họ. Trước đó, Hoác Khải nói nhóm nghiên cứu khoa học đạt được 3 kết quả của các thí nghiệm trong thế giới ảo, thực ra phần lớn để tỏ vẻ khuyết trương. Điều quan trọng là, anh đã phóng đại hiệu ứng, nhóm nghiên cứu khoa học thực sự có thành quả tương ứng nhưng theo tính toán của hệ thống đã phát hiện, quy tắc trong thế giới ảo, tuy đã có kết nối với thực tế, nhưng trên số liệu chi tiết nhất thì vẫn có những khác biệt nhất định. Cho nên, những thí nghiệm này thực chất là hiệu quả mô phỏng thực hiện bởi siêu máy tính ai ngay cả siêu máy tính ai mà cao thủ vô danh thiết kế có sức mạnh tính toán vượt qua máy tính tiên tiến nhất thời đại này nhưng vẫn chưa đủ khả năng tính toán chỉ có thể chứng minh lượng phép tính của anh đủ lớn đủ nhanh nhưng không có nghĩa là anh có thể thật sự tính được câu trả lời chính xác giống như một vận động viên chạy nước rút ngay cả khi anh ta có thể vượt qua giới hạn của con người hết lần này tới lần khác Phá vỡ mọi kỷ lục trên thế giới thì cũng không có nghĩa là anh ta thật sự có thể rèn luyện cơ thể đến mức coi thường các quy tắc. Những điều huyền bí của vũ trụ mà nhân loại đang tìm kiếm chính là quy tắc. Do đó, muốn đảm bảo rằng các câu trả lời trong thế giới ảo là chính xác thì cần liên tục nâng cấp năng lực tính toán của AI, từ đó hoàn thiện các quy tắc trong thế giới ảo. Quy tắc càng hoàn thiện thì càng tiến gần tới đáp án đúng. Đương nhiên, từ điểm này mà nói thì thế giới ảo thật sự sở hữu một tiềm lực vô hạn ngay cả khi vào thời điểm hiện tại các quy tắc vẫn chưa hoàn thiện thì vẫn có thể dựa trên phần lớn các yếu tố để rất nhiều dự án có thể đạt được câu trả lời tương tự trong thực tế ví dụ như động lực học ô tô anh có thể tiến hành hàng trăm lần thí nghiệm mỗi giây ở đây không cần sắp xếp lại mô hình chỉ cần anh có thể tưởng tượng được thì máy tính ai sẽ đưa ra được đáp án tốc độ như vậy quả thực chính là thiên đường cho những người yêu thích cơ học mỗi giờ mỗi phút đều có vô số người thí nghiệm ở đây sau đó dựa vào kết quả của thí nghiệm để sửa đối tương ứng trong thực tế. Từ hiệu quả thực tế đã thấy thì ứng dụng của thế giới ảo với cơ học khá hiệu quả, tỷ lệ thành công gần 100%. Nếu có thất bại thì chắc chắn là thứ mà anh cần thay đổi không giống với những thứ có trong thế giới ảo. Dù sao, những thứ trong thế giới ảo do anh nghĩ ra, mà ở trong thực tế lại không có năng lực như vậy, chỉ đành tự tay tạo ra mô hình. Điều này khiến nhiều người hy vọng hy vọng mới có thể cung cấp chức năng ghép nối giữa thế giới ảo và thế giới thực. Các đơn giản nhất chính là có thể in những thứ mà họ tưởng tượng ra thế giới thực. Vốn dĩ, ngành công nghiệp in 3D đang trên đỉnh cao, cũng vì thế mà càng được yêu thích. Nhưng cho đến nay, hy vọng mới chỉ đáp ứng sẽ nhanh chóng mở chức năng kết nối với thực tế nhưng lại chưa nói đến điều gì khác. Vì Hoác Khải cảm thấy, chức năng này rất hữu ích, cho nên cần thu phí. Đúng vậy, để tiến vào thế giới ảo, ngoài việc phải mua thiết bị thì cũng không thu phí nào khác. Bao gồm cả việc anh cải tạo địa hình, xây nhà. Trong thế giới này đều có thể làm gì tùy thích. Hoặc khải hy vọng họ có thể dựa vào những trải nghiệm thực tế để tự hình thành một hệ thống xã hội độc lập hơn. Nhưng, điều này không có nghĩa là anh có thể sử dụng miễn phí tất cả các tính năng của thế giới ảo. Ít nhất giống như việc để chuyển những suy nghĩ trong bộ não của bạn ra đời thực thì cần siêu máy tính ai phải có năng lực tính toán rất lớn vì vậy việc thu phí là cũng là điều dễ hiểu nhưng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn xác định thì thu phí theo lần hay thu phí theo thời gian hoặc là thu phí theo ngày tháng năm em biết thế giới ảo rất quan trọng có thể nó còn quan trọng hơn những gì em tưởng tượng nhưng anh cho rằng đây là vũ khí để chúng ta đánh bại tư bản nước ngoài hay sao ninh thần hỏi đương nhiên là không phải Hoắc Khải lắc đầu, sau đó nói, vũ khí duy nhất để chúng ta đánh thắng được trận này chính là bộ não của chúng ta. Chỉ cần mỗi người đều phát huy hết những khả năng của bản thân, thì thắng lợi không phải là chuyện khó tin lắm. Nhìn dáng vẻ vững vàng, nghe những lời nói tự tin của anh sự bất an trong lòng ninh thần cuối cùng cũng dịu lại. Cô gật đầu, nói em tin anh, chỉ cần có anh ở đây thì chúng ta nhất định sẽ thắng. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể nghĩ như em thì khả năng giành phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều, Hoắc Khải cười, nói. Ninh Thần cũng khẽ cười, nói: "Anh yên tâm, sự ngưỡng mộ của họ đối với anh cũng không ít hơn em đâu." Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh thật sự yên tâm giao chuyện bên nước ngoài cho Ninh Hạo Bân sao? Yên tâm hay không thì đều phải dùng cậu ta, Hoắc Khải nói: "Em không cần quá lo lắng về chuyện này. Dù sao cũng không phải một mình cậu ta đi." còn có rất nhiều người bên cạnh. Ngoài ra, nhóm của cổ ngôn tài cũng ở đó, không thể để mọi việc dối lên đâu. Ninh thần vâng một tiếng, cô không quen với cổ ngôn tài, chỉ có một lần đến thăm trụ sở nước ngoài, biết đó là một người giàu năng lực. Tuy rằng không biết tại sao chồng mình lại quen biết một người như thế, nhưng điều này không ngăn cản cô rất tán thưởng cổ ngôn tài. Mà ninh thần cũng biết, chồng cô còn có rất nhiều con bài ngầm không muốn để người khác biết. Trước đây, đội quân thần bí đã vài lần phối hợp với hy vọng mới ở thị trường thứ cấp tạo sóng gió cũng là một lực lượng dưới tay anh, mà nghi ngờ đó chính là đội quân âm phủ mà năm đó ngôi sao hy vọng của nhà họ hó hóc một tay lập nên. Thậm chí có người nói, ngôi sao hy vọng của nhà họ hó hóc không phải thật sự đã sa ngã, cũng không mất tích. Anh chỉ răng sương mù, ẩn sau màn, phối hợp với hy vọng mới diễn thật tốt một màn này. Bây giờ, ngôi sao hy vọng đang dẫn dắt đội quân âm phủ, loại bỏ mọi khó khăn cho hy vọng mới nhà họ Hoác cũng không phủ nhận cách nói này. Bởi vì thế lực ngầm đã bị xóa bỏ, nhà họ Hoác đã bị Hoác Khải Thu mua thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của hy vọng mới. Nếu họ phủ nhận chuyện này vậy thì một khi có người điều tra kẻ giả mạo kia chắc chắn sẽ có kẻ mất đầu vì những sai lần năm đó. Cho nên, họ mặc nhận cách nói này. Mọi người cảm thấy ngôi sao hy vọng ở trong đội quân âm phủ thì chính là anh ở đó, tốt nhất là vĩnh viễn đừng bao giờ lộ mặt. Thái độ này của Hoác Khải, đương nhiên khiến thế giới tin vào cách nói này còn hoác khải cũng hiểu được vì sao hoác trạch minh và những người khác lại mặc nhiên thừa nhận chuyện này anh không vạch trần những người này cũng không có ý nghĩ đi báo thù cho những chuyện đã qua chuyện gì nên làm thì cũng đã làm rồi bây giờ anh đã có hoài bão và lý tưởng vĩ đại hơn nhiều khoảng cách so với mục tiêu lúc đầu đặt ra đã ngày càng gần hơn mục tiêu tự tay xây dựng một nhà siêu giàu siêu quyền quý đứng đầu toàn thế giới nhất định sẽ thành hiện thực mà bây giờ, cuộc chiến với tư bản nước ngoài chính là trở ngại lớn nhất trong quá trình tiến đến mục tiêu cuối cùng của Hoắc Khải. Sau khi loại bỏ được chướng ngại này thì con đường mà anh phải đi sẽ không còn bất cứ vật cản nào nữa. Chương 675, tập hợp. Ninh Thần cũng không tranh luận thêm với Hoắc Khải nữa, vì cô biết chuyện quan trọng nhất mà mình cần làm bây giờ chính là đứng phía sau, âm thầm cổ vũ cho tất cả những quyết định mà chồng cô đưa ra. Nếu Hoắc Khải đã hy vọng chuyện nhà yên ổn vậy thì dù thế nào cô cũng sẽ không để trong nhà xảy ra bất kỳ chuyện gì. Chỉ cần hậu phương ổn định, chồng cô mới có thể dẫn quân sông lên phía trước đánh thắng đối thủ. Sau khi trở về nhà, Ninh Thần gần như mất ngủ cả đêm. Sáng sớm hôm sau, cô vội vàng chạy đến công ty, tập hợp một nhóm quản lý các bộ phận để đưa ra mệnh lệnh mới. Công ty sẽ thành lập một nhóm chuyên đối phó với nhóm thu mua của tư bản nước ngoài, chịu trách nhiệm chính ngoài việc chống thu mua còn phải xem xét, tìm hiểu tình trạng tâm lý của những người lãnh đạo của các công ty trong hệ thống để kịp thời nắm bắt động thái của họ. Nói một cách đơn giản thì Ninh Thần muốn kiểm soát những lãnh đạo của các công ty trong hệ thống và những người gây ra ảnh hưởng lớn cho công ty. Không nói là sẽ hạn chế tự do cá nhân của họ, mà Ninh Thần phải nắm chắc cả suy nghĩ và hành vi của họ. Cô biết rằng không có nhiều việc mà cô có thể làm được, cho nên chuyện nhỏ này cũng dốc sức để làm. Ở phía bên kia, tại văn phòng nào đó cách trụ sở nước ngoài của hy vọng mới khoảng 3.000 km, một người đàn ông da trắng khoảng 60 tuổi đang cau mày nhìn màn hình trước mặt. Trên màn hình, hiển thị rõ chân dung của mười mấy người ngoại quốc, có đủ nam nữ, già trẻ. Những người này đều là người phụ trách của tư bản nước ngoài trong cuộc tấn công hy vọng mới lần này. Những lời mà Hoác Khải nói đã chuyển đến tai những người này như ý của anh, cho nên họ không thể chờ đợi được phải mở một hội nghị truyền hình, Bàn bạc về những lời nói đó rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Hy vọng mới là một công ty rất hùng mạnh và ông chủ của họ cũng là một người trẻ rất có năng lực. Trước đây, họ đã tạo ra được rất nhiều kỳ tích, cho nên tôi cảm thấy những lời này chính là những lời cảnh báo. Có lẽ, trong tay họ thật sự nắm giữ kỹ thuật mới tuyệt vời nào đó, nhưng không tiện công bố ngay lập tức, cho nên hy vọng mới nói những lời này để dọa dẫm chúng ta. Không, tôi không đồng ý cách nghĩ này, tôi cho rằng công nghệ của hy vọng mới đã đạt đến nút thắt cổ trai. Cậu ta chỉ đang lừa gạt mọi người, dùng câu nói của họ để nói thì đây gọi là lòe thiên hạ. Cho nên, chúng ta nên dùng tốc độ tấn công nhanh hơn để tiến hành thu mua hy vọng mới với tốc độ nhanh nhất có thể. Vậy thì quá mạo hiểm, có lẽ ông không hiểu người đàn ông tên Lý Phong này. Tôi đã tìm rất nhiều người, hỏi kỹ càng ý kiến của họ. Những người này hiểu rõ về Lý Phong, họ nói, Lý Phong là người không nắm chắc thì tuyệt đối sẽ không hành động. Cậu ta đã nói ra thì nhất định sẽ làm được, có lẽ chúng ta cũng không nên trở thành đối thủ của Hy vọng mới. Ta Sơn, ông quá yếu đuối. Số tiền trong tay chúng ta đủ để nuốt trọn cả Hy vọng mới và tất cả những công ty trong hệ thống của họ, còn có gì đáng sợ nữa? Tôi không sợ mà tôi cho rằng không nên quá kích động. Cuộc chiến thương nghiệp liên quan đến tương lai, nếu chúng ta thất bại thì không ai có thể ngăn cản được Hy vọng mới những nhà lãnh đạo tư bản kia ở trong video bày tỏ đủ loại quan điểm khác nhau tranh cãi đến mơ hồ mà người đàn ông da trắng ngồi trước máy tính thì lại cau mày một lát sau một người đàn ông khá lớn tuổi ở trong video hỏi dreyer ông nghĩ sao về chuyện này người đàn ông da trắng khẽ lắc đầu nói tôi cũng không biết nên phán đoán những điều mà lý phong nói như thế nào nhưng tôi cảm thấy quả thật không nên quá gấp rút đánh trận này tôi vẫn giữ quan điểm như lúc trước nên tấn công từ vòng ngoài trong hệ thống của hy vọng mới, từng bước xâm chiếm lãnh địa của họ. Họ càng yếu thì chúng ta sẽ càng mạnh, khả năng thắng sẽ càng lớn. So về tiền mặt, thì thật sự chúng ta có rất nhiều, nhưng đừng quên, ở bất cứ quốc gia nào cũng không hy vọng những công ty như vậy bị đánh ngã. Nếu tiết tấu của chúng ta quá nhanh thì rất có thể dẫn đến những phản ứng mà chúng ta không hề mong muốn, quấy rối đến sản xuất của chúng ta. Đây chỉ là cạnh tranh thương mại, có lẽ họ sẽ không làm như vậy. Không, tôi cảm thấy có khả năng lớn họ sẽ làm vậy, vì công nghệ của Hy vọng mới đã đủ để thay đổi tương lai của loài người, không có quốc gia nào sẵn sàng đứng khoanh tay nhìn họ bị thu mua. Cho nên chúng ta phải tìm kiếm thêm sự giúp đỡ, gây sức ép, không cho họ cơ hội can thiệp. Suy nghĩ của những công ty tư bản nước ngoài này không đơn giản nhưng cũng không tính là quá phức tạp. Ít nhất chúng đều có chung một xuất phát điểm, đó chính là thu mua Hy vọng mới và chúng sẽ tận lực sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích này. Nhưng có một điểm khiến chúng phải kiêng rè, nguồn vốn 10.000 tỷ chính là số tiền mà chúng vét cạn túi để gom được. Ngay cả khi mỗi người giữ lại một ít thì cũng không còn quá nhiều. Nếu lần thu mua này thất bại, vậy thì vận mệnh của chúng chính là bị tư bản khác nuốt chừng. Cho nên, cuộc chiến này chỉ được thắng, không thể thua. Chúng biết, rất nhiều nhà tư bản khác đang mong chờ trận chiến này nếu thật sự có xu thế đánh bại hy vọng mới những nhà tư bản kia nhất định sẽ tranh thủ nếm trái ngọt nhưng nếu chúng có xu thế thất bại thì những nhà tư bản kia cũng không bỏ qua cho chúng cho dù là thắng hay thua những nhà tư bản khác cũng đều giành được lợi ích nhất định tuy rất khó chịu nhưng cũng không có cách nào khác dù sao trong cuộc cạnh tranh mức độ này không thể nào độc chiếm tất cả lợi ích hơn nữa chỉ cần thắng thậm chí có thể nói chỉ cần chúng có thể giành được công nghệ mà Hy vọng mới sở hữu thì tất cả tổn thất đều không thành vấn đề, sớm muộn cũng có thể kiếm lại được. Cùng lúc này, Ninh Hạo Bân đang dẫn đầu nhóm trong nước chính thức tập hợp với đội ngũ Thiên Cơ của Cổ Môn Tài. Một người là nhân tài mới nổi của Hy vọng mới, một người là người cũng đã chinh chiến nhiều năm với Hoắc Khải, cuộc gặp giữa hai người không có quá nhiều xung đột để nhắc tới. Những góc cạnh của Ninh Hạo Bân đã được mài mòn mấy năm nay, không còn quá sắc bén. Mà Cổ Ngôn Tài thì từ đáy lòng vô cùng kiêu ngạo, cho dù Hoắc Khải đã nói với anh ta, người trẻ tuổi Ninh Hạo Bân này chính là nhân tài có thể bồi dưỡng, bảo anh ta góp ý nhiều hơn. Nhưng Cổ Ngôn Tài cho rằng, trong chuyện này chủ yếu phải dựa vào đội ngũ Thiên Cơ. Còn những người mà trụ sở trong nước phái tới thì chỉ góp thêm tay chân mà thôi. Đây không phải là do Cổ Ngôn Tài kiêu ngạo đến độ mù quáng mà vì tình hình ở nước ngoài vô cùng phức tạp, thói quen kinh doanh và pháp luật ở mỗi quốc gia không giống nhau muốn thích nghi thì là một chuyện vô cùng khó khăn. Ngay cả Ninh Hạo Bân có giỏi đến đâu thì suy cho cùng, anh ta cũng chỉ làm việc trong thời gian dài ở trong nước, căn bản không có kinh nghiệm xử lý các nghiệp vụ ở nước ngoài. Cho nên, trước mắt có lẽ thật sự phải dựa vào đội ngũ thiên cơ của cổ ngôn tài đánh trận đầu. Tài liệu mà các anh gửi qua đây tôi đã xem qua, trong đó có một vài điểm chiến lược cần phải thay đổi. Đây là những kế hoạch và phân tích mà tôi đã thay đổi, các anh cầm lấy xem chút đã. Ngoài ra, cho dù ông chủ đã nói với các anh thế nào, nhưng ở đây, tôi buộc phải nói trước, tất cả phải dựa vào đội ngũ Thiên Cơ quyết định. Các anh có thể có ý kiến khác, nhưng điều đó không quan trọng, tôi sẽ xem xét và cân nhắc ý kiến của các anh, nhưng sẽ không vì những ý kiến đó mà dễ dàng thay đổi quyết định, Cổ Ngôn Tài nói. Giọng điệu này khiến thành viên trong nhóm của Ninh Hạo Bân đều cảm thấy khó chịu, chỉ ngại thân phận đồng nghiệp, lại là người mới tới nên cũng không tiện góp ý. Điều quan trọng nhất là một người luôn kiêu ngao nhất như ninh hạo bân ở trong nhóm thì bây giờ cũng rất ngoan ngoãn gật đầu nói tôi đã nghe anh lý nói về các anh chúng tôi không quen thuộc lề lối ở nước ngoài dễ dàng đưa ra những phán đoán sai đương nhiên mọi việc sẽ do các anh làm chủ nhưng tôi hy vọng trong quá trình làm việc chung cho dù có bất cứ chuyện gì thì hãy để chúng tôi tham gia nhiều nhất có thể bởi vì chỉ khi có thể tự mình tham gia thì mới có thể tiến bộ nhanh chóng nhóm của anh cổ có lẽ sẽ làm tốt hơn chúng tôi rất nhiều nhưng chúng tôi cũng có tự tin và cũng sẽ tích cực để học tập tiến bộ. Nếu chúng tôi tốt hơn lên thì tin chắc cũng rất có ích với các anh. Lời nói này không kiêu không nản, có đạo lý có cơ sở khiến cổ ngôn tài cũng không thể xù lông ra nổi, chỉ có thể gật đầu nói chuyện này tôi sẽ sắp xếp. Mà sau đó, nhóm của Ninh Hạo Bân đã lên một một xe bus để di chuyển. Trong xe, vài người trẻ tuổi đi tới, khó chịu nói với anh, anh Ninh, thằng cha đó quá kiêu ngạo, không phải là chỉ đến trụ sở nước ngoài sớm hơn một chút sao kiêu căng gì chứ đúng thế làm như chúng ta đần độn lắm chỉ bọn họ thông minh thôi vậy